Chương 2015, bí thư lẫn chủ tịch tỉnh đều xuất hiện rồi. Bất chợt, Cát Lâm An với một nét mặt đầy vẻ nghiêm nghị mời ông Ngư Đông giám đốc Sở Công an tới dặn dò ông ta triển khai công tác điều tra thu thập chứng cứ. Đồng chí Thiệu Đông, tại sao lại không sắp xếp chỗ ở tại nhà khách tỉnh ủy? Dù sao ở đó cũng là nơi tiếp khách chính thức của nhà nước, điều kiện sẽ không tệ như bên đây, tình trạng vệ sinh cũng hợp tiêu chuẩn hơn. Cát Lâm An nhíu mày hỏi một cách cố ý. Về điều này, lúc đó tôi cũng đã từng đề nghị với chủ nhiệm Diệp, chỉ là đội điều tra có cách suy nghĩ riêng của mình nên cuối cùng vẫn là ở tại nhà nghỉ Giang Nguyên. Giang Thiệu Đông cố ý liếc nhìn Diệp Phàm một cái tỏ vẻ oan ức nói. Đúng vậy, việc này là do tôi quyết định, cảm ơn ý tốt của bí thư Cát, dù sao đi nữa đội điều tra cũng phải tránh để người khác lời ra tiếng vào có đúng không. Hơn nữa, lần này đến đây, cấp trên có quy định, không được xài của địa phương một đồng nào, mọi thứ đều phải do đội điều tra tự mình lo liệu, ví như tiền thuốc men lần này là do chúng tôi tự trả lấy. Diệp Phàm nói, ha ha, chủ nhiệm Diệp thật sự quá cẩn thận. Lúc này, một người ở bên cạnh chen miệng vào một câu, giọng điệu có vẻ châm chích mỉa mai. Người này chính là Lý Nhất Nhi, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Đô. Không cẩn thận không được, bây giờ có một số đồng chí thật biết tận dụng cơ hội. Anh xem, chúng ta sống tại nhà nghỉ Giang Nguyên không ngờ cũng gặp phải chuyện không hay. Tôi thấy, đội điều tra cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp, tại sao lại có uy hiếp? Như vậy đã nói rõ việc mà đội điều tra sau này điều tra có chút vấn đề. Sợ rằng có người không muốn chúng ta tiếp tục. Đồng chí Trung Dũng nét mặt đã trắng bệch từ lâu, ông này vô cùng tức giận sau khi châm chích mấy câu thì liếc nhìn chủ nhiệm Diệp nói. Chủ nhiệm Diệp, tôi thấy là nên xin chỉ thị chỉ đạo của cấp trên rồi, xem có nên cử vài cảnh sát qua đây hỗ trợ chúng ta thực thi nhiệm vụ hay không. Nếu không, sự an nguy của bản thân đội điều tra cũng không được đảm bảo, vậy thì còn tâm trí đâu mà triển khai công tác điều tra. Điều này, Diệp Phàm làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Dư Quang Trung đang quan sát Cát Lâm An, quả nhiên, tên này đã sốt ruột rồi. Bởi vì, việc này mà truyền đến văn phòng Trung ương thì thật chẳng ra sao cả, như vậy chẳng phải nói tình hình an ninh ở tỉnh Giang Đô quá kém sao. Ngay chính sự an nguy của đội điều tra cũng không cách nào đảm bảo, thế chẳng phải là trực tiếp vỗ vào mặt đồng chí Cát Lâm An sao? Như vậy có được hay không chủ nhiệm Diệp? Trước khi việc này chưa được điều tra rõ ràng không ai có thể nói rõ rốt cuộc sự việc là như thế nào cả. Có lẽ là do mấy ông đầu bếp bên nhà nghỉ Giang Nguyên không cẩn thận dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn. Có lẽ là có nguyên nhân nào khác. Nếu như đội điều tra thật sự thấy có uy hiếp gì, việc này tôi sẽ dặn dò ông Ngư giám đốc Sở Công an tỉnh Giang Đô qua đây hỗ trợ các anh, mọi người yên tâm. Họ chỉ hỗ trợ bảo vệ các anh, tuyệt đối không hỏi han hay can thiệp bất kỳ hành động nào. Cát Lâm An nói. Tôi thấy được. Diệp Phàm nhìn mọi người một cái gật gật đầu. Sau đó cả nhóm người do Diệp Phàm, Trung Dũng, Thôi Hồng Yến giám sát trực tiếp, giám đốc Ngư điều động một đội cảnh sát tinh nhuệ khẩn trương tiến hành công tác kiểm chứng. Còn những người khác thì mở một phòng ra, phòng này trở thành giường bệnh tạm thời, các đồng chí trong đội điều tra đều nằm lên giường bắt đầu chữa bệnh. Rốt cuộc là ai đang làm loạn? Cát Lâm An vô cùng tức giận đập tay lên bàn trà trong phòng dành cho khách quý của nhà nghỉ. Việc này, chẳng lẽ là khu vực Vân Phong hay tỉnh Thiên Thuật? Hoặc có thể nói là những đồng chí có liên quan đến vấn đề Tam Nông làm, nếu không như thế thì không thể hiểu nổi. Nét mặt Giang Thiệu Đông có chút khó coi. Nhất định là bọn họ làm rồi, chẳng qua chỉ muốn ngăn cản đội điều tra nhằm kéo dài thời gian để hủy diệt chứng cứ hoặc là cấu kết nhau đưa lời khai giả. Cái lũ ngu ngốc này, nếu thật sự muốn làm thì cũng không thể làm cái việc ngu ngốc kiểu như lại ông tôi ở bụi này như vậy. Nếu như thế chẳng phải là càng thêm chọc tức đội điều tra, đến lúc mà điều tra ra sổ sách thì thái độ của họ sẽ quyết định được trình tự quan trọng của sự việc. Cát Lâm An môi run bần bật, tỏ ra kích động. Tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được một ngày, hôm nay cố gắng kéo dài thời gian uống ít thuốc, sáng sớm ngày mai nhất định đội điều tra sẽ xuất phát. Hơn nữa, sự ảnh hưởng mà họ tạo nên nhất định sẽ lớn vô cùng. Giang Thiệu Đông nói, nhìn Cát Lâm An một cái. Nhưng mà nếu như vậy, theo tôi đoán những đồng chí cấp dưới nhất định sẽ bận bịu lắm đây. Bận bận bận, nếu sớm biết hôm nay thì tội gì lúc trước lại làm thế. Tôi thấy, cho dù đội điều tra không xử phạt những đồng chí này thì Cát Lâm An tôi chờ cho đến khi sự việc tạm lắng xuống thì cũng phải nghiêm túc xử phạt họ. Thật chẳng ra làm sao cả,
đều đã làm gì rồi? Việc mà ủy viên Trương căn dặn vậy mà cũng dám làm sơ sài, cẩu thả, qua loa. Có còn muốn cái chức vụ mang trên đầu không? Có còn chút quan niệm kỷ luật đảng không? Có còn chút tư tưởng vì nhân dân phục vụ không? Tôi thấy, khu vực Vân Phong và tỉnh Thiên Thuật, hai bộ máy quản lý, đều đã mục nát rồi, cần phải đổi mới cải tổ. Cát Lâm An càng nói càng kích động, gõ mạnh ngón tay lên bàn trà, phát ra những tiếng cộc cộc. Vâng, bộ máy nhất định có vấn đề. Xảy ra việc lớn như thế, không đổi cũng không được. Ủy viên Trương nhất định là theo dõi gắt gao, nếu không đổi sẽ nói chúng ta bao che, không thể không đổi. Giang Thiệu Đông cũng nói. Cát Lâm An căn dặn một số chuyện xong rồi bỏ đi. Ông ta vừa mới rời khỏi thì đồng chí Tề Phóng Hùng chủ tịch tỉnh tỉnh Giang Đô hớt hải chạy đến nhà nghỉ Giang Nguyên. Chủ nhiệm Diệp thật sự xin lỗi anh, tôi vừa từ thủ đô trở về nghe nói các đồng chí trong đội điều tra đều bệnh rồi, thật xin lỗi. Việc này nhất định phải điều tra đến cùng, cho dù có liên quan đến ai, đều phải trừng trị nghiêm khắc. Lúc đầu Tề Phóng Hùng thể hiện một thái độ dứt khoát. Ha ha, sự việc chưa được làm rõ, chúng ta không thể nói trước có quyết định gì không, chừng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhưng mà, Chủ tịch Tề, tôi thay mặt đội điều tra cảm ơn sự ủng hộ của anh đối với đội điều tra. Diệp Phàm vẫn rất khách sáo với Chủ tịch Tề, dù sao thì tình cảm với Tề Chấn Đào vẫn còn đây. Ủng hộ công việc của các anh, là việc mà chúng tôi nên làm. Tề Phóng Hùng nói. Chủ tịch Tề, vấn đề Tam Nông của khu vực Vân Phong và tỉnh Thiên Thuật, bây giờ đã không còn là bí mật gì nữa rồi, chúng ta đi vào phòng trong đi, tôi muốn nghe anh giải thích vấn đề này. Diệp Phàm nhìn Tề Phóng Hùng một cái nói. Được thôi. Tề Phóng Hùng gật gật đầu, cùng với Diệp Phàm đi vào phòng. Hai năm trước, Ủy viên Trương của Quốc hội có xuống đây cùng với một đồng chí của Văn phòng Xóa đói giảm nghèo của Quốc hội và Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Lúc đó Ủy viên Trương cũng không có nói rõ là tới đây để làm gì, cho nên tôi đã cùng với ông ấy đi dạo khắp nơi. Nhưng mà, sau khi đoàn người của Ủy viên Trương đi đến huyện Thiên Thuận thì đã chọn chúng chỗ này làm nơi thí điểm tiến hành cải cách Tam Nông. Lúc đó quan chức tỉnh tỉnh ủy cũng ủng hộ mạnh mẽ. Đội nghiên cứu của cấp trên phái xuống sau khi tiến hành nghiên cứu đã vạch ra được một kế hoạch cụ thể hoàn thiện và cả chính sách vốn. Vốn dĩ việc này chúng tôi cũng đang quan tâm. Nhưng mà do sau đó tỉnh xảy ra quá nhiều việc, ở tỉnh Giang Đô do mưa bão liên tục nhiều ngày gây nên lũ lụt, mưa bão ở huyện Tông thêm vào nước lũ đã gây nên sự cố sạt lở nghiêm trọng. Hơn 400 mấy căn nhà của hơn 400 hộ dân của cả thôn đều bị tàn phá sạch. Và lại còn chết đi 6 người. Cả tỉnh Giang Đô tổng động viên toàn diện, phát động nhân viên cứu hộ, và hoạt động viện trợ. Để mà gây dựng lại thôn quê, quan chức tỉnh tỉnh ủy cũng cố gắng hết sức. Cho nên suốt khoảng thời gian này đều tập trung toàn bộ sức lực lên sự cố sạt lở đất. Vì thế, về phía huyện Thiên Thuận thì lơ là hẳn. Dù sao đi nữa, mạng người quan trọng, ngay cả chỗ ở họ cũng không có nữa, đó mới là việc quan trọng. Tề Phóng Hùng chua xót nói. Chủ tịch Tề, tôi muốn hỏi anh một câu, anh nói thử xem, chuyện của tỉnh Thiên Thuận có vấn đề gì không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Tề Phóng Hùng hỏi. Nhất định là có vấn đề. Chỉ có điều là vấn đề lớn hay nhỏ thôi. Nhưng mà, các anh đã đến đây, tức là đã xảy ra vấn đề lớn. Nhưng mà, cho dù chuyện này có liên quan đến ai đi chăng nữa, quan chức tỉnh nhất định sẽ phối hợp với đội điều tra đến huyện Thiên Thuận, triển khai điều tra toàn diện. Tề Phóng Hùng nói với vẻ mặt nghiêm nghị, anh ta nhìn Diệp Phàm một cái, thoáng chút do dự đắn đo. Chủ tịch Tề có chuyện gì xin cứ nói thẳng, nơi đây không có người ngoài. Diệp Phàm nói. Giọng điệu thay đổi. À, thật ra, tôi thật sự là khó mở lời, nhưng mà, có chút chuyện, nếu tôi không nói, điều này. Tề Phóng Hùng tỏ vẻ phân vân lưỡng lự. Có phải là có liên quan đến chuyện chú Tề thăng chức không? Thật ra Diệp Phàm sớm đã nhận ra điểm này, vì vậy nên mới hỏi thế. Anh cũng biết rồi sao? Tề Phóng Hùng cảm thấy có chút bất ngờ, nhìn Diệp Phàm một cái. Đúng vậy. Mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Diệp Phàm gật gật đầu. Việc của Trấn Đào cũng đã đến thời điểm quan trọng, nó là do anh giới thiệu cho Lão Phượng, tôi cũng không giấu anh nữa. Mấy ngày nay, tôi luôn ở tại thủ đô, nếu không phải xảy ra chuyện này, tôi sẽ tiếp tục ở đấy. Không còn cách nào, việc của Trấn Đào quá quan trọng, mặc dù bên Lão Phượng cũng bắt đầu ra tay, nhưng mà có những việc nhỏ, những chi tiết tỉ mỉ cũng phải do chúng ta đích thân làm mới được.
bản thân Trấn Đào không tiện lộ diện, còn tôi thì được. Hơn nữa, nếu như lần này mà có thể hoạt động, đối với sự phát triển sau này của Trấn Đào vô cùng có lợi. Tôi cũng sắp đến lúc rồi, 2 năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu, đã không còn không gian phát triển nữa, còn Trấn Đào thì khác, nó nhỏ hơn tôi 7 tuổi, năm nay vẫn chưa hơn 50 tuổi, vẫn còn nhiều thời gian để phát triển nữa. Nhà họ Tề chúng tôi, chỉ còn biết trông cậy vào nó thôi, đời tôi chỉ làm đến chức chủ tịch tỉnh, tôi mong rằng nhà họ Tề có thể có một bí thư tỉnh ủy. Như vậy thì mới thật sự là người đứng đầu một tỉnh vùng biên. Điều này, cũng là sự hối tiếc một đời của tôi, cho dù là vì nước hay vì dân, mỗi một người đều cũng sẽ có sự theo đuổi một đời. Mà nhà họ Tề chỉ còn biết trông cậy vào Trấn Đào. Nếu như bên này tiếp tục điều tra thì chủ tịch tỉnh như tôi nhất định cũng sẽ bị liên can đến. Tôi có thể lấy danh dự đảng đảm bảo, về việc này, tôi tuyệt đối không có gì cả. Nói ra thì, vấn đề này, chẳng qua chỉ là vấn đề tham ô lợi lộc mà thôi. Mà nhà họ Tề chúng tôi cũng có chút tích góp riêng. Như vậy cũng đủ qua ngày, sau đó Tề Thiên kiếm được mấy trăm triệu, vì thế mỗi năm anh ta đều ủng hộ tôi 300 mấy ngàn, với số tiền này, chúng tôi cũng đủ rồi. Vì thế, về mặt chi tiêu, tôi không hề có vấn đề gì. Nhưng mà, về chuyện này tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà một người lãnh đạo cần phải chịu, tôi nghĩ, không có cách nào hay bằng trừng phạt thích đáng. Khai trừ khỏi đảng là không thể, còn một cái nữa là sớm rời khỏi tỉnh Giang Đô đến bộ phận viên chức nhàn rỗi của Trung ương chờ nghỉ hưu. Hoặc là đến mặt trận Tổ quốc, quyết định vậy đi, dù sao tôi cũng chỉ còn 2 năm, sớm hay muộn với tôi mà nói đều không thành vấn đề. Tôi chỉ là không yên tâm Trấn Đào, nó dính líu mật thiết đến chuyện này, nếu tôi bị xử lý rồi thì nó nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối thủ của nó rất là mạnh, hơn nữa, đối thủ cũng khá nhiều. Người ta chỉ xem việc này là chuyện còn con, còn đối với nó thì là đòn công kích mạnh. Tề Phóng Hùng buông lỏng người ra, nói cho Diệp Phàm nghe việc nhà của mình. Chương 2016, bắt được kẻ hạ độc. Đúng vậy, mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề này chỉ là khó bề đôi bên, thật là đau đầu. Diệp Phàm bất giác cũng thở dài ngán ngẩm. Tề Trấn Đào có ân nghĩa giúp đỡ bản thân nhiều lần, hơn nữa Tề Thiên lại là anh em tốt của mình. Ở điểm mấu chốt này lại không phải chỉ có mình Tề Trấn Đào phạm lỗi, mà là bị liên lụy. Đó là việc rất oan ức, hơn nữa Diệp Phàm thật sự không muốn trông thấy việc này xảy ra. Tôi biết anh cũng rất khó xử, tôi vốn dĩ kêu Tề Trấn Đào gọi điện cho anh, chắc là đến bây giờ, nó vẫn chưa gọi đúng không? Tề Phóng Hùng nói. Diệp Phàm gật gật đầu, trong lòng thì âm thầm cảm kích. Việc này, dường như tôi cũng đoán ra được một điểm. Nhất định là có người đang gây khó dễ cho các anh, có phải là ủy viên Trương? Tề Phóng Hùng nói. Không còn cách nào khác, việc này bị họ kéo dài quá lâu, ủy viên Trương tức giận rồi, trước cuối năm không giải quyết, sẽ trách cứ những đồng chí có liên quan của phòng điều tra Trung ương, tôi là người phụ trách chính, nhất định là phải chịu trách nhiệm của một người lãnh đạo. Diệp Phàm nói. Thật là nan giải, việc này mà cứ kéo dài thì không có lợi cho các anh. Không kéo dài thì chuyện của Trấn Đào chắc chắn không xong. Ôi! Tề Phóng Hùng cũng hết cách, hờ hững uống ngụm trà ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn trà. Yên tâm, tôi tuyệt đối không để hỏng việc của chú Tề. Diệp Phàm khoát khoát tay, kiên quyết nói. Vậy anh! Tề Phóng Hùng nhìn Diệp Phàm một cái, nói không nên lời. Tôi có gì đâu, tệ nhất là bị người ta mắng mấy câu, so với cơ hội duy nhất cả một đời của chú Tề thì việc của tôi chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, nếu như mà chú Tề mất đi cơ hội lần này thì lần sau người của bọn Lão Phượng nhất định sẽ không chịu ra tay nữa. Hơn nữa, từ đây chú Tề sẽ bị họ vứt sang một bên hoặc thậm chí là không cần đến nữa. Một người đồng chí mà mất đi giá trị, không biết nắm bắt cơ hội thì người khác sẽ không tiếp tục xài đến nữa. Tề gia cũng không được đánh mất cơ hội này, cho nên chủ tịch Tề, ông yên tâm, nhưng mà ông cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, tôi nghĩ cơ hội còn nhiều. Tôi còn trẻ, cơ hội sẽ không thiếu. Diệp Phàm nói. Ôi! Tề Phóng Hùng thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái, rất lâu sau mới nói. Nhà họ Tề chúng tôi nợ anh rồi. Tề Thiên là anh em với tôi. Diệp Phàm nói. Sau khi Tề Phóng Hùng đi rồi, Diệp Phàm cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, sức khỏe của các đồng chí đội điều tra khỏe hơn một tí lại bắt đầu khởi hành rồi. Nhưng mà vừa đi được nửa đường, đột nhiên nhận được điện báo của Ngư Đông Đông giám đốc sở,
xem chừng là phát hiện ra tình hình mới, đã bắt được kẻ hạ độc. Diệp Phàm nghe xong, hết hồn hết vía, bởi vì vốn dĩ người hạ độc chính là bản thân Diệp Phàm, làm sao mà cảnh sát hình sự của Sở Công an tỉnh Giang Đô có thể bắt được người. Người này, theo suy đoán, dám chắc là vật thế thân, Diệp Phàm cảm thấy thật nực cười, không ngờ giám đốc Ngư vì muốn làm cho đội điều tra nguôi giận, lại sử dụng cái chiêu cũ rích này, thật là nực cười. Trùng hợp thay thái độ giám đốc Ngư rất là kiên quyết, nói là đã đem người bị bắt áp giải đến chỗ đội điều tra. Diệp Phàm cũng muốn xem thử vật thế thân tội nghiệp này cho nên xe vừa đến khu vực Vân Phong, tội phạm do đích thân Ngư Đông áp giải cũng vừa đến. Mang hắn đến phòng tôi. Diệp Phàm quát. Không lâu sau, Ngư Đông cùng với vài tên cảnh sát hình sự lực lưỡng áp giải vào một tên ốm yếu vàng vọt, khuôn mặt xanh xao sưng tấy, chắc là đã chịu đòn không ít đây. Người này cằm nhọn nhưng miệng không hề nhỏ, các bộ phận trên khuôn mặt có chút không cân đối. Giám đốc Ngư, mời ông nói trước tình hình của hắn ta. Sau khi mời giám đốc Ngư ngồi xuống, Diệp Phàm chỉ vào kẻ đen đủi kia rồi nói. Người này tên Trịnh Thiên, là người huyện Giang Tân thành phố Đông Hà tỉnh Giang Đô. Nhưng mà điều kỳ lạ là, sau đó chúng tôi điều tra thì huyện Giang Tân không hề có người này. Ngư Đông liếc nhìn Diệp Phàm một cái nói. Vậy chứng minh nhân dân của người này là giả hả? Diệp Phàm buột miệng nói. Tôi đã cảm thấy kỳ cạ rồi, chứng minh nhân dân của hắn ta không hề giả, là đồ thiệt 100%, nhưng mà tôi ra chỉ thị cho Cục Công an huyện Giang Tân tiến hành điều tra thực tế, huyện này, không hề có người này. Mặt của Ngư Đông tỏ vẻ khó hiểu nghi hoặc. Nếu như vậy mà là thật thì kỳ lạ quá, chẳng lẽ là mua chuộc Cục Công an giả làm một tờ chứng minh nhân dân là thật, nhưng thật sự người này không phải là người huyện Giang Tân à? Diệp Phàm nói. Vâng. Giám đốc Ngư liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bởi vì thời gian gấp rút quá, nên cấp dưới vẫn còn đang tiếp tục điều tra thân phận thật sự của hắn ta. Trực tiếp hỏi anh ta không phải là được sao? Diệp Phàm nhìn Trịnh Thiên một cái, đằng hắng một tiếng, đương nhiên là cố ý hỏi. Bởi vì, nhìn những nét bầm tím trên mặt của người này, chắc chắn là đã bị những cảnh sát tinh nhuệ thuộc cấp dưới của tên giám đốc Ngư này đánh đập nặng tay. Nhưng mà chắc là không hề điều tra ra gì cả. Tên này đặc biệt cứng miệng, từ lúc bắt được hắn ta đến nay, trừ việc khám xét được một tờ chứng minh nhân dân trong túi hắn ra, chúng tôi không phát hiện ra gì nữa cả. Hơn nữa, hỏi hắn thì hắn giả bộ câm nhưng chúng tôi biết là hắn không hề câm. Nét mặt của Ngư Đông có chút tái xanh. Vậy là, hỏi không được gì cả, ông ta mất mặt quá, nếu như mà báo cáo cho Diệp Phàm, thế chẳng phải là cho lãnh đạo thấy biểu hiện không tốt của đồng chí Ngư Đông giám đốc Sở Công an tỉnh Giang Đô. Đường đường một giám đốc Sở Công an, lại xử lý không xong một tên trộm vặt hạ độc sao? Được rồi, nói thử xem các ngươi sao bắt được hắn ta vậy. Diệp Phàm nói, đối với điểm này, Diệp Phàm thật sự rất tò mò. Thuốc rõ ràng là do mình bỏ vào, cái người tên Trịnh Thiên này, đích thị là một món hàng, một vật thế thân xui xẻo, cho nên Diệp Phàm muốn xem thử đồng chí Ngư Đông giải thích thế nào. Vốn dĩ thì nhiều chỗ trong nhà nghỉ Giang Nguyên đều có lắp đặt camera, nhưng mà tên này thật sự rất chuyên nghiệp, lại phá hoại phòng điều khiển trung ương, camera đều bị vô hiệu hóa hết. Đương nhiên, tên này rất lợi hại, sau khi phá hoại không hề để lại bất kỳ manh mối gì, khiến cho những người trong nhà nghỉ Giang Nguyên còn tưởng là do đường dây bị lỗi, còn cứ điều tra mãi. Điều này, xem ra cũng là công tác chuẩn bị của hắn ta để hạ độc, nhưng mà, cho dù hắn tính toán khéo đến đâu, nhưng vẫn tính sót một thứ. Mặt của giám đốc Ngư tỏ vẻ đắc ý. Chẳng lẽ còn có camera chưa bị phá hoại? Diệp Phàm tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, đám người của Ngư Đông tỏ ra rất bình thường. Nhưng mà, trong lòng Diệp Phàm có chút không yên, bởi vì, lúc trước người mà phá hoại phòng điều khiển trung ương là đích thân Diệp Phàm tự mình làm, tuyệt nhiên không phải là tên thế thân này. Trong nhà bếp vẫn còn một cái camera rất bí mật. Cái camera này thì truyền tải trực tiếp đến Trung tâm Chỉ huy Cục Công an tỉnh Giang Nguyên chúng tôi. Ngư Đông thoáng lộ vẻ đắc ý, cười nói. Trực tiếp truyền đến Cục Công an, lại không phải là bí mật quốc gia, đúng là các anh suy nghĩ thật chu đáo rồi. Có phải là những nhà nghỉ từ 4 sao trở lên của thành phố Giang Nguyên, các anh đều lắp đặt một vài máy camera? Để tiện việc lúc nào cũng có thể giám sát. Diệp Phàm hỏi. Không phải nguyên nhân này. Những camera của các nhà nghỉ khác không hề truyền trực tiếp đến chúng tôi. Điều này, muốn nối cũng nối không được,
chuyện của chúng tôi bận còn chưa hết còn hơi đâu mà lo mấy chuyện này. Ngư Đông nói. Thế thì quả thật là hơi nhiều, cục công an chứ có phải là công ty vệ sĩ đâu. Nhưng mà, thế thì chắc chắn có lý do đặc biệt gì đây? Diệp Phàm hỏi. Vâng. Ngư Đông gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm một cái, mới nói. Lúc đó đích thực là do có một việc khác mà dẫn đến việc lắp đặt camera ở nhà bếp của nhà nghỉ Giang Nguyên. Năm ngoái ở nhà nghỉ Giang Nguyên cũng xảy ra một vụ án kỳ lạ. Một nhân viên thủ kho của nhà nghỉ tên là Liễu Ngọc Thanh vô duyên vô cớ ở nhà nghỉ mất tích rồi. Sau khi nhận được tin báo án, sở cũng cử những cảnh sát hình sự tinh nhuệ qua điều tra, chỉ có điều lúc đó có ít nhất 5 người chứng minh là lúc 9 sáng Liễu Ngọc Thanh có đi vào nhà bếp của nhà nghỉ Giang Nguyên. Mà chúng tôi cũng đã suy tính qua, thời gian mất tích của Liễu Ngọc Thanh đúng là hơn 9 giờ, cho nên, nhà bếp thật sự rất đáng nghi. Tuy nhiên, cũng đã 3 năm trôi qua rồi, nói một cách xấu hổ, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được Liễu Ngọc Thanh. Lúc đó phản ứng của dư luận rất lớn, xôn xao khắp nơi, sở công an áp lực cũng lớn lắm, trước giờ chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến vụ án này, không dám lơ là, mọi người đều không cam lòng. Cho nên, để có thể điều tra phá vụ án này, các anh đã dày công lắp đặt cái camera một cách rất bí mật ở nhà bếp truyền tải trực tiếp đến sở công an của các anh, Liễu Ngọc Thanh thì chưa tìm được, lại vô tình thấy được quá trình người này hạ độc đúng không? Diệp Phàm nói, trong lòng cảm thấy rất nực cười. Vâng, người này rất chuyên nghiệp, tốc độ bỏ độc rất nhanh, hắn dùng một loại có thể khiến người khác tạm thời hôn mê, Đông nói đến đây. Một anh cảnh sát hình sự ở đằng sau bổ sung. Chúng tôi có xét nghiệm qua, có lẽ là chất etylic. Chất etylic này sau khi hòa vào trong nước thì là rượu etylic, rượu cồn. Nó có tính gây tê, khi nồng độ máu cao thì sẽ gây cho hệ thần kinh trung ương bị trúng độc, từ đó hôn mê. Đầu tiên nó gây nên hưng phấn, sau đó là ức chế. Nhưng mà, tên này cũng rất là ngạo mạn, sau khi làm xong việc này thế mà không hề rời khỏi thành phố Giang Nguyên, hơn nữa còn rất huênh hoang khoác lác, không ngờ còn đến. Sau khi chúng tôi nhận biết tường tận đặc trưng của tên này, lập tức triển khai cuộc truy bắt kiểu răng lưới trên toàn thành phố, vận may cũng rất là tốt, ở một tiệm uốn tóc, sau khi chúng tôi đưa ra bức hình của tên này, bà chủ tiệm đó sợ hết hồn, để lập công, đã lập tức dẫn chúng tôi đi bắt người. Ngư Đông nói, tên này cũng rất bản lĩnh, hơn 10 người giỏi nhất mà chúng tôi chọn từ trong đội của tỉnh ra lại bị hắn ta quật ngã hết 10, thiếu chút nữa là để hắn trốn mất rồi. Sau đó chúng tôi bắn đạn khói mê mới có thể khống chế hắn ta. Một đồng chí mặt tròn nói với vẻ khâm phục, đoán rằng đây là đội trưởng đội hình sự của sở cảnh sát tỉnh. Người này, điều mà khâm phục không phân biệt là người tốt hay xấu, quan trọng là xem anh có bản lĩnh hay không. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật gật đầu, nghĩ một hồi rồi nói. Ngay cả thân phận anh ta cũng không rõ ràng thì chỉ đành lần theo từng manh mối ở nhà bếp thôi, các anh có phát hiện ra tình hình gì khác không? Còn nữa, anh ta là mấy giờ đi vào hạ độc vậy? Bởi vì, lúc đó Diệp Phàm cũng có đi vào nhà bếp, chỉ là tốc độ rất nhanh, thật sự không hề dùng thứ như là thuốc mê đi gây mê đầu bếp, mà là tranh thủ lúc đầu bếp vừa quay lưng đi, chớp mắt một cái đã chạy đến trước nồi khuấy một cái là xong rồi. Bởi vì là bữa sáng, nhà nghỉ không hề làm món gì cầu kỳ, cho nên trong nhà bếp chỉ có một ông đầu bếp đội cái mũ cao và hai đệ tử giúp việc làm việc thôi. Và đệ tử vừa khéo đi ra ngoài rồi nên Diệp Phàm mới có thể ra tay được. Nhà nghỉ thường thì là 7 giờ bắt đầu phục vụ bữa ăn sáng, cho nên đầu bếp bắt đầu nấu bữa sáng lúc 5 giờ 30, tên này cỡ 6 giờ đi vào nhà bếp. Một phút là hạ độc xong rồi. Nói ra thì có một tình huống kỳ lạ, trong phút chốc trước màn hình có một bóng người lướt qua. Bởi vì nhanh quá nên không quay được rõ ràng, giống như là một cái gì đen thui chớp mắt đã lướt qua rồi. Chúng tôi còn tưởng là có liên quan đến vụ án của Liễu Ngọc Thanh. Lúc đó mọi người còn mừng rỡ một lát, nhưng mà, cho dù làm sao đi chăng nữa cũng không nhận ra được hình dáng của cái bóng đen đó. Chỉ là một cái bóng, có cảnh sát phân tích có lẽ là một thứ gì đó ném qua trong thoáng chốc, hoặc là màn hình bị trục trặc, hoặc là đồng lõa của tên này qua đây kiểm tra hoặc hỗ trợ gì đó. Ngư Đông nói. Chương 2017, bắt được kẻ hạ độc. Diệp Phàm gật gật đầu, trong lòng mới yên tâm một chút, nhưng mà, hắn cũng đã phòng hờ cả hai trường hợp, nếu như mà bị quay trúng thì cũng không sợ, bởi vì lúc đó hắn có trích một thứ thuốc khiến khuôn mặt trở nên méo mó, là vũ khí bí mật của đội A, nhưng mà vì sự an toàn.
hắn lúc đó cũng là mặc nguyên bộ đồ đen lướt qua trong chớp mắt, nhưng mà hắn hỏi như vậy, thì cũng xem như là hiểu rồi, thời điểm mà cái kẻ thế thân tên là Chính Thiên này hạ độc còn sớm hơn mình. Chắc là đầu bếp bị hắn ta làm cho hôn mê một lúc rồi, phản ứng ở đằng sau cũng chậm chạp hẳn. Nhưng mà, bị gây tê bởi chất etylic này thì cũng cần phải từ từ mới hoàn toàn phát huy hết tính thuốc được. Mà lúc hắn lần thứ hai đi hạ độc, phản ứng chậm chạp của đầu bếp cũng đã giúp hắn một tay. Nhưng mà, trong lòng hắn luôn thầm kêu may mắn. May là hôm đó thuốc bỏ vào không phải mạnh lắm, nếu như hôm đó mà bỏ thuốc mạnh hơn nữa, hai lần hạ độc liên tục, thế chẳng phải là làm cho các thành viên trong đội điều tra đều chết cả sao? Chủ nhiệm Diệp, còn muốn hỏi hắn nữa không? Nếu như không hỏi nữa chúng tôi phải áp giải người đi xuống. Chỉ đành từ từ tra xét hắn ta, tôi không tin hắn là một tảng đá, khui không ra cái miệng sắt của hắn. Chúng ta còn nhiều biện pháp chưa xài nữa mà. Ngư Đông nói đến đây thiếu chút nữa là nghiến răng. Không phải là người câm lại không nói chuyện, ha ha, Chính Thiên, xem ra anh là một con bò mang hình dáng con người, không không không, anh không phải tên là Chính Thiên. Diệp Phàm ha hả cười một cách thoải mái, giống như là nói chuyện nhà với Chính Thiên vậy, đột nhiên, Diệp Phàm thay đổi giọng điệu, thi triển mê thuật hóa âm, một luồng âm thanh lớn bị Diệp Phàm buộc thành những sợi tơ mỏng. Sóng âm trong thoáng chút công kích đến thẳng Chính Thiên, rên rằng. Mày tên gì? Hoàng Đằng. Chính Thiên trong thoáng chút không phản ứng gì, nhất thời bị mê thuật hóa âm của Diệp Phàm hớp lấy hồn, Hoàng Đằng hai chữ này thuận miệng tuôn ra. Chính Thiên vừa mở miệng, mấy cảnh sát như Ngư Đông đều ngơ ngác cả. Bởi vì, họ đã hỏi cung hết mười mấy tiếng đồng hồ đều không hỏi được cái gì cả, người ta cứng miệng, giả làm người câm nhất định không chịu mở miệng. Không ngờ rằng cái vị chủ nhiệm Diệp của văn phòng trung ương chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, cái tên này lại mở miệng nói rồi, hơn nữa Hoàng Đằng, hai từ này rất có khả năng là tên thật của người này. Vì thế, đám người của Ngư Đông sau khi ngơ ngác kinh ngạc một tí, đều tỏ vẻ rất khâm phục Diệp Phàm bởi vì đối với thuật bạo âm công bậc của Diệp Phàm ngày càng nâng cao, nắm càng lúc càng chắc, song âm chỉ hướng đến Chính Thiên, những người khác không hề bị ảnh hưởng nên đương nhiên là không cảm thấy gì. Hóa ra anh tên là Hoàng Đằng à, ha ha. Diệp Phàm cũng rất ưng cái ánh nhìn của đám người của Ngư Đông, tươi cười điềm đạm. Nhưng mà, sau khi bị âm thanh mê hoặc trong thoáng chốc, Hoàng Đằng lại bắt đầu giả câm nữa, tức là không nói chuyện nữa. Anh tưởng là anh không nói chúng tôi sẽ không điều tra ra sao, anh không phải tên là Hoàng Đằng sao? Giám đốc Ngư hừ một tiếng, lập tức dặn dò một anh cảnh sát đứng phía sau đi điều tra kẻ tên là Hoàng Đằng này. Không cần đâu, tôi kêu bạn tôi qua giúp đỡ các anh. Đột nhiên Diệp Phàm khoát khoát tay nói. Chỉ chốc lát sau, Vương Triều chạy tới. Tốt nhất vẫn là đến phòng thẩm vấn của Cục Công an thì hơn. Diệp Phàm nghĩ một hồi cảm thấy vẫn là chính quy một chút thì tốt hơn. Nếu như người này cũng hạ độc, thì chắc chắn là ai đó ở bên khu vực Vân Phong mời đến đây. Chỉ cần điều tra ra được người chủ mưu sau lưng. Vậy vụ án này so với việc trực tiếp điều tra ra sổ sách thì dễ dàng hơn nhiều. Vì thế, Diệp Phàm cần chứng cứ xác thực, vậy thì đến phòng thẩm vấn sẽ chính quy hơn. Không lâu sau thì đến phòng thẩm vấn hình sự của Cục Công an khu vực Vân Phong. Dưới việc xoa nắn gân cốt tay nhéo tay bóp, Hoàng Đằng lúc đầu còn ngoan cường chịu đựng kiên trì không chịu lên tiếng. Nhưng mà, thời gian trôi qua một lúc lâu, cái mặt của hắn ta dần dần méo mó biến dạng rồi. Hơn nữa, kêu gào thê thảm từ nhỏ tiếng đến lớn tiếng. Cuối cùng, cũng chịu không nổi nữa, hét lên. Tôi nói, đám người của giám đốc Sở Ngư lại thêm một phen bất ngờ nữa, giống như là không hề thấy cái người đồng chí tên là Vương Triều này tay đấm chân đá, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay sờ lên người của Hoàng Đằng, nhéo nhéo y như là xoa bóp mạnh tay vậy. Thế mà tên này lại chịu không nổi chiêu này. Mày tên là gì, người ở đâu, nghề nghiệp? Giám đốc Sở Ngư bắt đầu hỏi cung. Người ngồi nghe đương nhiên là chủ nhiệm Diệp rồi. Tuy nhiên, để thể hiện sự tôn trọng với chủ nhiệm Diệp, Diệp Phàm lại được giám đốc Sở Ngư đẩy đến ngồi ở vị trí trung tâm, còn đồng chí Ngư thì lại ngồi sang một bên hỏi cung. Hoàng Đằng, là người ở trấn Ngưu Đầu thành phố Kim Đàn ở bên cạnh núi Mao Sơn, không có đi làm. Ngày thường thì giả làm đạo sĩ bày một cái hàng quán vỉa hè lừa ít tiền kiếm sống qua ngày. Tôi cũng hết cách, lúc còn nhỏ thì chỉ học đến lớp 3. Cần trình độ thì không có, các vị lãnh đạo, các ông xem cái thân gầy gò ốm yếu của tôi này, làm việc nặng nhọc thì cũng không được, mà nhà nước thì không bố trí việc làm. Vì thế,
tôi cũng cần phải tiếp tục sống đúng không? Hoàng Đăng nghiến răng nói, tỏ vẻ rất oan ức. Lừa ít tiền thì lừa ít tiền, thế tại sao anh lại gây ra cái vụ hạ độc này hả? Lần này bỏ là thuốc bã đậu, có thể lần sau anh sẽ bỏ cả thuốc chuột. Cái vấn đề này của anh, so sánh với việc lừa phỉnh ít tiền, hoàn toàn là hai chuyện. Giám đốc Sở Ngư Đằng hắng một tiếng, nhìn Hoàng Đăng một cái, nói. Nói, là ai đã ra lệnh cho mày? Người đó tôi cũng không hề quen biết, tối hôm qua tôi đang bày hàng thì có một người trung niên ốm ốm, lùn lùn đến tìm tôi, nói là đưa tôi 5.000 đồng kêu tôi làm một chuyện. Hắn ta đưa trước cho tôi 2.000 đồng, nói là sau khi làm xong việc sẽ đưa tiếp cho tôi 3.000 đồng, lúc đó nhìn thấy tiền, tôi đã động lòng. Thưa lãnh đạo, ông có lẽ không biết, các ông xem 5.000 đồng không ra gì, nhưng đối với tôi mà nói là một số tiền khổng lồ. Điều quan trọng nhất là thuốc mà bỏ vào lại không phải là thuốc chuột hay gì đó, chỉ là bột thuốc bã đậu thôi, thuốc đó đâu có chết người đâu, vì thế, tôi liền làm. Hoàng Đăng nói. Người đó tên là gì? Vương Triều hỏi. Hắn nói hắn tên là Ngô Đông, để cho tôi tin, hắn ta cũng lấy chứng minh nhân dân cho tôi coi, nhưng mà, hắn ta đã có thể giúp tôi làm một chứng minh nhân dân giả, tôi nghĩ, tên của hắn ta cũng không nên tin, nhất định là giả đó, tôi cũng bị lừa rồi. Hoàng Đăng tỏ vẻ hối hận tức tối nói. Mày muốn gạt con nít 3 tuổi hả? Giúp mày làm chứng minh nhân dân giả thì cũng không thể chỉ một buổi tối hôm qua là làm xong. Hơn nữa, bọn tao cũng đã điều tra qua, tờ chứng minh nhân dân này của mày đích thị là hàng thật do Cục Công an cấp, tuyệt đối không phải là do nhà máy ngầm nào đó sản xuất ra. Hơn nữa, chứng minh nhân dân là làm từ mấy năm trước rồi, làm sao mà có thể tối hôm qua hắn ta làm cho mày được? Nếu như mà làm trong một đêm thì cũng không thể làm ra một tờ chứng minh nhân dân thật, Hoàng Đăng ơi Hoàng Đăng, những lời nói dối bịa đặt của mày đều sẽ bị vạch trần. Xem ra, mày vẫn không thành thật có đúng không? Có phải vẫn còn muốn nếm thử ngón nghề của tao? Vương Triều nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói. Tôi không nói dối. Hoàng Đăng co rụt cổ lại giống như phản xạ có điều kiện vậy. Chắc là bị cái chiêu xoa nắn gân cốt của Vương Triều hành hạ đến sợ rồi. Cái nỗi đau đớn sống không bằng chết này, có bao nhiêu người đàn ông gan góc có thể vượt qua được. Hoàng Đăng, đừng có mà quanh co với chúng tôi nữa, anh không phải là người bình thường. Lúc này, Diệp Phàm nhìn hắn một cái, điềm nhiên nói. Tôi vốn dĩ đâu phải là người bình thường đâu, chỉ là một tên đạo sĩ giả. Hoàng Đăng vội vàng nói. Ha ha, anh vẫn còn muốn lòng vòng không dứt với tôi phải không? Đến đây, mở video ra. Để cho chúng ta một lần nữa chiêm ngưỡng bản lĩnh thật của Hoàng Đăng người bình thường này. Diệp Phàm nói, một cảnh sát liền mở đoạn video clip ra. Mặt của Hoàng Đăng trong thoáng chốc trắng bệch ra. Sao rồi, tài nghệ cũng khá đó chứ, xem thấy chưa, dùng chất ethylic làm người khác hôn mê, hạ độc, làm xong mọi việc chỉ mất có một phút. Hơn nữa, nghe nói mười mấy cảnh sát đến vây bắt anh, bị anh quật ngã hết 10 người. Cuối cùng may là bắn đạn xương cay khiến người sặc khói mới có thể bắt được anh. Thế nào, đạt đến mấy cấp rồi? Diệp Phàm thay đổi giọng điệu, hỏi. Mấy cấp, về điều này, tôi không hiểu là ý gì, giống như chỉ có cờ vây mới phân cấp bậc. Giống như niếp vệ bình hình như chỉ có 9 cấp, còn Hàn Quốc và Nhật Bản hình như là còn có 11 cấp gì đấy. Thật sự không phải, tôi đúng là đồ vô tích sự, chính là 9 cấp, còn phải thêm cấp vượt trội hơn. Nhưng mà tôi lại không phải là cao thủ cờ vây. Chấm, tên Hoàng Đăng này thật sự rất xảo quyệt. Đừng chơi đánh đố nữa, hãy nhìn thử cái này, mày hả, đoán là cấp này rồi. Đột nhiên Vương Triều cười, đè tay lên ly trà ấn mạnh xuống mặt bàn, trong thoáng chốc, đám người của giám đốc Ngư đều ngớ người ra. Bởi vì, cái ly trà bằng sứ kia lại bị đồng chí tên là Vương Triều thản nhiên ấn xuống mặt bàn sâu những 2 cm. Phải biết rằng, cái bàn trong phòng thẩm vấn của Cục Công an khu vực Vân Phong là được chế tạo đặc biệt, gỗ là gỗ cây táo, tương đối cứng cáp. Bình thường chỉ dùng ly trà để tạo ra một dấu vết trên mặt bàn đã không dễ dàng, thì đừng có nói là ấn ly trà xuống mặt bàn sâu những 2 cm. Huống hồ chi, cái ly trà này dù sao cũng làm bằng sứ, tại sao lại không bị ép vỡ nhỉ? Cái đám người của giám đốc Ngư vừa kinh ngạc, vừa ngơ ngác nhìn Vương Triều chằm chằm. Bọn họ hiểu được. Hôm nay đã gặp được một người tài giỏi thật sự, nhất thời cả đám đều nhìn Vương Triều tỏ vẻ kính phục. Mà Vương Triều mới chỉ dùng có 3 phần sức thôi,
nếu như là 10 phần sức thì nguyên cái ly trà đều bị ép xuống dưới cũng không thành vấn đề. Bởi vì, Vương Triều là cao thủ của tầng thứ 2 lục đẳng. Anh chàng Vương Triều này, nghiễm nhiên là rất ưng, vẫn cố ý tỏ ra không chút quan tâm, quan sát mọi người một chút. Thế nào, đã hiểu chưa? Tao đoán mày là con số này. Vương Triều giơ bốn ngón tay lên, có nghĩa là tứ đẳng. Hoàng đằng tôi hôm nay chịu thua rồi. Tên hoàng đằng tỏ ra nhợt nhạt xanh tái, đầu hắn ta cũng từ từ cúi xuống. Hắn nhìn Vương Triều một cái, nói. Hèn chi mà hồi nãy tôi chịu không nổi, hóa ra, anh càng lợi hại hơn, có lẽ anh đã đạt đến con số này rồi phải không? Hoàng đằng nói rồi giơ sáu ngón tay lên. Ha ha! Vương Triều cười cười, không tỏ rõ đúng sai. Nói đi, là ai đã sai khiến mày, cần phải chi tiết cụ thể chút, chỉ cần bắt được kẻ chỉ thị sau lưng, tội của mày sẽ không nặng. Bởi vì, mày chẳng qua chỉ là bỏ chút bã đậu thôi, nếu như mà mày vẫn ngoan cố thả chết không nói, mày cũng hiểu rồi đó. Giống như mấy người làm nghề này như chúng tôi, thu thập chứng cứ là có đó, khiến cho mày đi vào nhà tù, ngồi đến mục nát cả nhà tù luôn là một chuyện không có chút vấn đề nào hết. Hơn nữa, tao nghĩ, mày là cao thủ về mặt này, những việc làm qua chắc là không chỉ có một chuyện này, tha hồ mà đưa ra một vài chuyện khiến cho mày chịu không nổi. Ôi, Hoàng đằng tôi, cứ như vậy danh tiếng đều không còn. Hoàng đằng thở dài, vẫn cần danh dự. Ha ha, theo ta đoán thì mày ở trong nghề vẫn có chút tiếng tăm. Diệp Phàm không nén được cười, nói. Đương nhiên, họ đều gọi tôi là Phi Thiên Thử, rơi. Hoàng đằng lại tỏ ra rất đắc ý, còn ưỡn ưỡn ngực ra, nhìn Diệp Phàm một cái. Rơi à, khinh công không tệ nhỉ, hèn chi mà mày có thể dễ dàng luồn vào nhà nghỉ Giang Nguyên đến vậy, đối với mày mà nói những bức tường kia chẳng khác gì là giấy trang trí thôi. Vương Triều cười thản nhiên, nói. Nói một cách nghiêm túc, người liên lạc với mày tên gì? Trông như thế nào, theo như danh tiếng của mày trong nghề, thân thế của hắn ta theo tao đoán chắc chắn là mày cũng phải biết một ít. Nếu không như thế, rơi mà dễ bị lừa như vậy sao? Hơn nữa, theo ta đoán thù lao hắn ta mời mày ra tay chắc cũng không thấp đúng không? Chương 2018, bắt được kẻ hạ độc. Đám giám đốc Sở Ngư thoáng nhìn nhau, cả đám đều lộ vẻ phấn khởi ra mặt. Vì, cuộc đối thoại của Vương Triều và Hoàng Đằng làm người ta như đi vào giữa sương mù. Trên thực tế, đám giám đốc Sở Ngư là tinh anh trong công an. Dĩ nhiên cũng hiểu được vài thuật ngữ trong giới giang hồ. Với những chuyện như thế này, các cảnh sát hình sự đương nhiên cũng có hứng thú. Anh cũng biết, những người làm nghề như chúng ta không thể nào đi thăm dò đối phương quá kỹ. Làm như vậy người ta căn bản chẳng ai dám đến tìm anh mà làm ăn. Tuy nhiên, người mà tôi nói đến kia quả là đã làm như tôi nói khi nãy. Tên là Ngô Đông, trên chứng minh nhân dân là người của huyện Tân Môn Thủy. Diện mạo cũng như tôi đã nói. Thấp thấp gầy gầy, chắc là cao chưa đến 1m6. Nhưng, người này có một đặc điểm, trên mũi có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Nốt ruồi có lớn lắm không, hình dáng như thế nào? Vương Triều mắt sáng lên, hỏi. To bằng hạt đậu, hơi dẹp. Hoàng Đằng nói. Hoàng Đằng, anh nói thật chứ? Lúc này, Diệp Lão Đại đột nhiên nói. Vì, lúc nãy hắn đã dùng sóng khí thăm dò thử khí cơ của tên này, sóng dao động tương đối mạnh. Chứng tỏ, tên không hẳn đã nói toàn bộ sự thật. Đương nhiên, sóng khí này là loại khí cơ nhỏ bé tràn ra từ cơ thể con người, người thường căn bản là không cảm thấy được. Chỉ có cao thủ như Diệp Lão Đại mới có thể thi triển được phương pháp đặc biệt này, tức là thêm sóng khí vào ưng nhãn thuật mới có thể thăm dò được. Tôi đã nói toàn bộ sự thật. Hoàng Đằng hơi chột dạ. Phế nhân là gì, có lẽ anh hiểu. Nghề của chúng ta, nếu như anh không có được cái này. Đời này, ha ha, Hoàng Đằng, anh có gì đáng để huênh hoang chứ? Sau này, anh sẽ bị thế giới này vứt bỏ, ngày nào anh cũng sẽ sống trong đau khổ. Danh tiếng trước kia của anh, cái vòng tròn trước kia cũng sẽ cáo biệt anh, đừng chọc giận tôi, chắc chắn tôi có thể làm anh mất đi cái bản lĩnh hiện có đấy. Vương Triều nghiêm mặt nói. Đương nhiên là đang lấy chuyện phế bỏ võ công của Hoàng Đằng để uy hiếp gã. Cái thứ võ công này... Anh có bị người ta phế đi thì cũng chẳng thể kiếm được chứng cứ gì. Anh chẳng thể nào kiện Vương Triều đã phế anh. Đám quan tòa kia còn nghĩ là anh đang nói chuyện hoang đường. Võ công ở Trung Quốc tuy nói tương đối có danh tiếng, nhưng mọi người thường chỉ thấy những ngón nghề trên TV thôi.
danh gia võ công chân chính bất lộ sơn bất lộ thủy. Như phái võ đang thiếu lâm người Trung Quốc ai ai cũng biết đến, nhưng có mấy người là biết được nơi này có những cao thủ võ công thực sự. Bọn họ cho rằng chân có thể đá vỡ vài viên gạch đã là cao thủ. Trên thực tế, cao thủ đá một cước, có thể đá vỡ cả đá. Hai, tôi đúng là gặp hạn rồi. Giờ phút này Hoàng Đằng mặt đã biến sắc, thần sắc vô cùng chán nản. Gã liếc nhìn Vương Triều một cái, nói. Kỳ thực, tôi với đã làm ăn với nhau được hai lần. Tên Ngô Đông trên chứng minh là tên giả. Kỳ thực, cũng không thể nói là giả. Vì, chứng minh đó cũng do Cục Công an cấp. Ngô Đông này, chắc chắn rất có gốc gác. Bằng không, sao có thể dễ dàng làm được chứng minh giả như vậy? Hai năm trước lần đầu tiên gã đến tìm tôi đã chú ý đến người này. Vì, gã tìm tôi để làm một việc đối với tôi mà nói chẳng có gì khó khăn. Có điều, giá đưa ra không thấp chút nào. Chẳng hạn như kê đơn thuốc như lần này, gã đưa giá 100 ngàn. Tôi nghe xong đương nhiên đồng ý rồi. Hoàng Đằng nói đến đây thì giám đốc Sở Ngư lạnh lùng xen vào một câu. Đương nhiên là anh đồng ý ngay rồi, một ngày kiếm được 100 ngàn, còn cách nào kiếm tiền nhanh hơn thế nữa? Cũng đâu có dễ dàng vậy, chuyện này đối với tôi thì dễ, nhưng với người bình thường chẳng dễ chút nào. Nên biết, phải làm tê liệt toàn bộ mọi người trong khách sạn Giang Nguyên mới được. Hơn nữa, còn phải làm thật tự nhiên, để người ta nghĩ là do sự cố chứ không phải do con người làm ra. Tôi chính là cao thủ trong lĩnh vực này. Hoàng Đằng rất bất mãn vì giám đốc Sở Ngư hoài nghi năng lực của y. Còn liếc nhìn giám đốc Sở Ngư một cái. Diệp lão đại cười thầm, lòng nói chẳng trách sáng hôm qua khi thăm dò phòng kiểm soát trung tâm lại thoải mái như vậy. Hóa ra là đã sớm bị tên nhãi Hoàng Đằng này làm hỏng rồi. Mình, chỉ nhặt được thứ còn sót lại thôi. Được rồi, Ngô Đông tên thật là gì? Hãy nói rõ tình hình của y đi. Giám đốc Sở Ngư nghiêm mặt, hỏi. Lần đầu tiên giao dịch tôi cũng rất tò mò về người này, đã ngầm tìm hiểu quá khứ của y. Phát hiện người này rất cẩn thận, chỗ ở chuyển đi chuyển lại đến mấy nơi. Càng như thế tôi càng hứng thú, nhất định phải tìm hiểu được đến cùng. Rốt cuộc tôi phát hiện gã là người thành phố Phổ Hải, tên thật là Trương Hoành Vĩ, nhà ở số 18, ngõ Đông Môn, khu Tây Kiều. Trương Hoành Vĩ đang làm gì? Diệp Phàm hỏi. Là giám đốc nghiệp vụ của công ty Hưng Sương thành phố Phổ Hải. Hoàng Đằng nói. Chúng ta phái ngựa đến Phổ Hải ngay. Giám đốc Sở Ngư nói. Được. Diệp Phàm gật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Ở Cục Công an bên đó tôi có một người bạn, tên Chu Khải. Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Phổ Hải đương nhiệm. Các đồng chí đến đó cứ liên hệ với anh ta trước, anh ta sẽ phối hợp với các anh bắt Trương Hoành Vĩ. Diệp Phàm nói, giám đốc Sở Ngư quay sang dặn dò đội trưởng đội cảnh sát hình sự, yêu cầu anh ta đích thân đưa người đi xử lý. Hơn nữa, phải đi ngay trong đêm, vì, sắp Tết rồi, không làm cho xong thì Tết này chẳng thể nào thoải mái được. Nhân lúc giám đốc Sở Ngư đang dặn dò mọi người, Diệp Phàm vào nhà vệ sinh. Trực tiếp gọi cho Chu Khải, nói. Chu Khải, tôi là Diệp Phàm, hiện nay anh đang ở đâu? Có phải là vẫn sắp xếp anh làm ở Cục Công an thành phố Phổ Hải không? Báo cáo tổ trưởng Diệp, giờ tôi vẫn ở đây. Cấp trên vẫn chưa bảo tôi đổi địa điểm, nên tôi vẫn ở đây. Nhưng, nhà tôi ở đây, nên cũng không sao. Chu Khải nói, Chu Khải cũng là thành viên chính thức của tổ A, chẳng qua đẳng vị quá thấp, đến giờ mới chỉ ở bậc khai nguyên tứ đẳng, mới đủ để bước vào ngưỡng cửa tổ A. Thành phố Phổ Hải là thành phố trực thuộc Trung ương. Là một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc. Cho nên, Cục Công an thành phố Phổ Hải tương đối quan trọng, tổ A không thể nào không cài Chu Khải vào đấy. Bất cứ lúc nào cũng chú ý đến động hướng của Phổ Hải. Cục Công an thành phố Bắc Kinh và vài cục công an của những thành phố trực thuộc đều có nhân mã của tổ A. Anh lập tức làm giúp tôi một chuyện. Diệp Phàm nói lại chuyện của Trương Hoành Lượng. Dám hại tổ trưởng Diệp, Trương Hoành Lượng, nó chết chắc rồi. Chu Khải hung hăng mắng. Đừng mạnh tay quá, nhiệm vụ của cậu là điều tra kẻ đứng đằng sau. Có lẽ, Trương Hoành Lượng chỉ là tên chạy việc thôi. Tôi muốn điều tra đến cùng, xem sau lưng là ai. Tuy nhiên, chuyện này, cậu nhất định phải giữ bí mật. Nếu người đó nhắm vào tổ điều tra của văn phòng Trung ương, vậy chắc chắn người đó lá gan không nhỏ. Hơn nữa, nếu là người của cấp trên, chắc hẳn, cấp bậc không thấp.
Người như thế, bề ngoài là quan, sau lưng là quỷ. Nói về chơi thủ đoạn, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Cho nên, cậu phải chú ý, không thể rút dây động rừng. Đã hành động là phải bắt cho được, hơn nữa, không được để cho kẻ khác biết. Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ tổ trưởng Diệp giao phó. Chu Khải trả lời lưu loát. Chu Khải, hiện tại cậu đã đột phá tầng 2 tứ đẳng chưa? Diệp Phàm hỏi, dĩ nhiên, người ta làm chân chạy việc cho anh, cũng phải cho người ta hạt đường chứ đúng không nào? Có như vậy, người ta mới cam tâm tình nguyện làm chân chạy việc cho anh chứ? Hơn nữa, còn là một tên chạy việc vui vẻ nữa. Vẫn chưa ạ, hai, mấy năm rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Dù tôi cố gắng thế nào cũng vô ích, nên, đến nay, quân hàm của tôi vẫn chưa thể nào thăng được. Chu Khải có chút buồn bực thở dài. Ừ, bên đó rất coi trọng cấp bậc công lực. Đó là pháp mã quan trọng nhất để cân nhắc việc thăng tiến của đội viên. Chẳng hạn, nếu cậu thân thủ lục đẳng, vào quân đội có thể được trao tặng quân hàm thượng tá. Vì, lục đẳng là nhân vật tầng trung ở tổ A rồi. Còn với tình hình của cậu, muốn được đề bạt và thăng quân hàm, chỉ có cách đột phá công lực thôi. Diệp Phàm nói. Chắc chắn rồi, cũng muốn đột phá lắm nhưng không được. Hai, đời nay lẽ nào cứ như vậy, tôi còn trẻ, sao lại khó khăn đến thế? Tuy nói nếu cứ ở cục công an thành phố Phổ Hải này thì cũng được đề bạt, giờ ba mấy tuổi cũng leo lên được chức cục trưởng. Nhưng, bên đó không thăng chức được, cũng làm người ta khó chịu. Hơn nữa, tôi cũng thích làm việc ở bên kia hơn. Bên này, chẳng qua là chỉ treo cái danh vậy thôi. Chu Khải có chút mất mát. Diệp lão đại hiểu được, người này nhờ vả mình nhưng khó có thể mở miệng. Dù sao, mình cũng là lãnh đạo của y. Thích thì làm cho tốt đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Diệp lão đại cố ý nói một câu. Cảm ơn lãnh đạo, chỉ có điều, tổ trưởng Diệp, tôi nghe nói, cái kia. Đồng chí Chu Khải khó mở miệng. Cái gì mà cái này cái kia nữa, anh lề mề như vậy từ khi nào thế? Diệp Phàm cố ý to tiếng. Tôi muốn đột phá. Mấy năm trước thủ trưởng Lang đến Phổ Hải có nhắc nhở tôi. Không biết là tổ trưởng Diệp, cái này. Chu Khải ngượng ngùng, nói. Đột phá, ha ha, là thủ trưởng Lang tiết lộ với cậu. Thôi vậy, lão Lang đã tiết lộ rồi, như vậy đi, tôi cũng đang tìm dược liệu để nhờ lão tiền bối kia giúp. Tuy nhiên tạm thời chưa tìm được vị thuốc chính, có cơ hội, nhất định tôi sẽ suy xét. Diệp Phàm nói. Cảm ơn tổ trưởng Diệp chiếu cố, tuy nhiên. Cần dược liệu gì, tôi có thể biết được không, biết đâu có thể nghĩ ra cách. Chu Khải hơi sốt ruột. Kỳ thực, vị thuốc chính phải có tính cô đặc, hàm lượng dinh dưỡng cao mới được. Chẳng hạn như sâm ngàn năm, thủ ô, thái tuế. Nhưng, những thứ này đều là địa bảo, ngay cả tổ A cũng khó kiếm được. Mấy cái thứ này là vật không thể nào cưỡng cầu. Nhưng, cậu cứ tìm thử đi, nước chúng ta rộng như vậy, có thể vài gia tộc xưa vẫn còn lưu trữ chút gì đó. Diệp Phàm nói, 2 giờ chiều, chuyện này đúng là kỳ lạ, sao lại dính đến thành phố Phổ Hải? Theo lý mà nói lãnh đạo địa khu Vân Phong là đáng điều tra nhất. Sao vòng vo một hồi, lại là do Trương Hoành Lượng đi tìm Hoàng Đằng kê đơn? Cái này, kỳ quái quá, chẳng lẽ để không bị phát hiện, nên phải đi đường vòng? Mà sao, cảm giác không đúng như vậy? Thời gian ngắn, lãnh đạo địa khu Vân Phong không thể nào phản ứng nhanh như vậy. Thứ hai, bọn họ cũng không thể có được thủ đoạn phức tạp như thế. Vương Triều có chút buồn bực. Chương 2019, bắt được kẻ hạ độc. Việc này rất khó đoán, tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy có điểm đáng ngờ. Hình như, chuyện này có sự sai khiến của lãnh đạo địa khu Vân Phong. Cậu xem, dựa vào những gì Hoàng Đằng đã nói, anh ta quen biết Trương Hoành Lượng bao nhiêu năm rồi, trước kia cũng có giúp hắn làm một số chuyện. Lần này coi như là lần thứ hai. Diệp Phàm nói, đúng vậy, nếu nói ai có năng lượng được như vậy, không phải chỉ có lãnh đạo tỉnh Giang Đô mới có. Hẳn là, chuyện này cũng làm các lãnh đạo của tỉnh này phải đau đầu, cho nên, người ta ngồi không yên nữa. Có thể kéo dài thì kéo dài, đợi qua một năm, bọn họ cũng hủy được kha khá chứng cứ rồi. Vương Triều nói, có khả năng một số lãnh đạo của tỉnh Giang Đô làm việc này, họ sợ bị phát hiện, đi vòng vo mấy vòng rồi mới đến chỗ Hoàng Đằng. Hơn nữa, bọn họ cũng có khả năng làm được chuyện này. Tuy nhiên, còn có một khả năng khác. Diệp Phàm thoáng suy nghĩ,
ngẫm nghĩ một lát hỏi Vương Triều. Cậu nói thử xem, ai hy vọng chúng ta chết nhất? Chẳng lẽ là lão thất phụ Yến Xuân Lai kia? Vương Triều đột nhiên biến sắc, mắng một câu. Cũng có thể, lão già này khi ở Nam Phúc đã muốn chỉnh tôi. Sau đó bị báo ứng, giờ là lúc xui xẻo nhất của lão. Còn tôi đang tiền đồ sáng lạn, so sánh với nhau, tự nhiên trong lòng sẽ thấy ghen ghét. Cho nên, có thể nhìn thấy tôi gặp xui xẻo, chính là việc lão mong đợi nhất. Ít nhất, trong lòng cũng cân bằng hơn. Còn có một khả năng khác, đó là chuyện này do đám Trương Hướng Đông làm. Vì, lão này sau chuyện Mai Gia luôn cảm thấy mất mặt, có lẽ, đến giờ vẫn còn ghi nhớ. Bằng không, sao lão già này lại tức giận đến như vậy, muốn trực tiếp đập gậy lên đầu tôi, chắc là muốn đập cho tôi chết luôn rồi. Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, Trương Hướng Đông sớm không hối muộn không hối. Sao vừa thấy anh đến văn phòng trung ương là nhấc gậy lên ngay? Lão già này cũng tương đối khả nghi. Nếu anh không làm được, chắc hẳn anh cũng khó mà ở lại văn phòng trung ương. Đến lúc đó phải xấu mặt rời đi. Chắc hẳn, sau đó còn bị phạt rời khỏi thủ đô nữa. Lão già này, tâm địa quá độc ác. Vương Triều mắng. Mặc kệ, cậu cố gắng tìm chứng cứ. Tuy nhiên, việc này, tôi hy vọng sẽ có chuyển biến. Vì, nếu chuyện này được điều tra ra, chắc chắn sẽ tác động đến chủ tịch tỉnh Tề Phóng Hùng. Hai, ông ấy là anh trai của chú Tề. Hơn nữa, chuyện này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc cạnh tranh của chú Tề trong thời gian gần đây. Diệp Phàm thở dài, tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh bận tâm đến Tề gia, vậy bản thân đại ca thì sao? Đến lúc đó, Trương Hướng Đông làm khó anh, trách tội anh. Yến Xuân Lai chắc chắn sẽ ở bên trợ uy. Đến khi đó, số người muốn đạp chết anh không ít. Em thấy, cứ lo bảo vệ bản thân trước, còn về phần Tề gia, chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối thôi. Vương Triều gãi đầu, tóc suýt chút nữa bị tên này gãi thành tổ quạ rồi. Hai, Tề Thiên là anh em với tôi. Chú Tề đối đãi với tôi không tệ, trước kia ở tỉnh Nam Phúc luôn che chở cho tôi. Bằng không, tôi muốn ngồi được vị trí như ngày hôm nay e cũng khó khăn. Hơn nữa, lần này đang là thời khắc mấu chốt nhất của chú ấy. Vị trí chủ tịch tỉnh cạnh tranh rất khốc liệt, vì chú ấy, ắt hẳn Phụng Hệ đã bỏ rất nhiều công sức. Chú ấy đang phải thay nhân vật hạt nhân của Phụng Hệ gánh vác trọng trách. Chú ấy chắc chắn phải bán mạng xông lên, chúng ta không thể nào đâm sau lưng chú ấy được. Làm vậy, Diệp Phàm tôi còn làm người được sao? Diệp Phàm nhăn mặt nói. Trái cũng không được, phải cũng không xong, chẳng lẽ đạo ca để cho người ta xử lý mình mới được? Cái này, tuyệt đối không được. Đại ca, cách này không thực hiện được. Vương Triều nói. Cho nên, tôi mới hy vọng có chuyển biến. Cậu nghĩ đi, nếu như điều tra ra Trương Hoành Lượng là do người của ủy viên Trương Hướng Đông hoặc của Yến Xuân Lai làm, chúng ta phải có thể lần dây tìm quả trực tiếp mò ra bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta không cần công kích họ, chỉ cần Trương Hoành Lượng đưa ra một số chứng cứ, chắc hắn, chuyện huyện Thuận Thiên, Trương Hướng Đông chắc chắn sẽ không dám có động tác gì nữa đâu. Diệp Phàm nói, cái đó cũng đâu liên quan gì đến Yến Xuân Lai, nếu không phải Trương Hướng Đông làm thì là Yến Xuân Lai làm. Không phải là Trương Hướng Đông vẫn khai đao với anh sao? Vương Triều nói. Ha ha, Vương Triều, cái đầu cậu sao không nghĩ cong đi một chút? May là cậu làm bên công an. Nếu làm bên chính phủ, chắc cậu bị sập bẫy của người ta từ sớm rồi. Diệp Lão Đại không nén nỗi cười mắng. Cái đó là đương nhiên, em sao so được với anh? Nếu không có anh che chở, Vương Triều em chắc hẳn đã bị loại khỏi trốn quan trường từ sớm rồi. Vương Triều cười ngây ngốc, kỳ thực, Vương Triều cũng không ngu, chẳng qua nhất thời không nghĩ ra được mà thôi. Cậu nghĩ đi, thế lực của Yến Hệ cũng không nhỏ. Đến lúc đó nếu chúng ta cứ đeo lấy Yến Xuân Lai không chịu nhả ra, lão này không phải sẽ đi tìm anh trai hắn là ủy viên Yến Vân sao? Đến khi ấy, Trương Hướng Đông phải nể mặt ông ta. Chắc hẳn, vấn đề tam nông của huyện Thiên Thuận người ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi. Lúc đó, nguy hiểm của chúng ta không phải đã được xóa bỏ rồi sao? Diệp Phàm nói. Đúng là diệu kế, em hy vọng Trương Hoành Lượng là do Trương Hướng Đông hoặc Yến Xuân Lai sai khiến. Đúng là một công đôi việc, bằng không, đại ca tiến thoái lưỡng nan đây. Vương Triều nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói tiếp. Chuyện của huyện Thiên Thuận chắc chắn không thể điều tra lại. Điều tra, nhất định phải điều tra.
những chuyện như thế này chúng ta phải điều tra đến cùng. Bằng không, lương tâm tôi không yên. Tuy nhiên, đợi cho việc của chú Tề xong xuôi đã. Đến lúc đó, Tề Phóng Hùng tác động đến thì vấn đề cũng không phải lớn lắm. Cùng lắm là bị ghi tội xử phạt, mà tuổi của ông ấy cũng lớn rồi, lui về tuyến hai trước cũng chẳng sao. Ít nhất, Tề Chấn Đào đã lên, tiềm lực của chú ấy lớn hơn Tề Phóng Hùng, vì, chú ấy có ưu thế tuổi tác, chú ấy mới hơn 40, là niềm hy vọng tiến quân vào chức ứng viên bí thư tỉnh ủy của Tề gia. Diệp Phàm nói, hai, đại ca đúng là đại ca, hiện nay, quan chức giống như anh chẳng được mấy người. Nếu như việc này tra ra có liên quan đến Tề Phóng Hùng. Tề Phóng Hùng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có chút gì đó. Người ta là chủ tịch tỉnh đương nhiệm đang vui vẻ trở về hưu, anh lại làm người ta bị xử phạt cuối cùng còn phải lui về tuyến hai trước. Cái này, là hoàn toàn chặt đứt đường lui của ông ta. Bị người ta ghen ghét mất, mà Tề gia, em e là họ sẽ tính sổ trên đầu anh. Đến lúc đó, Tề Chấn Đào đắc thế, ông ta không chiếu cố anh, thì e là, cũng sẽ không còn thân thiết với anh như trước. Cáu này, là tự mình tạo kẻ thù cho mình, có lẽ, nếu nghiêm trọng là sẽ bị người Phượng Hệ công kích. Bởi vì, đến lúc đó, Tề Chấn Đào đã đi xa hơn, ông ấy sẽ có sức ảnh hưởng lớn đối với Phượng Hệ. Em thấy, chuyện này, nếu thực sự muốn điều tra, có thể bé thì bé đi một chút, có thể yếu thì yếu một chút, tốt nhất là đừng dính đến Tề Phóng Hùng thì tốt hơn. Vương Triều khuyên. Vương Triều, ý của cậu rất hay, nhưng, tính Diệp Phàm tôi là thế, dù sao cũng phải làm chút gì đó cho dân chúng đúng không nào. Cậu cũng hiểu tính tôi mà, nếu có thể kéo dài chuyện Giang Đô để sang năm giải quyết cũng không tệ. Muốn lấy tiền nhà nước cấp cho những người dân chưa có nhà, mà khoản tiền này cứ bị mấy người được gọi là lãnh đạo kia xoay vòng tròn. Lòng tôi đau lắm, làm người, dù sao cũng phải có chút lương tâm đúng không nào. Hơn nữa, là một đảng viên, lúc nào cũng phải nghĩ cho dân chúng. Chúng ta giúp bản thân sống thoải mái, nhưng đồng thời cũng đừng bỏ rơi họ. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết, liếc nhìn Vương Triều một cái, dặn dò. Tăng mức độ điều tra xét xử, các cậu âm thầm tìm chứng cứ trước đi. Chúng ta đợi chuyện của chú Tề xong xuôi sẽ lập tức tính sổ. Được. Vương Triều không cam lòng gác máy, đi điều tra tổng hợp mọi phương diện. 2 giờ chiều, Chu Khải gọi, nói. Tổ trưởng Diệp, Trương Hoành Lượng bị tôi bí mật bắt lại rồi, tôi đã dùng vài thủ đoạn nhỏ. Tên này khai việc này là do chủ tịch công ty họ Vương Quốc Trương giao phó. Bản thân hắn chỉ là chân chạy việc, còn vì sao lại bỏ thuốc, tên này không biết. Hắn chỉ chấp hành lệnh của Vương Quốc Trương giao phó thôi. Vương Quốc Trương đâu? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Sợ rút dây động rừng, tôi muốn xin chỉ thị có bắt hay không? Vì tên Vương Quốc Trương này là nhân vật quan trọng, rất có khả năng hắn có liên quan đến kẻ đứng sau vụ này. Chỉ sợ bắt hắn chưa hỏi được gì, đã làm cho kẻ đứng sau biết được, tên này sẽ lập tức cắt dây ngay. Dù chúng ta có điều tia cũng chỉ đến được chỗ Vương Quốc Trương. Cấp trên, đặc biệt chức vụ càng cao, thường có động sẽ lập tức cắt dây ngay không cho anh điều tra được nữa. Bọn họ đi lòng vòng như vậy chỉ để bỏ chút thuốc. Chứng tỏ người này vô cùng thận trọng và cẩn mật. Nhân vật cẩn thận như thế, chắc chắn là một con cá hớn. Theo những phân tích của tổ trưởng Diệp, cấp bậc người này chắc chắn không thấp. Bởi vì, y nhằm vào đồng chí của ban điều tra văn phòng trung ương. Không có sức mạnh chắc chắn sẽ không dám làm việc này. Chu Khải phân tích. Ừ, có lý, thế này đi, tôi sẽ bảo Vương Triều đến ngay, cậu phối hợp với cậu ta điều tra. Có kết quả báo cáo với tôi ngay. Diệp Phàm nói. Được, máy bay từ Giang Nguyên đến Phổ Hải cách 2 tiếng có một chuyến. Tôi sẽ cho người theo dõi Vương Quốc Trương. Chu Khải nói. Được. Gác máy, Diệp Phàm lập tức dặn dò Vương Triều đi xử lý. Tuy nhiên vé máy bay đã bán hết, Diệp Phàm đành gọi cho Tề Phóng Hùng. Tề Phóng Hùng lập tức cho thư ký liên hệ bên sân bay, cuối cùng, sân bay phải nể mặt chủ tịch tỉnh Tề. Cho nên, Vương Triều có được vé lên máy bay, ngồi chung với nhóm tiếp viên. Trước khi điều tra, Giám đốc Sở tỉnh Ngư Đông đã hạ lệnh cố gắng hết sức. Cho nên, đám người Diệp Phàm phải nắm thời cơ trước, chưa chào hỏi lãnh đạo địa khu Vân Phong. Sau khi mọi việc phát triển theo đúng trình tự đám người Diệp Phàm mới đến địa ủy. Bí thư địa ủy Tần Thành, chủ tịch địa khu Chu Nguyệt Hà,
hai vị đầu sỏ địa khu và bộ máy ủy ban nhân dân địa khu đều đi nghênh đón đoàn người của tổ điều tra. Vì chuyện này đã bị ầm ĩ, nên, Diệp lão đại cũng không cần phải khiêm tốn nữa. Hoan nghênh chủ nhiệm Diệp cùng với tổ điều tra đến địa ủy Vân Phong. Bí thư Tần Thành vẻ mặt tươi cười nói. Diệp Phàm đưa tay ra bắt tay y, trong lòng nói anh chắc hẳn đang hận không thể chém chết tôi chứ hoan nghênh cái rắm gì. Chương 2020, một chút nữa là xong việc. Chủ tịch địa khu Chu Nguyệt Hà hơn 40, tóc cắt ngắn, ăn mặc giản dị, trên mặt không lộ nét cười, rất nghiêm túc bắt tay Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, chúng tôi đã sắp xếp dùng bữa chiều tại Sơn Trang Vân Phong rồi. Ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi một lát được không? Chu Nguyệt Hà liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Không cần, tôi thấy, cứ ăn ở nhà khách là được rồi. Diệp Phàm khoát tay nói. Sơn Trang Vân Phong, chắc hẳn là một nơi xa xỉ. Đi điều tra, tốt nhân không để rơi vào miệng người ta. Với tình hình hiện tại, chỉ cần có cách có thể khiến nhân viên điều tra sa đọa chắc chắn họ sẽ làm ngay. Nhưng, nếu mọi việc đã sáng tỏ rồi, thế thì cũng khó tránh ăn bữa cơm chiều này của người ta. Vậy cũng được, ăn ở nhà khách thành ủy luôn. Tần Thành gật đầu nói. Dù nói ăn bữa chiều ở nhà khách, nhưng thức ăn cũng tương đối phong phú, trên bàn tương đối nhiều món ăn dân dã. Vì địa khu Vân Phong rất hẻo lánh, mật độ bao phủ của núi rừng rất cao. Cho nên, những loại thổ sản như lợn rừng, chim chỉ, chồn, có rất nhiều. Tuy nhiên, khi Phó Chủ tịch thành phố Chu đề nghị uống rượu, Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Ngày mai còn phải làm việc, không nên uống rượu. Diệp Phàm hớp một ngụm canh, đặt muỗng xuống, khoát tay nói. Hắn liếc mắt nhìn hai vị đầu sỏ, nói. Lần này tổ điều tra của văn phòng trung ương xuống, chủ yếu là muốn làm rõ tình hình xây dựng Tam Nông huyện Thiện Thuận mà ủy viên Trương Hướng Đông đã tuần tra vào năm ngoái xem như thế nào. Sắp cuối năm rồi, thời gian gấp gáp, cho nên, sáng mai 8 giờ tổ điều tra cần tổ chức một cuộc họp với những người phụ trách phương diện này của bên các anh. Hơn nữa, phải cung cấp những tài liệu có liên quan. Người phụ trách phải tường thuật rõ tình hình cho các đồng chí tổ điều tra. Dù sao thì trong vài ngày chắc hẳn tổ điều tra cũng chẳng thể điều tra được gì, đây chỉ là lớp ngụy trang thôi. Cho nên, Diệp lão đại mới nói thoải mái như vậy. Bên kia, dĩ nhiên đám vương triều đang âm thầm tiến hành điều tra. Hơn nữa, vì Tề Chấn Đào, Diệp lão đại chỉ có thể ở đây giả vờ giả vịt, không thể nào hạ lệnh cho các thành viên tổ điều tra lập tức điều tra rõ việc này. Sau khi ăn xong cơm chiều, Diệp Phàm xin miễn các hoạt động giải trí khác, cùng các thành viên phòng điều tra về nhà khách địa ủy nghỉ ngơi. Diệp Phàm cùng với Tổ trưởng Thường trực Vu Quý Phát, Phó Vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung Dũng, Thôi Hồng Yến văn phòng xóa đói giảm nghèo của nội các chính phủ đến phòng mở cuộc họp nhỏ trước khi khai chiến. Chủ nhiệm Diệp, hôm nay đã là ngày 16 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa. Lão già Vu Quý Phát ngồi không yên, có chút lo lắng liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Càng gần đến cửa ải cuối năm, chúng ta phải càng bình tĩnh mới được. Nếu không, sẽ rối loạn. Đến lúc đó không hoàn thành được nhiệm vụ, bốn người chúng ta, đều bị ảnh hưởng. Tối nay, chúng ta phân công một chút, tốt nhất là chia quân ra bốn ngã, mỗi người đem theo vài đồng chí đến các bộ phận có liên quan điều tra lấy chứng cứ. Như vậy tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn nhiều. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vu Quý Phát, nhíu mày hừ giọng nói. Chắc chắn phải như vậy, bằng không, mọi người gom lại một chỗ, còn có thể điều tra được gì. Chúng ta cùng nhau cân nhắc một chút. Xem nên bắt đầu từ phòng ban nào. Sau đó chúng ta chia ra, sắp xếp tổ viên hợp lý một chút, ngày mai xuất phát ngay. Không thể kéo dài thêm được nữa, đã ở tỉnh thành mất 2 ngày rồi. Đối thủ của chúng ta vô cùng giàu hoạt, hơn nữa, còn dám xuống tay với chúng ta, xem ra, đối thủ đã không ngồi yên, chót cùng dứt dậu rồi. Phó Vụ trưởng Trung Dũng vẻ mặt ngưng trọng. Tôi phụ trách bên xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi thích hợp với công tác xóa đói giảm nghèo cho những hộ nhà lá và cải tạo các hộ dạng lều trại. Mai tôi sẽ đi thực địa, xem thử những gia đình sống trong những ngôi nhà dạng lều trại có được cải tạo chưa. Bọn họ có tiến hành phương án xây dựng đúng như những gì ủy ban Trương đã thông qua không? Có bớt xén nguyên vật liệu không? Có chỗ nào thất thoát không? Thôi Hồng Yến nói trước. Ừ, phụ trưởng tôi khá quen với việc này, cũng phù hợp với chuyên môn của anh, vậy hai mảng này do anh phụ trách. Nhưng, tôi phải nhắc nhở anh,
có lẽ, khi anh thấy hiện tượng gì thì phải xem có đúng là công trình nằm trong phương án của ủy viên Trương vào năm ngoái hay không. Chẳng hạn, địa điểm, còn tình hình cải tạo, số lượng. Cũng phải xác minh lại một chút. Diệp Phàm nói, vì trước đó đã được Phạm Cương báo cáo qua rồi. Chuyện cải tạo nhà lá ở huyện Thiên Thuận tất cả đều là lừa đảo hoặc hàng nhái. Còn vấn đề cải tạo nhà dạng lều càng tệ hơn nữa. Chẳng những thay đổi địa điểm, mà hầu hết tiền đều bị tham ô cả. Vì, vốn địa điểm ủy viên Trương chỉ định ở huyện Thiên Thuận rất tốt. Hiện đã bị các lãnh đạo huyện Thiên Thuận mua cho một doanh nghiệp đầu tư khai thác xây dựng rồi. Tôi sẽ điều tra cẩn thận. Thôi Hồng Yến nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu, trong lòng người phụ nữ này hơi bất mãn với mình, ắt hẳn là cảm thấy mình đang chuyện bé xé ra to, hơi có ý khinh thường cô ta. Tôi sẽ điều tra mảng giáo dục và hạng mục hồ khí mê tan nông thôn. Trung Dũng nói, chủ nhiệm Vu hãy điều tra xem các khoản tiền có bị thất thoát không, có bị tham ô không. Diệp Lão Đại sắp xếp. 2. Vấn đề tam nông trước giờ là một vấn đề lớn của nước ta. Tam nông kỳ thực chính là ba vấn đề nông thôn, nông dân, nông nghiệp cộng lại. Cũng có người khái quát vấn đề tam nông là nông dân cực nghèo, cực khổ. Kỳ thực, xét cho cùng, tôi thấy, đều do một chữ nghèo tác quái. Nếu cuộc sống của nông dân mà được giàu có, được sống sung sướng một chút, thì còn cần chúng ta xuống đây đốc thúc vấn đề tam nông không? Trung Dũng nói, vấn đề nông dân của vấn đề tam nông, thể hiện thu nhập thấp, khó gia tăng thu nhập của nông dân, sự chênh lệch giàu nghèo với dân thành thị quá lớn, thực chất là thể hiện quyền lợi không được đảm bảo của nông dân. Vấn đề nông thôn tập trung thể hiện sự lạc hậu, nền kinh tế không phát đạt, cơ sở xây dựng không đủ của vùng nông thôn. Dùng hình tượng để so sánh thì thành thị của Trung Quốc chúng ta giống châu Âu, còn nông thôn thì giống châu Phi. Sự chênh lệch này, không cần nhìn, cũng có thể tưởng tượng ra được. Cùng ở Trung Quốc, tại sao giàu nghèo lại chênh lệch nhe vậy? Tình hình châu Phi như thế nào, châu Âu như thế nào? Với tình hình thế này, dĩ nhiên, cuộc sống của nông dân vô cùng khó khăn. Vấn đề nông nghiệp tập trung thể hiện khả năng kiếm tiền khó khăn khi trồng ruộng của nông dân, trình độ sản nghiệp hóa thấp. Thôi Hồng Yến cũng nói. Tôi cũng từng sống ở nông thôn, năm đó sau khi tốt nghiệp đã đến công tác tại thị trấn Lâm Tuyền huyện Ngư Dương, tại một nơi gọi là đập nước Thiên Thủy. Lấy đập nước Thiên Thủy so sánh với thị trấn Lâm Tuyền, cuộc sống của người dân ở đây cách xa cuộc sống người dân ở đập nước Thiên Thủy mấy lần. Người dân ở đập nước Thiên Thủy một năm khó khăn lắm mới được ăn thịt vài lần, người ta gọi thịt là tôm nõn. Đó là vào năm 1995. Đâu phải là nạn đói 5 năm mấy đâu. Tôi vẫn nhớ, có lần tôi được nhận tiền thưởng, bèn đem hơn 2.000 này mua mấy cái đầu heo bảo người ta đem đến đập nước Thiên Thủy, để dân cả thôn được ăn thịt một bữa. Người dân trong thôn coi tôi như Bồ Tát sống. Vào thời điểm đó, nhà ai có người kết hôn đều làm việc rượu, trên bàn sẽ có món thịt mỡ mà người dân trong thôn thích ăn nhất. Thịt heo đó, tất cả đều là mỡ, không được chút nạc nào. Mà cũng chưa cắt ra hết. Chỉ dùng dao cắt thành từng miếng vuông vuông nhưng lại không cắt đứt hoàn toàn, dưới miếng thịt là rau. Thơm thì cũng thơm đó, nhưng quá béo. Lúc đó khi tôi nhìn thấy những người đàn ông nông thôn đó miệng đầy mỡ mà còn tranh nhau ăn thịt, trong lòng thực sự chẳng biết là có vị gì. Lúc đó một cán bộ ngồi cùng bàn dành được cho tôi một miếng lớn, bảo tôi ăn đi, nhưng sao tôi nuốt trôi được. Người ta nghĩ là tôi khách khí, nhã nhặn không dám ăn. Đúng là buồn cười. Vậy mà cuộc sống của người dân thị trấn Lâm Tuyền tốt hơn nhiều, 2-3 ngày vẫn còn có thịt để ăn. Đây chính là sự chênh lệch rõ ràng. Diệp Phàm đưa dẫn chứng thực tế. 2. Vu Quý Phát thở dài, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Kỳ thực, không phải là nhà nước không muốn giúp nông dân có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có điều, Trung Quốc chúng ta lớn quá, hơn tỷ dân cơ mà. Cái này, muốn giải quyết vấn đề trong một thời gian ngắn cũng khó. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển hướng trong các chính sách của quốc gia, càng ngày càng coi trọng vấn đề tam nông. Chắc chắn cuộc sống của nông dân tương lai sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, đương nhiên là phải cần một quá trình. Không thể ăn một miếng đã mập mạp lên được đúng không nào? Ừ, hạng mục mà ủy viên Trương chỉ thị nhằm vào nông dân. Hiện nay nông dân quá nhiều, nhà nước cũng không thể buông lưới nâng mức sống của họ với diện tích quá lớn. Đây là vấn đề quốc lực. Mà muốn nâng cao mức sống của họ, chính quyền địa phương mới là quân chủ lực.
còn bên trên thì chỉ có thể cầm cuốc đào khoai mà thôi. Không thể nào giải quyết được vấn đề chủ yếu, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Chẳng hạn, kế hoạch của ủy viên Trương là hơn 200 triệu, hơn 200 triệu có thể làm được bao nhiêu việc. Hơn nữa, nếu mỗi huyện trong cả nước đều cấp 200 triệu, vậy quốc gia có gánh vác nổi hay không? Huống chi, cái kiểu xóa đói giảm nghèo này cũng không có ý nghĩa quá lớn với việc nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân. Trước mắt phải giải quyết vấn đề từ mặt bản chất, đó chính là giải thoát họ trên tư tưởng, để họ suy nghĩ thoáng ra, đầu óc linh hoạt, tự lực cánh sinh, tự mình làm giàu cho mình. Anh xem, nông dân không thiếu những người giàu, sao đều là nông dân, những người này lại giàu lên trước. Tôi thấy, nguyên nhân chủ yếu là do đầu óc người ta linh hoạt, suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, có một số người là có gia tài tổ tiên để lại, có thể nói là có nền tảng tiền tài để đời sau phát triển nhanh. Đương nhiên, cũng có nhiều người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cho nên, suy nghĩ linh động, chính sách phát triển của chính phủ cũng có tầm quan trọng nhất định. Diệp Phàm nói, cách nói này cũng có chút phê bình lối suy nghĩ hạn hẹp của Trương Hướng Đông. Ý của tên này đã hiện rõ. Cho nên, Trung Dũng cùng với Thôi Hồng Yến, Vu Quý Phát không dám phát biểu gì về cách nhìn của Diệp Lão Đại. Chỉ sợ phát biểu gì đó mà truyền đến tai ủy viên Trương người ta không phải là xui xẻo rồi sao? Vì, trên đời này, chẳng có tường nào chắn được gió lùa. Thấy ba đồng chí giả ngu, Diệp Lão Đại trong lòng thở dài một tiếng. Khoát tay nói. Tôi thấy cũng muộn rồi, đêm nay họp đến giây thôi. Ngày mai mọi người hành động sớm một chút. Đám Trung Dũng rời đi. Vu Quý Phát vừa về thì chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn dãy số đã biết Thứ trưởng Trần Thiên Hòa gọi đến, vội vàng nghe máy, nghe thấy Trần Thiên Hòa hỏi. Quý Phát, nghe nói tổ điều tra các anh vừa xuống dưới điều tra là đã gặp phải chuyện không may. Chương 2021, góp nhặt. Vâng, xui xẻo, bị người ta bỏ thuốc, tôi suýt nữa bị tiêu chảy đến chất mất. Vu Quý Phát suýt chút nữa chửi má nó. Mày ý thức được đối phương là lãnh đạo của mình nên mới ngậm miệng lại. Kể lại mọi chuyện tôi nghe xem nào. Trần Thiên Hòa thân thiết hỏi. Thế là, Vu Quý Phát kể lại mọi chuyện một lượt. Cậu nói là họ bắt được người hạ độc rồi, đó là ai, hiện tại sao rồi? Vu Quý Phát cảm thấy Thứ trưởng Trần giọng hơi gấp gáp, có vẻ rất quan tâm đến chuyện này. Tên nhãi này cứ nghĩ Thứ trưởng Trần lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Vội vàng nói. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, lúc đó giám đốc sở ngư của sở công an Giang Đô bắt người, hơn nữa còn đích thân dẫn đến nhà khác. Do Diệp Phàm tự thẩm vấn, lúc đó hắn không gọi tôi đi cùng. Cậu nhanh chóng đi nghe ngóng thử xem, đúng là chẳng ra thể thống gì cả, dám bỏ thuốc cả tổ điều tra, lẽ nào muốn phản thiên. Chuyện này, đợi khi chủ nhiệm Diệp báo lên, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Cho dù liên quan đến ai, nhất định cũng phải điều tra đến cùng. Thứ trưởng Trần giọng điệu rất nghiêm túc. Tuy nhiên, Vu Quý Phát sớm đã hiểu tính tình người này. Biết gã ngoài miệng nói thế thôi, ông ta làm sao có thể ủng hộ công tác của Diệp Phàm chứ? Có mới lạ đó. Nửa đêm, Vương Triều gọi điện thoại đến. Đại ca, cá lớn đã cắn câu. Cá lớn, là ai? Mau nói đi. Diệp Phàm bật dậy. Em vừa đến Phổ Hải lập tức liên hệ với Chu Khải bắt chủ tịch Vương Quốc Trương của Hưng Thịnh. Vương Quốc Trương dù sao cũng là người làm ăn, bị em đá vào đúng quần mấy cái đã sợ mất mật, tên này, đúng là sợ bị em thiến thật. Cho nên, thú nhận chuyện này là do người bạn thân tên Thái Bình nhờ gã làm. Vương Triều vui vẻ nói. Thái Bình là ai? Diệp Phàm hỏi. Thái Bình là giám đốc nghiệp vụ tập đoàn Tả Mộc Bắc Kinh, em lập tức chạy đến Bắc Kinh. Anh Thiết đã cùng em ra tay chế phục Thái Bình. Sau khi thẩm vấn, đã lộ ra con cá lớn, không thể ngờ được Thái Bình chính là em họ của Yến Xuân Lai gia tộc Yến Thị Thủ Đô. Ban đầu tên này liều chết không nói, nhưng, thác cốt phân cân của em nhờ đề cao công lực, nên giờ một thác cũng có thể thi triển được 2-3 lượt rồi. Cho nên, nhờ thủ đoạn này mà Thái Bình đã khai ra hết, khai chuyện này là do anh họ gã Yến Xuân Lai giao cho gã làm. Quả nhiên là do lão thất phu này gây ra, em với anh Thiết đã thu thập đủ chứng cứ vật chứng. Nếu đi tìm Yến Xuân Lai, lão này sẽ không thoát khỏi tội. Chuyện này, xử lý cụ thể thế nào, do anh quyết định. Vương Triều nói, cứ thu thập chứng cứ, áp giải người đến Giang Đô. Vừa hay có người của anh Thiết phái đến, kết hợp với tỉnh Giang Đô xử lý luôn.
Diệp Phàm nói. Vừa gác máy đã nhận được điện thoại của Thiết Chiêm Hùng. Ông em, Vương Triều đã báo cáo cho cậu rồi chứ? Em cũng vừa mới biết chuyện. Diệp Phàm nói. Ông em định thế nào? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Dựa vào cái này muốn lật được Yến Xuân Lai là không thể, chỉ làm lão ta đau đầu một chút. Tuy nhiên, chú Tể đang trong thời kỳ mấu chốt, chúng ta không thể nào làm ầm ĩ chuyện này được. Nếu như để lòi tên Yến Xuân Lai này ra, nhiều nhất thì hắn chỉ bị xử phạt. Nhưng, việc này chắc chắn sẽ bị Yến Xuân Lai ghi nhớ. Đến lúc đó, Trương Hướng Đông không đến gây phiền phức cho em thì chắc hẳn Yến Xuân Lai cũng không bỏ qua cho em. Nếu như bị ép phải xử lý vụ án Tam Nông ở Giang Đô, vậy không phải lại dính đến Tể Phóng Hùng sao? Cho nên, em nghĩ chuyện này chúng ta nên thả lỏng một chút. Cứ để Yến Xuân Lai biết chuyện này đã lộ, lão đó tự nhiên sẽ đi nói với Yến Vân. Đến lúc đó, Yến Vân biết được, chắc hẳn sẽ đi nói chuyện với Trương Hướng Đông. Bên hắn không ép em nữa, chuyện Giang Đô có thể để qua năm sau, đợi chuyện của chú Tể xong xuôi thì hắn ra tay. Diệp Phàm nói, ông em trưởng thành lên nhiều. Thiết Chiêm Hùng khen, ngẫm nghĩ một chút lại nói. Nếu vấn đề không lớn, tôi thấy chuyện Giang Đô nên thôi đi. Chỉ cần bọn họ có thể bù lại khoản còn thiếu hụt là được. Tôi tin là, chỉ cần cậu chịu dung cây dọa khỉ, chắc chắn bọn họ sẽ vội vàng bù khoản tiền xây dựng Tam Nông vào, chắc hẳn là còn tăng thêm nữa. Đến lúc đó, nông dân được lợi ích thực tế, tốt hơn nhiều so với việc cậu xử lý bọn họ. Chủ yếu là bất lợi cho cậu nếu phải đắc tội với Tề gia. Dù sao, Tề Chấn Đào đối xử với cậu cũng không tệ. Còn Tề Phóng Hùng đời này cũng chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi, cũng có thể khiến ông ta rút lui viên mãn. Còn nếu xử lý Tề Phóng Hùng thì cả đời này chắc chắn ông ấy sẽ vô cùng tiếc nuối. Thiết Chiêm Hùng khuyên nhủ. Hoàn toàn không xử lý gì sợ là không được, dù sao, cũng phải nể mặt Trương Hướng Đông. Cũng không thể để người ta đập bàn mà chẳng có kết quả gì. Cho nên, đợi chuyện chú Tề xong xuôi cũng phải xử lý vài tên tép diêu. Hơn nữa, đối với đám sâu mọt quốc gia này, Diệp Phàm em không thể không để ý tới, trong lòng khó nuốt được cơn giận này. Bọn họ quá ung dung tự tại, dùng tiền quốc gia mà hưởng thụ, cuối cùng vẫn là lấy tiền của quốc gia bù vào khoản thiếu hụt mà thôi. Trên đời này sao có chuyện dễ dàng như vậy được, cho dù Tề gia có hiểu hay không, em cũng chỉ có thể như thế. Nhưng em tin là chú Tề sẽ thông cảm. Thái độ Diệp Phàm cương quyết. Hai, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng, phải khống chế mức độ, vấn đề nắm chắc mức độ, tôi nghĩ là ông em hiểu rõ, không cần tôi phải nói nhiều. Thiết Chiêm Hùng thở dài, biết Diệp Phàm lại dở thói bướng bỉnh, muốn thuyết phục, đó là chuyện không thể. Ngày hôm sau, tổ điều tra tiếp tục điều tra lấy chứng cứ. Tuy nhiên, buổi tối khi trở về mọi người báo cáo tình hình không được lạc quan lắm. Cải tạo nhà tranh họ chỉ làm cho có, tuy nhiên, hiện tại họ thông đồng với nhau. Căn bản là chúng ta chẳng lấy được chứng cứ gì hữu lực. Thôi Hồng Yến có chút giận dữ, nói. Nếu không cải tạo, chứng tỏ nhà tranh vẫn còn là nhà tranh, sao lại không lấy được chứng cứ, nhà tranh này không phải chính là chứng cứ thép rồi sao? Diệp Phàm hừ một tiếng nói. Chẳng hạn như nói đến thôn cải cách thí điểm sườn núi Dương Nhi đi, thôn có tổng cộng 200 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu. Lúc đó ủy viên Trương xuống đây phát hiện cả thôn đều là nhà tranh vách đất. Tuy nhiên, sau 2 năm phát triển, 30% dân chúng có nhà gạch, thoát khỏi nhà tranh. Nhưng khoảng 20% nhà gạch đó không phải là nhờ vào khoản tiền cứu trợ của huyện Thiên Thuận. Có điều, khi chúng ta xuống thăm điều tra chứng cứ, các cán bộ thị trấn đưa chúng ta đến các hộ dân có nhà gạch. Họ đều nói là nhờ vào khoản tiền xóa đói giảm nghèo giúp đỡ. Rồi còn chỉ rõ nhà tranh đã bị họ dỡ bỏ, hiện tại chỉ còn lại nền. Tuy nhiên, chỉ vừa mới đổ xi măng, chắc hẳn là do làm vội, nhưng họ có một mực khẳng định, chẳng hạn như Trương Tam. Họ đã cấp cho anh ta 20.000 rồi. Chỉ có điều nhà Trương Tam gặp biến cố, trong nhà có người bệnh. Khoản tiền xây nhà cấp xuống vẫn chưa xây, nên Trương Tam đã lấy 20.000 đó đi chữa bệnh rồi. Anh nói xem, chúng ta có cách nào, chẳng lẽ bảo người ta đừng đi chữa bệnh. Mà chứng cứ xác minh của họ đều có đủ cả. Chắc hẳn là đã chỉ thị cho bệnh viện làm giả những thứ này. Thôi Hồng Yến nói. Cái này lạ thật, nếu nhà gạch là do dân tự xây. Không lấy được một đồng nào từ nhà nước, vậy sao họ còn làm chứng cho người ta? Diệp Phàm hỏi.
chắc hẳn là có thưởng có phạt. Thôi Hồng Yến nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, lại nói tiếp. Chẳng hạn, tạm thời chính phủ cấp cho các hộ dân có nhà ngói mấy ngàn tiền trợ cấp. Vì khoản tiền đó, các hộ dân tự nhiên sẽ đồng ý làm nhân chứng giả. Chẳng hạn như nhà của Lý Tứ cũng nằm trong danh sách được sửa sang nhà tranh. Thôi Hồng Yến nói, bọn này to gan lớn mật quá, dám móc nối với nhau, đã vậy chúng ta đành rút củi đáy nồi thôi. Mặt Diệp lão đại đen như đít nồi, lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy nhiên, thấy Thôi Hồng Yến nhìn Diệp lão đại với ánh mắt hoảng hốt, biết Thôi Hồng Yến không hiểu mình đang nói gì, vì thế lại nói. Nếu các hộ dân nhà ngói tình nghiệm làm chứng cho người ta, vậy chúng ta tọa thực xem chứng cứ của họ như thế nào. Tọa thực là gì? Chủ nhiệm Diệp, nhờ anh giải thích rõ. Phụ phó Thôi Hồng Yến hứng thú, nhìn chằm chằm Diệp lão đại hỏi. Người nhà quê xây nhà, thường không làm giấy tờ nhà đất. Vì làm giấy tờ nhà đất phải tốn tiền, chẳng hạn giấy phép xây dựng cũng cần tiền, giấy sở hữu đất cũng cần tiền. Cho nên, càng là những thôn hẻo lánh, thì thị trấn càng không quản lý được. Cho nên, cô có ta cũng chẳng tra được gì. Nhưng, chỉ cần chúng ta tung tin đồn, lần này sẽ kết hợp điều tra chứng nhận đất đai. Chỉ cần ai chứng minh được thì nhà thuộc về người đó, các đồng chí phòng quản lý đất đai huyện lập tức làm ngay, chỉ cần ngôi nhà này làm giấy chứng nhận đất đai, đến lúc đó nó sẽ thành của người khác. Diệp Phàm mỉm cười quỷ dị. Diệu kế. Phụ phó Trung Dũng ở bên nghe, không kìm được vỗ đùi, mỉm cười. Ừ, diệu kế, chắc chắn là biện pháp này có kết quả, có hộ nhà ngói nào còn dám đem ngôi nhà khó khăn trong danh sách ra làm chứng nữa. Hơn nữa, chúng ta ép phòng xây dựng huyện Thiên Thuận phải phối hợp, làm mọi chuyện y như thật. Thôi Hồng Yến gật đầu, trong mắt lóe lên tia khâm phục rồi biến mất. Ừ, chi phí làm giấy chứng nhận nhà đất lần này chúng ta sẽ miễn giảm. Những nông dân chưa có giấy chứng nhận chắc chắn sẽ vội vã đi làm ngay. Cứ thế, ai thật ai giả, nhìn cái biết ngay. Tôi không tin họ có thể một tay che trời. Diệp Phàm gật đầu, liếc mắt nhìn Thôi Hồng Yến, hỏi. Còn tình hình các nhà dạng lều ở phía đông thị trấn điều tra thế nào rồi? Vẫn chưa kịp đi, hôm nay mới xuống xã. Thôi Hồng Yến nói. Ngày mai đi. Phụ trưởng Trung, bên giáo dục với hạng mục khí mê tan nông thôn thực thi như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Việc xây dựng 5 trường trung học, tôi đã đi một vòng. Thấy có vấn đề rất lớn. Vấn đề chủ yếu là xây dựng không tới chốn. Chẳng hạn như xây tòa nhà nghiên cứu cho huyện Thiên Thuận. Tòa lầu đã được xây, nhưng, kế hoạch vốn 5 tầng giờ chỉ còn lại 2 tầng. Bọn họ nói là vì thời tiết giông tố, cứ xây rồi dừng rồi xây. Hơn nữa, nhà cũ dỡ bỏ nhiều cũng phiền phức. Tóm lại là bày ra một đống lý do khiến việc không xây dựng đúng kế hoạch là vì ông trời chứ không phải người không muốn xây. Trung Dũng nói. Chương 2022, Bộ Công an nhúng tay vào. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, tòa lầu 2 tầng mà còn bị ăn bớt mất một nửa. Cửa sổ không có, bên trong tường cũng quét vôi sơ sài. Xây dựng 2 năm mà chỉ được như vậy, như thế, ai tin là bởi ông trời được. Chúng tôi muốn điều tra vấn đề tài chính của họ, họ bắt đầu chi cho ngô ngô. Cái gì mà nhà thầu ở xa lắm, vì công trình chưa hoàn thành. Vẫn chưa bắt đầu kết toán với nhà thầu, tạm thời chưa thể nào tính toán được, phải đợi nhà thầu quay về đo đạc một chút mới có thể tính toán ra được, chẳng qua chỉ đang đùn đẩy thôi. Một đồng chí phòng điều tra cùng tổ với Trung Dũng nói. Nói rõ với họ, trước buổi trưa ngày mai nếu chưa tính được thì sẽ bị xử lý. Nói dối quá trăng trợn, đúng là coi những đồng chí phòng điều tra chúng ta như tên ngốc mà. Diệp lão đại lạnh lùng hừ nói, ra lệnh. Trung Dũng cũng nói ngày mai mới có thể điều tra vũ khí mê tan. Còn hỏi Vu Quý Phát, lão này vẻ mặt tức giận nói. Bọn người này đúng là chẳng ra thể thống gì, lại còn nói là sổ sách bị lửa đốt hết cả rồi. Gì mà nguyên nhân là ót chập điện, hiện nay phải bổ sung lại sổ sách, rồi còn phải nghiệm chứng lại, bao gồm cả các khoản tiêu dùng, ít nhất phải mấy tháng nữa mới bổ sung đầy đủ được. Còn bày đặt dẫn chúng ta đến phòng tài vụ nơi cất sổ sách nữa chứ. Cái đó, dĩ nhiên là sớm bị họ châm lửa đốt hết cả rồi. Các đồng chí, khó khăn chồng chất rồi, mọi người nhìn thấy không, khó khăn bọn họ tạo ra nhiều vô số kể. Bên này tôi càng lợi hại hơn, không ngờ đồng tiền của mẹ quá con côi mà các đồng chí nhà nước cũng dám nuốt trôi. Còn về cải tạo đường thôn,
cái đó mà cũng nói là có cải tạo rồi à? Vốn thiết kế đường rộng 5 mét, lát đá vụn rồi san bằng. Vậy mà cái chúng ta thấy là đến xe Việt dã của chúng ta cũng không thể nào chạy được trên con đường nát này. Mấy ổ gà to như vậy chỉ dùng bùn chám tạm lên, đá tảng trên đường còn to hơn cả đầu người. Cái này mà cũng gọi là trải đường sao, căn bản là đem đá chặn đường mà. Theo như những gì chúng ta đã đo đạc, trên 10 mét đường đá không được đến 100 viên. Giải thưa thớt chút đá vụn, cục nào cục nấy cũng tương đối to, căn bản là chưa hề qua xử lý. Xe lưu hành trên đường này, không an toàn chút nào, có khi còn bị lật xe. Diệp Phàm nói, chắc hẳn là toàn bộ tiền làm đường đã bị bọn thầu nuốt trọn rồi, mà nhà thầu thì chắc chắn phải chia phần cho người phụ trách bên chính phủ. Từ đó hình thành một mạng lưới đưa tiền, vốn chi phí trải đường 1 km 80.000 thì dùng chưa đến 10.000. 80% bị bọn họ câu kết nuốt trọn, vẫn còn một điểm đáng nghi vấn. Đó là khi phát thầu chính phủ chỉ đưa ra giá thầu 40.000 km, giảm đến một nửa. Vậy số tiền 40.000 còn lại nhà thầu phải đem đi biếu. Mà nhà thầu còn phải kiếm tiền cho mình, bởi vậy, đường mới được trải thành ra thế này. Tôi nghi ngờ không biết có phải họ tùy tiện đào vài viên đá lấp xuống rồi nén sơ sơ một chút là đã được gọi là trải đường rồi. Quả thực hoang đường. Tổ trưởng tổ điều tra 3 của phòng điều tra, Đỗ Trường Đức cùng tổ với Diệp Lão Đại nghiêm mặt nói. Được, ngày mai chúng ta tiếp tục. Diệp Phàm nói. Chủ nhiệm Diệp, với tốc độ này, chỉ còn vài ngày nữa, làm sao có thể xử lý toàn bộ mọi việc đây? Tổ trưởng tổ điều tra 3 Đỗ Trường Đức có chút nóng vội. Đúng vậy, có điều tra cũng không thể điều tra được toàn bộ. Dù sao phạm vi cũng quá lớn, mười mấy người chúng ta làm sao có thể điều tra tất cả, rồi lại còn xử lý nữa chứ? Chẳng hạn, còn phải tẩy não về mặt tư tưởng cho nông dân. Kỳ thực chính là điều tra tư tưởng chuyển biến. Chuyện này thuộc điều tra hình thái ý thức rồi. Đây là kiểu điều tra khó nhất, nếu họ đã chuẩn bị trước, nói là ngày này tháng này năm này có người đến giảng bài nghiên cứu, chỉ cần nông dân thừa nhận, họ lại cung cấp thêm một ít tài liệu giả, chúng ta sẽ chẳng thể nào điều tra được. Nếu có dư chút thời gian chúng ta cứ làm từ từ, rồi cũng sẽ tiêu diệt được từng bộ phận. Một chuyên viên điều tra giả nói, chủ nhiệm Diệp, về chuyện này, hay là tổ điều tra dùng hình thức quyết định tập thể để phản ánh lên cấp trên. Qua ngày mai là chỉ còn lại có 3 ngày thôi, trên thực tế là chỉ còn lại 2 ngày. Chúng ta dù sao cũng phải về thủ đô báo cáo lại cho cấp trên tình hình điều tra dưới này. Không thể nào mới mồng một Tết mà đi báo cáo lãnh đạo được. Trong 3 ngày, chẳng thể điều tra được kết quả gì. Chúng ta không khiếu nại lên cấp trên cũng không được, ít nhất cũng phải kéo dài đến nửa năm sau chứ. Lão Vu Quý Phát cũng vội nói. Vì gã là tổ phó thường trực, Diệp Phàm mà bị phạt 80 roi thì hẳn là Vu Quý Phát gã cũng bị phạt 50 roi. Liên quan đến lợi ích bản thân, dĩ nhiên Vu Quý Phát phải sốt ruột rồi. Được, có ý kiến nào khác không? Diệp Phàm thu lưới, liếc mắt nhìn mọi người hỏi. Tất cả mọi người đều giơ tay biểu thị phải khiếu nại lên trên, thế là Diệp Lão Đại vung tay lên, đồng ý việc này. Quyết định tối mai sẽ phản ánh lên trên. Vì, chắc hẳn bên Yến Xuân Lai tối mai sẽ có phản ứng. Đêm khuya, Yến Xuân Lai còn ngồi xoay tới xoay lui trên chiếc ghế da trong thư phòng, sau khi tổ điều tra xuống huyện đã tác động mạnh đến thần kinh của ông ta. Căn cứ theo hướng tin tức chủ nhiệm Trần Thiên Hòa cho biết, nghe nói Hoàng Đằng kẻ bỏ thuốc đã bị bắt, Yến Xuân Lai tự nhiên không thể nào ngủ được. Đương nhiên, Hoàng Đằng này Trần Thiên Hòa cũng không biết. Ngẫm nghĩ một chút, Yến Xuân Lai gọi điện thoại, nói. Hoàng Đằng bị nhốt ở đâu? Bên trong một giọng nam khàn khàn vang lên. Hiện tại đang ở phòng tạm giam sở tỉnh tỉnh Giang Đô. Nhưng, theo thông tin mới nhất, trong trại tạm giam có công an do Bộ Công an phái đến cùng canh giữ. Bởi vì, mấy ngày hôm trước sau khi tổ điều tra bị bỏ thốc, chủ nhiệm Diệp này vì suy xét đến vấn đề an toàn của toàn bộ thành viên tổ điều tra. Cho nên, đã trực tiếp mượn người của Bộ Công an. Không tính là mượn chính thức. Mà chỉ dựa vào quan hệ của hắn với Thiết Chiêm Hùng. Trong một hầm cầu mà có đến hai hòn đá. Yến Xuân Lai biết Thiết Chiêm Hùng có quan hệ với Diệp Phàm, sau khi hừ lạnh một tiếng, nói. Chắc hẳn, tổ điều tra của Diệp Phàm vốn muốn mời các đồng chí Bộ Công an hiệp trợ điều tra. Có công an cùng điều tra thì cũng sẽ có chút sức mạnh. Thời đại này, dù nới sớm không phải là thời đại dùng súng tre để tranh quyền.
nhưng súng vẫn hơn nắm đấm nhiều. Những tên từ bộ công an xuống, đơn giản là làm nắm đấm cho Diệp Phàm thôi. Cũng đúng lúc, Hoàng Đằng bị chúng bắt, chúng sẽ dùng sức mạnh. Đúng rồi, Hoàng Đằng có đáng tin không? Tuyệt đối đáng tin cậy, người này là người của Phi Thiên Thử. Không những giỏi làm việc, mà thân thủ cũng khá. Hơn nữa hắn cũng rất cứng rắn, lại còn kín miệng. Tin là cho dù Hoàng Đằng có xa lưới, nhiều nhất cũng chỉ dính tội danh bỏ thuốc. Cái tội như thế này thì chỉ cần chúng ta âm thầm ra tay giúp đỡ, chỉ ăn cơm tù vài tháng là ra ngay. Tin rằng Hoàng Đằng không ngốc đến độ cung khai. Hơn nữa, người của Bộ Công an thì đã sao? Chỉ cần Hoàng Đằng kiên trì ngậm chặt miệng. Sắp Tết rồi, đợi Trương Hướng Đông vung đao lên, Diệp Phàm chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Đến lúc đó, hắn còn tâm trí đâu mà để ý chuyện của Hoàng Đằng. Đơn vị chính bắt Hoàng Đằng là Sở Tỉnh Công an tỉnh Giang Đô. Đợi tổ điều tra vừa đi, không phải là dễ dàng chạy các mối quan hệ ở Giang Đô sao? Giọng của người đàn ông trung niên có chút thẳng thắn. Có nhiều việc anh không thể tự tin thái quá. Huyền. Diệp Phàm này tuy nói đơn giản, nhưng Thiết Chiêm Hùng trước kia từng đảm nhận chức sư đoàn trưởng báo săn Thủy Châu. Nghe nói báo săn là bộ đội thần bí, tất cả đều là cao thủ. Thiết Chiêm Hùng là sư đoàn trưởng, thân thủ chắc chắn không thấp. Kể ra bọn họ cũng là người trong giới võ lâm giang hồ. Hoàng Đằng thân thủ cao, nhưng người ta cũng không kém. Không được, anh phải lập tức liên hệ điều tra xem hiện nay Hoàng Đằng có an toàn không. Bằng không, to chuyện đấy. Yến Xuân Lai lo lắng. Tôi điều tra ngay. Người nọ nói xong thì cúp máy. Yến Xuân Lai bước vào nhà vệ sinh, cảm thấy trong lòng lo lắng, chẳng thể ngủ được. Lại pha thêm một tách trà đặc. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng chói tai. Yến Xuân Lai nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, lập tức a một tiếng. Ông nó, đêm hôm khuya khoắt ở trong thư phòng làm gì? Sao không mau nghỉ ngơi đi, đúng là phiền phức. Vợ Yến Xuân Lai vừa gõ cửa vừa hỏi. Niệm anh, em nghĩ trước đi, anh còn phải xử lý vài công văn. Làm ồn em rồi. Yến Xuân Lai trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, nói với vợ. Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn phi tiêu đỏ nằm trên bàn. Phi tiêu to bằng ngón tay, thân màu đen, lạnh lùng găm trên bàn. Tuy nhiên, không ngờ nó còn đính kèm theo một túi văn kiện. Yến Xuân Lai không biết trong túi văn kiện này chứa thứ gì. Thường xuyên nghe trên TV nói gì mà túi khí độc, hoặc là chứa virus gây bệnh gì đó. Tuy nhiên, Yến Xuân Lai ngẫm nghĩ một chút đoán chắc trong túi này sẽ không chứa những thứ ấy. Vì, người ném phi tiêu nếu muốn lấy cái mạng già của mình thì cứ ném thẳng vào mình. Còn bỏ độc vào túi làm gì cho phiền phức. Cho nên, Yến Xuân Lai tìm đôi găng tay vợ dùng giặt đồ lấy phi tiêu ra. Sau đó mở túi văn kiện. Tuy nhiên, vừa mở ra sắc mặt đồng chí Yến Xuân Lai vô cùng khó coi. Sau khi đọc xong lão già này hung hăng ném nó lên bàn, mắng. Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp. Đang mắng thì chuông điện thoại vang lên, giọng khàn khàn của người khi nãy lại vang lên. Tình hình không hay rồi, Hoàng Đằng và Trương Hoành Lượng mất tích. Vương Quốc Trương người liên hệ với Trương Hoành Lượng cũng không thấy đâu. Hừ, anh không phải nói Hoàng Đằng hữu dụng lắm à? Hữu dụng cái rắm. Người ta sớm đã dùng phi tiêu đính kèm tài liệu ném lên bàn tôi. Đây là do ai làm, nói cho ông đây nghe xem nào. Yến Xuân Lai tức đến mức suýt chút nữa đã hét lớn lên. Công an Sở Tỉnh Giang Đô không có khả năng ném phi tiêu lên bàn làm việc của anh được. Việc này, chắc chắn là do Thiết Chiêm Hùng sai người làm. Tôi nghĩ, ngoài Thiết Chiêm Hùng không còn ai có khả năng nữa. Tuy nhiên, bọn họ không nộp tài liệu lên trên mà làm như vậy để làm gì. Hơn nữa, nếu như dám ném phi tiêu lên bàn của anh, vậy chắc chắn là đã có được chứng cứ chính xác rồi, ăn chắc rồi chúng mới dám làm như thế. Người nọ lạnh lùng hừ nói. Tôi đoán là em họ của tôi cũng đã mất tích, không tin anh điều tra thử xem. Yến Xuân Lai hừ nói. Chương 2023, đánh cược. Không lâu sau, người kia nói. Ừ, đúng là đã mấy tích, đường dây này bị người ta phá rồi, chúng ta khổ tâm lập kế hoạch. Không ngờ lại bị người ta dễ dàng phá vỡ. Thiết Chiêm Hùng thủ đoạn ghê gớm thật, đúng là một đối thủ mạnh. Nhưng, việc này nên xử lý như thế nào? Giọng nói kia có chút khâm phục. Bọn họ đang ép tôi, nếu biết tôi cản trở tổ điều tra, chắc chắn là Diệp Phàm muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Chúng ta đang mượn giao Trương Hướng Đông, họ không đưa tài liệu lên,
đơn giản là muốn ép tôi đả thông tư tưởng Trương Hướng Đông, thả cho Diệp Phàm một đường sống. Tuy nhiên, chắc hẳn chúng cũng đã cân nhắc tới rồi, nếu đem tài liệu lên, đến lúc đó chỉ cần tôi không thừa nhận, bọn họ ai cũng muốn đổ mọi việc lên đầu tôi, Yến Xuân Lai tôi ngu ngốc như vậy sao? Yến Xuân Lai lạnh lùng hừ nói. Tóm lại là không được, nếu chuyện này lộ ra, chuyện này do em họ anh làm, dù việc không trực tiếp liên quan đến anh, nhưng các đồng chí khác sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, ở tỉnh Nam Phúc đúng là anh có ra tay với Diệp Phàm, cái này, sẽ khiến các đồng chí ở Trung ương nghi kỵ. Người kia nói, Diệp Phàm kia chắc đoán ra được điểm này nên mới dám ném phi tiêu. 2. Yến Xuân Lai cảm thấy miệng đắng lặng, bèn nhấp một ngụm trà. Tôi thấy chi bằng chúng ta tạm buông tha cho hắn, quan hệ của anh với ủy viên Trương không tệ, anh đi nói với ông ta. Có lẽ người ta sẽ nghĩ do Diệp Phàm từng là cấp dưới của anh nên anh mới làm như vậy. Đợi tỉnh táo lại, đến lúc đó vụ án bỏ thuốc ở Giang Đô cũng sẽ được kết lại. Chỉ là một chuyện nhỏ, có chúng ta ở đây, tin là Hoàng Đằng, Trương Hoành Lượng với Vương Quốc Trương em họ anh sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Chẳng qua là bỏ thuốc thôi mà, lại không làm chết hay bị thương ai cả. Không cấu thành tội lớn đâu, nhiều lắm là chỉ ngồi tù vài tháng. Hơn nữa, bọn họ đều không phải công chức, có ngồi tù thì ngồi tù. Vốn bọn họ cũng chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa. Còn bên Diệp Phàm cũng bị thương rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách ra tay sau, tin là, nếu Trương Hướng Đông còn để ý đến chuyện này thì vẫn còn trò hay để coi đấy. Nên biết, lúc trước Trương Hướng Đông muốn mai mối cho cháu với tiểu thư Mai Diệp Thu nhà Mai gia, không ngờ bị Diệp Phàm phá hoại. Lần này Trương Hướng Đông cắn chặt lấy Diệp Phàm, hơn nữa, còn nặng tay. Tôi nghĩ, lão nhắm vào hai mục tiêu. Một là để báo thù năm đó Diệp Phàm làm hỏng chuyện tốt của cháu lão, hai là nhắm thẳng vào Tề Phóng Hùng. Chỉ cần dính đến Tề Phóng Hùng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tề Chấn Đào. Nghe nói ủy viên Trương gần đây cũng ngầm cạnh tranh với Tề Chấn Đào người được bên Phượng Hệ ủng hộ. Tuy nhiên, tình hình thế này, anh có thể nói được ủy viên Trương hay không, cái này, cũng tương đối khó khăn. Dù sao, so với lợi ích của tập đoàn bên họ, ai trọng ai khinh e là Trương Hướng Đông phân định được rõ ràng. Giọng khàn khàn nói. Ừ, nếu không có chuyện Tề Chấn Đào tôi còn có thể đả thông tư tưởng Trương Hướng Đông được. Hiện tại Tề Chấn Đào của Đại Phượng Hệ đang cùng Lâm Nhất Tân của Tiểu Phượng Hệ cạnh tranh vị trí chủ tịch tỉnh. Trương Hướng Đông thuộc Tiểu Phượng Hệ, cuối cùng thì lão vẫn phải để tâm đến lợi ích của tập đoàn. Đúng là có chút phiền phức. Yến Xuân Lai nói, rồi đi lòng vòng quanh phòng. Đại Phượng Hệ này kỳ thực là chỉ lão Phượng Thiên Diêu đảm nhiệm phó chủ tịch nước trước kia, đại diện cho tập đoàn Phượng Hệ của thủ đô. Còn Phượng Bảo Sơn trước kia đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương cầm đầu phe xưng là Tiểu Phượng Hệ. Không thể ngờ được lần này tranh chức chủ tịch tỉnh Nam Phúc, Đại Phượng và Tiểu Phượng hai con cùng tranh nhau. Đương nhiên, tham gia tranh chức chủ tịch tỉnh Nam Phúc không riêng gì hệ Phượng lớn nhỏ, các tập đoàn khác trong nước cũng đều tham dự. Chẳng hạn Phí Hệ, Kiều Hệ cũng có ý đồ, tuy nhiên, trong đó, hai phái này vẫn cạnh tranh tương đối lợi hại. Không thuyết phục cũng phải thuyết phục, bằng không, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến anh. Đến tầng như anh rồi, không cần chứng cứ, chỉ cần mọi người có ý như vậy cũng đã đủ rồi. Giọng khàn khàn nói. 2. Yến Xuân Lai thở dài, cúp máy. Một ngày trôi quá, từ ngày phóng phi tiêu tài liệu, hình như Yến Xuân Lai ở Bắc Kinh vẫn chưa có động tĩnh gì. Diệp Phàm nghĩ trước nghĩ sau, trong lòng thiếu tự tin, vì vậy, bèn nhấc điện thoại gọi cho Thiết Chiêm Hùng, nói. Anh Thiết, sao Yến Xuân Lai chưa có động tĩnh gì vậy? Không phải lão này định chơi liều với mình chứ, cá chết lưới rách. Không đâu, những cán bộ đến cấp bậc như y, cái quan trọng nhất là danh tiếng. Tuy nói cậu không trực tiếp nắm được chứng cứ chứng minh Yến Xuân Lai đứng sau vụ này. Nhưng chỉ cần có em họ của y đã đủ để mọi người nghi kỵ. Gần đây Yến Xuân Lai cũng không biết sao mà lại gặp xui xẻo lớn, đang lúc xui xẻo mà còn dám làm như vậy, dĩ nhiên sẽ khiến người ta nghi ngại. Trong thời điểm mấu chốt này, trừ phi Yến Xuân Lai quyết định không cần đến tiền đồ, dừng lại con đường quan chức cả đời của mình tại vị trí thứ trưởng Bộ Giáo dục. Bằng không, chỉ cần y có dã tâm đi lên tiếp, thì phải bận tâm đến ảnh hưởng thanh danh. Huống chi, đã có người ra tay biếm trích y rồi. Trước mặt Yến Vân mà người này còn dám ra tay. Chắc chắn cấp bậc của người này còn cao hơn cả Yến Vân. Cao nhân như vậy, đạt được tầng cao nhân này,
tôi đoán chính là một vị trong cửu thường đã ra tay. Hoặc là một phái chính trị nào đó còn mạnh hơn cả Yến Hệ. Nếu thật sự có thể bắt được nhược điểm của Yến Xuân Lai, người ta sẽ không ngần ngại bổ thêm một cước để y cả đời không tiến lên được nữa. Thiết Chiêm Hùng phân tích nói. Cũng đúng, Yến Xuân Lai là em ruột của Yến Vân. Yến Xuân Lai xui xẻo, Yến Vân cũng chẳng tốt lành gì, hơn nữa cũng mất đi trợ lực lớn. Mặc dù Yến Vân có về hưu rồi, thì chắc chắn cũng không muốn thấy em mình xui xẻo. Chuyện này, chỉ cần Yến Xuân Lai nhắc đến, chắc hẳn, Yến Vân đầu tiên là lo nghĩ cho thanh danh của Yến gia nên sẽ ra tay ngăn chặn lại. Diệp Phàm nói. Nói cũng đúng, nhị Yến của Yến gia không thể thiếu một trong hai Yến. Cũng giống như nhị Kiều cha vợ cậu lèo lái Kiều gia, nhưng nếu như mất đi nhất Kiều đối với Kiều gia mà nói là một tổn thất lớn lao. Cậu xem. Sau khi Kiều Hoành Sơn lùi về đảm nhiệm một vị trí nhỏ nhoi trong quân ủy, quyền lực của Kiều gia cũng suy giảm mạnh. Tuy nói chuyện này không rõ ràng, nhưng ảnh hưởng ấy không cần nhìn chúng ta cũng có thể thấy được. Dựa vào danh hiệu ủy viên quân ủy của Kiều Hoành Sơn, Kiều gia trong quân giới cũng là tai to mặt lớn. Còn Kiều Viễn Sơn là nhân vật lớn đứng đầu ban tổ chức trung ương. Hai anh em một quân giới một chính giới, xứng đôi vừa lứa, khiến cho các phái chính trị khác phải tương đối đau đầu. Vì người ta trong quân giới cũng có, chính giới cũng có người. Hai mặt đều có thể có thao tác đúng không nào? Đương nhiên, sau đó thượng tầng quốc gia cũng suy xét đến khiếm khuyết này. Cho nên, đã điều chỉnh phương hướng đúng lúc, một gia tộc sẽ không để anh đồng thời xuất hiện hai nhân vật có thực lực mang tính quyết định chính giới cùng quân giới. Yến Xuân Lai vẫn chưa nhúc nhích cũng có thể giải thích thế này. Việc này, dù không thể nào bày rõ ra được. Dù là Yến Xuân Lai đang tác động Trương Hướng Đông, thì cũng phải cho người ta thời gian chứ. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, việc làm của y đâu thể nào biểu hiện ra bên ngoài, cậu bảo họ phải biểu hiện thế nào đây? Cũng không thể nào để ủy viên Trương Hướng Đông trực tiếp ra mặt nói với nhân viên phòng đốc tra văn phòng Trung ương, các cậu đừng điều tra nữa, cuối năm rồi, có thể về nghỉ ngơi được rồi. Cho nên, bên họ không động tĩnh, cũng không có nghĩa là thực sự không có động tĩnh gì. Tôi đoán là Yến gia của Yến Xuân Lai hẳn đã có tác động rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Em cũng cân nhắc đến điểm này rồi. Cho nên, trong lòng mới yên tâm một chút. Nhưng, mặc Yến Xuân Lai có thế nào đi nữa. Em đã quyết định, ít nhất, để cho chuyện của chú Tề xong xuôi, em mới lật lại vấn đề Tam Nông của tỉnh Giang Đô. Chú Tề đang trong thời kỳ mấu chốt, không thể thua được. Còn em vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, vẫn còn ba vợ em mà. Chẳng lẽ Trương Hướng Đông không kiêng kỵ gì sao, em nghĩ, không thể nào đâu. Diệp Phàm nói. Hai, cậu bảo tôi phải nói sao đây? Tôi biết tính bướng bỉnh của cậu, vì anh em, Diệp Phàm cậu có thể liều mạng. Cậu không muốn thấy Tề Chấn Đào vì anh trai Tề Phóng Hùng mà bị ảnh hưởng. Cho nên, cậu chọn con đường xui xẻo này. Nhưng, tôi thấy, cậu nên lấy bản thân làm trọng. Dù nói cậu còn trẻ, còn có Kiều gia. Nhưng có chuyện. Tuổi trẻ dù là số vốn lớn, nhưng một khi đã bị cấp trên dòm ngó, cậu sẽ bị ô nhiễm. Dù cậu có muốn cựa mình, cũng khó lắm. Dù Kiều gia lớn, nhưng có một số việc cũng không thể dàn xếp được. Dù sao, Trung ương cũng không phải chỉ có một mình đại viện Kiều gia. Còn có Phí gia Trang, Đường gia, Đinh gia đều lấy cửu thường làm trung tâm, nó được vây bởi các phe phái có quyền lực cao nhất của nước Cộng Hòa. Nhà nào so với Kiều gia cũng mạnh hơn cả. Họ mới chính là đại gia thực sự của nước Cộng Hòa. Kiều gia so với họ còn kém xa. Thiết Chiêm Hùng khuyên nhủ. Anh Thiết, anh đừng khuyên em. Anh nói Diệp Phàm em là người có thể liều mạng vì anh em. Kỳ thực, Tề Thiên không phải là người anh em có thể liều mạng vì em sao? Cho nên, em tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với chú Tề. Em đã cân nhắc rồi, chuyện này gây tổn thương cho chú Tề hơn em nhiều. Diệp Phàm thái độ kiên quyết. Hai. Thực hâm mộ anh em các cậu. Được rồi, tôi không khuyên cậu nữa. Anh em cũng chỉ có một đời, không thể nào muôn đời. Một đời có thể xưng anh em, sống cũng không uổng phí, cậu tự quyết định đi. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Anh Thiết, anh đừng hâm mộ em. Chúng ta không phải anh em sao? Vì sao anh phải đến trường đảng Trung ương làm một chân quản giáo, không phải vì bị em liên lụy sao? Hơn nữa, còn nhiều lần đắc tội với nhân vật lớn, vậy mà anh vẫn cứ ra tay. Diệp Phàm nói. Nói hay lắm, chúng ta đều là anh em. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên cũng cao hứng. Kỳ thực,
em cũng không phải là không suy xét chuyện này. Em đánh cược Yến Xuân Lai không dám liều mạng hy sinh sự nghiệp để chống đối em. Em cá lại Yến Xuân Lai đang nhờ vả Trương Hướng Đông tạm thời đừng ép việc này. Diệp Phàm nói. Chương 2024, ngoài ý muốn. Được, đánh cược một ván, đúng vậy, dùng tiền đồ chính trị của mình làm tiền cược, vậy mới xứng đáng để đánh cược chứ. Diệp Phàm, tôi cảm thấy cậu dần trưởng thành rồi, đã đủ khí khái của nhân vật lớn rồi đấy. Cậu đang đi trên con đường tiến đến vị trí tai to mặt lớn trên trường chính trị. Thiết Chiêm Hùng khen. Anh Thiết, đừng chọc em có chỗ nào đáng được gọi là khí phách lớn chứ? Không dùng từ đó cho em được đâu. Em còn non lắm, còn phải tôi luyện nhiều. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Nhìn này, có phải quá khiêm tốn rồi không? Cậu không thấy, lực hấp dẫn của cậu ảnh hưởng đến rất nhiều người sao? Vì sao có nhiều anh em dám liều mạng vào sinh ra tử với cậu? Đó là vì sức hấp dẫn của con người cậu. Trên đời này, không có gì cậu bỏ ra mà không nhận lại được. Vì cậu đã bỏ ra rồi, cho nên, cậu mới nhận lại được. Thiết Chiêm Hùng nói. Gác máy không lâu sau thì lại nhận được điện thoại của thằng danh Tề Thiên, nói. Đại ca, chuyện này, làm anh phải khó xử rồi. Cậu cũng biết rồi à, có phải chú Tề nói với cậu không? Diệp Phàm nói. Không. Ba em sẽ không cho em biết những chuyện này. Là do em nghe ba nói chuyện với bác cả nên biết được. Tề Thiên nói. Thằng nhóc, gan cậu không nhỏ nhỉ, dám nghe lén điện thoại của Tề Đại Pháo, không sợ à? Diệp Phàm cười chọc ghẹo. Em cũng không cố ý nghe lén, vô tình nghe được thôi. Tề Thiên nói, ngẫm một chút, lại nói. Anh, chuyện này, em thấy anh cứ làm theo ý mình đi. Đừng lo lắng cho ba với bác cả. Dù sao bác cả cũng chẳng còn bao lâu nữa, chẳng qua cũng chỉ là lui về sớm thôi đúng không? Còn ba em thì càng không sao, lần này không lên được thì ông ấy vẫn là phó bí thư đảng và quần chúng tỉnh Nam Phúc mà. Còn với anh thì khác, anh mới đến văn phòng trung ương, hiện nay vẫn ngồi chưa ổn. Chắc hẳn có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về anh mong anh gặp xui xẻo. Văn phòng trung ương là chỗ nào, đó là nơi tác động đến thần kinh của nhiều người. Muốn Đông Sơn tái khởi ở văn phòng trung ương khó lắm. Chỉ cần bị một vị tai to mặt lớn nào đó ghi nhớ là sẽ không còn đất diễn nữa đâu. Cho nên, em hy vọng anh đừng lo cho ba và bác cả của em. Cứ lấy mình làm trọng đi. Thằng nhóc cậu nói gì vậy, cậu không hiểu đâu. Chú Tề đang trong thời điểm vô cùng nguy hiểm. Lần này vất vả lắm người Phượng Hệ mới nghiêng sang giúp đỡ ông ấy. Nếu chú Tề tự buông tay, sau này sẽ không được người của Phượng Hệ tương trợ nữa. Ông ấy sẽ bị vứt sang một bên. Có lẽ, chú ấy sẽ trở thành một món đồ bỏ đi của Phượng Hệ. Ám đấu nhau giữa các phe phái trong nước là chuyện bình thường. Đây là nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển. Người ta toàn lực phát động, vậy mà cậu lại phá bỏ, chú Tề cả đời này coi như xong, cậu có hiểu không? Diệp Phàm nói, giọng điệu rất nặng nề. Còn anh còn nguy hiểm hơn. Tề Thiên cãi lại. Tôi à, thanh niên mà. Cùng lắm là bị xử phạt hoặc bị đuổi khỏi thủ đô thôi. Dù có trở về tỉnh Nam Phúc thì cũng được hưởng đãi ngộ cấp giám đốc sở. Đợi đến khi lắng xuống, vẫn có thể tái khởi Đông Sơn. Huống chi, đại viện Kiều gia cũng đâu thể ngồi nhìn. Diệp Phàm nói. Đại ca, không thể như vậy. Đại viện Kiều gia đâu phải vạn năng, từ nhiều việc, mắt Tề Thiên em không mù. Đại viện Kiều gia không hề ra tay giúp anh. Bằng không, anh đã không phải đi đến cái xó xỉnh Đông Cống kia. Kiều Viễn Sơn đường đường là ủy viên Bộ Chính trị, quản lý ban tổ chức Trung ương. Không ngờ lại trơ mắt nhìn con rể gặp xui xẻo mà không thèm ra tay giúp đỡ. Quả là lạnh lùng vô tình. Xem ra, con rể dù được coi là con rồi, nhưng so với Kiều Báo Quốc anh trai của Kiều Tiểu Thư hay Kiều Thanh Dương vẫn còn nhẹ cân lắm. Em dám đánh cược, nếu như Kiều Báo Quốc bị đãi ngộ bất công như vậy. Cha vợ của anh nhất định sẽ ra tay chống lại Yến Xuân Lai. Nếu đổi lại là anh thì khác, Kiều gia còn băn khoăn này nọ. Nghe nói lần này anh được về công tác ở văn phòng trung ương Kiều Viễn Sơn cũng không ra tay. Em thực sự nghi ngờ, Kiều gia có thể giúp gì cho anh chứ? Tề Thiên nói. Được rồi, cậu đừng nghĩ lung tung. Kiều Viễn Sơn không ra tay, vì ông có cách nghĩ riêng của mình. Bọn họ cân nhắc điều gì, cậu và tôi đều không thể đoán được. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, cậu phải tương trợ cho chú Tề đấy. Anh em chỉ có một đời, không có muôn đời,
chúng ta phải cả đời làm anh em. Diệp Phàm gác máy, kỳ thực, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Tên nhãi này có lẽ là bị Tề Thiên nói trúng tim đen. Đại viện Kiều gia thờ ơ lạnh nhạt, Phí Mãn Thiên ngầm đồng ý, làm Diệp Phàm cảm nhận được lòng người dễ đổi, nhân tính ấm lạnh. Anh em! Giọng Tề Thiên nghẹn ngào, gác máy chợt nghe thấy tiếng thở dài. Ba, ba nghe thấy từ lâu rồi nhỉ? Diệp Phàm nhìn qua, nói với Tề Chấn Đào. Ờ! Tề Chấn Đào ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Tề Thiên nói. Tề Thiên, con nhớ cho kỹ, anh em chỉ có một đời mà thôi. Con hiểu. Tề Thiên gật đầu, nhìn ba một cái, do dự một lát, cắn răng nói. Ba, ba với bác đừng đi làm phiền anh Diệp nữa. Gần đây anh ấy có quá nhiều phiền phức rồi, trước kia Yến Xuân Lai đẩy đến thành phố Đông Cống, ba lúc đó ở tỉnh Nam Phúc, cũng không đảo ngược được chuyện này. Giờ người ta chật vật lắm mới thoát khỏi Đông Cống về lại văn phòng Trung ương lại xảy ra chuyện này. Tề gia chúng ta rất có lỗi với anh ấy. Anh em chỉ làm được một đời, nhưng chuyện gì cũng đẩy cho anh ấy, vậy mà còn gọi là anh em sao? 2. Tề Chấn Đào thở dài, mặt biến sắc, liếc mắt nhìn Tề Thiên, vỗ vai cậu ta, nói. Chuyện phiền phức này ba cũng đã làm phiền nó rồi, Tề Chấn Đào này cũng không phải kẻ tham lam, cũng không nhất định phải giành cho được vị trí chủ tịch tỉnh. Chỉ có điều, Tề gia không thể thiếu được vị trí chủ tịch tỉnh. Phượng Hệ đã quyết định, ba không thể rút lui dọc đường được. Phượng Hệ ba mặc kệ được, nhưng Tề gia không phải chỉ có ba với con, còn có bác cả con và rất nhiều người trong Tề gia. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào ba. Tề Chấn Đào ba không còn là của riêng mình. Tề Thiên, sẽ có lúc con hiểu được, cái gì là thân bất do dĩ. Kỳ thực, Đại viện Kiều gia cũng vậy. Con với Diệp Phàm đều cho rằng Đại viện Kiều gia máu lạnh. Kỳ thực, không phải như vậy, các gia tộc phe phái không được lựa chọn tình cảm cá nhân mà phải lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, giữa quan hệ cũng có phân nặng nhẹ. Diệp Phàm so với Kiều Báo Quốc, đương nhiên Đại viện Kiều gia sẽ thiên về Kiều Báo Quốc. Chẳng hạn, lần này con giúp người ta, thường người ta sẽ nói nợ con một món nợ ân tình. Con không thể vì giúp người ta một lần này mà bắt người ta trả nợ ân tình cả đời được. Ân tình cũng không hề ngang giá nhau, nói trắng ra là, cái gì cũng phải cân đo đong đếm. Nếu như họ nghiêng về phía Diệp Phàm, vậy là không công bằng với con cháu Kiều gia. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng chưa đến mức khiến Kiều gia phải ra tay. Nói chung Đại viện Kiều gia không ra tay, là do họ có suy nghĩ của riêng mình. Con người mà, chủ yếu dựa vào bản thân, đừng quá trông cậy vào người khác. Vậy đại ca sẽ gánh tội thay Tề gia chúng ta à? Giọng Tề Thiên nặng nề. Chuyện lần này nó phải oan ức rồi. Nhưng, Tề Chấn Đào có thể nói với con, ân tình Tề gia chúng ta nợ Diệp Phàm Tề Chấn Đào ba sẽ trả. Một khi mọi việc đã quyết định, Tề Chấn Đào ba dù có phải đập bàn bí thư tỉnh ủy cũng phải đưa Diệp Phàm lên vị trí bí thư thành ủy. Nó đã đảm nhiệm quyền bí thư hai thành phố cấp 3, nhưng vẫn chưa nhậm chức chính thức. Cho nên, ba nghĩ, bí thư thành ủy là giấc mơ của nó. Làm quan. Không được đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, đó là một khiếm khuyết lớn. Điều này rất quan trọng cho con đường đề bạt sau này, nếu anh chưa từng làm bí thư thành ủy, thì nhà nước người ta có cho anh ngồi lên chức bí thư tỉnh ủy không? Như vậy là quá vô trách nhiệm đối với người dân một tỉnh. Cho nên, nếu có ngày Tề Chấn Đào này thực sự được ngồi lên ghế chủ tịch tỉnh, chẳng lẽ lại không thể đẩy Diệp Phàm lên ngựa sao? Hơn nữa, ba tin là Diệp Phàm có quyết định của riêng mình. Nó không phải đứa ngu, nó sẽ không trơ mắt nhìn Trương Hướng Đông bổ dao xuống người mình đâu. Trương Hướng Đông thì sao? Lão vạn năng à, chúng ta cũng có thể phản kích mà. Tề Thiên, hãy tin vào ba. Diệp Phàm, nó không bạc mệnh với trốn quan trường. Tuy nói những năm gần đây hay bị chuyển đi chuyển lại, nhưng chẳng phải nó vẫn lên trước đấy sao? Vật lộn trốn quan trường, có chìm có nổi mới thú vị. Nếu cứ thuận lợi thì chẳng có hương sắc gì cả. Tề Chấn Đào nói đến đây, trong lòng cũng khôi phục lại sự phấn khích. Ngày mai chính là giao thừa. Chức chủ tịch tỉnh Nam Phúc cuối cùng cũng được xác định. Không ngờ không phải là Tề Chấn Đào mà do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Nguyệt Thanh xuống đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Sau khi tuyên bố nhân sự, đồng chí Đoàn Hải Thiên mừng đến suýt xỉu. Bởi vì, không ngờ anh ta tiếp nhận vị trí của Tề Chấn Đào. Bước lên vị trí đệ tam ở tỉnh Nam Phúc. Đảm nhiệm ngai vàng phó bí thư tỉnh ủy phân quản công tác đảng và quần chúng. Từ nay về sau,
lão Đoạn lại lên một nấc thang mới, trở thành nhân vật trong tầng lớp trung tâm của tỉnh Nam Phúc. Đương nhiên, cùng với sự vui vẻ của lão Đoạn, người đối đầu với anh ta đồng chí Nạp Lan Nhược Phong có chút tức tối. Ông ta vẫn là phó bí thư quản lý kinh tế. Xếp thứ tư trong đảng nội tỉnh ủy Nam Phúc, kỳ thực cũng chẳng biến động gì nhiều, đương nhiên, Nạp Lan Nhược Phong cũng muốn tranh chức chủ tịch tỉnh. Không ngờ lại bỏ quên không theo dõi vị trí của Tề Chấn Đào, để rồi không được như ý nguyện mà ngược lại còn để đối thủ của mình Đoàn Hải Thiên trèo lên trên đầu. Nạp Lan Nhược Phong hung hăng đá một đá, nghe nói về nhà còn đập nát mười mấy cái đĩa, sau đó nhờ bà xã giúp lão mát xa thả lỏng một lúc. Bằng không, bí thư Nạp Lan chắc phải bị đưa vào bệnh viện. Chương 2025, ầm ĩ ở Tề gia. Tuy nhiên, Nạp Lan Nhược Phong chăm cũng không nghĩ ra được. Lão Đoạn dựa vào cái gì mà lại dẫm lên đầu mình? Hình như cũng không nghe nói gã tìm được chỗ dựa vững chắc nào ở Bắc Kinh, vậy sao ngồi trên đầu mình được? Tề Chấn Đào trong lòng vừa mừng vừa lo, ông được điều đến đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Tấn Lĩnh. Vui vì rốt cục mình cũng được ngồi lên ngai vàng chủ tịch tỉnh. Tuy nói tỉnh Tấn Lĩnh có chênh lệch tương đối lớn so với tỉnh Nam Phúc. Nhưng tốt xấu gì cấp bậc cũng lên rồi, chức quyền của lên rồi. Điều tốt đẹp hơn nữa là coi như Tề gia coi như đã không làm phụ lòng của Phượng Hệ. Đồng chí lão Tề cười nhưng trong lòng cũng có chút chua xót, bởi vì, ông nghĩ tới tình cảnh của Diệp Phàm. Ngày mai chính là cuối năm, người của Diệp Phàm chắc hẳn cũng đang sắp xếp để trở về. Hắn trở về văn phòng trung ương nên báo cáo với con hổ đang rình mồi ủy viên quốc hội Trương Hướng Đông thế nào đây. Cho nên, trong bữa tiệc mừng công ở nhà Tề Chấn Đào, ngoại trừ thân gia Mai Phán Nhi, còn có Mai Diệp Thu, Mai Thiên Kiệt cùng với Phong Thanh Lục, Tề Phóng Hùng và những người thân cận khác cùng ngồi một bàn, cái đồng chí khác Tề Chấn Đào chẳng mời ai. Tề Thiên cũng ngồi trong bàn uống rượu, hình như chai rượu này có thù hận gì với y vậy. Bà xã Mai Diệp Thu khuyên vài lần đều bị hắn giống lên đuổi về. Điều này làm Mai Diệp Thu cảm thấy có chút khác thường. Bởi vì, Tề Thiên từ trước đến nay đều khá nghe lời. Nói một cách khó nghe, ở nhà, Mai Diệp Thu mới là lão đại, Tề Thiên chỉ có thể sắm vai lão nhị. Tuy nhiên, hôm nay Tề Thiên giống như ăn phải đạn. Không ngờ còn dám giống lên với Mai Diệp Thu. Bởi vì Tề Chấn Đào cũng ngồi đó. Nên Mai Diệp Thu cũng không tiện làm mất mặt ông, đành phải nhịn. Nhưng Mai Phán Nhi thì lại có chút bất mãn hừ giọng nói với Tề Thiên. Diệp Thu cũng là muốn tốt cho cậu, uống rượu hại người, cậu còn giống lên cái gì? Hôm nay là tiệc mừng thăng chức của bố cậu, cậu gầm rú với Diệp Thu như vậy là vì cái gì? Không hiểu ra sao cả. Được rồi, cứ để nó hét đi. Không thể ngờ Tề Chấn Đào lại còn nói giúp cho con mình, ông khoát tay. Có vẻ hơi xin lỗi Mai Phán Nhi vì câu nói này. Người nhà họ Mai nghe xong, không hề giận dữ, bọn họ hiểu được, Tề Chấn Đào chắc chắn có nguyên nhân, bằng không sẽ không làm những việc như vậy. Ba, có phải Tề Thiên gặp phải việc gì khó không? Con là vợ anh ấy, mà anh ấy chẳng chịu nói gì với con, cứ giống lên thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì đúng không ạ? Có chuyện gì khó khăn thì nên nói ra để mọi người cùng giải quyết. Mai Diệp Thu nhỏ giọng hỏi, cô vô cùng quan tâm đến Tề Thiên, không thể an tâm được. Anh rể, có phải anh gặp chuyện gì không vui, cho nên bực bội không? Hay là, anh với em mỗi người cạn ba chén nhé? Mai Thiên Kiệt gãi đầu, muốn cùng anh rể Tề Thiên uống rượu. Nghe nói say rồi thì trong lòng sẽ không buồn bực nữa. Bằng không, vì sao lại có câu mượn rượu tiêu sầu đúng không? Tuy nhiên, cũng nghe nói mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Hai, việc này, có họ Tiền cản trở, cũng không dễ dàng gì. Anh trai em vẫn luôn nghĩ cách, chỉ có điều Tiền Phong Vân quá khó thuyết phục. Hơn nữa, tạm thời cũng chưa tìm được người có thể nói chuyện trực tiếp với y. Mai Phán Nhi cũng thở dài, nhíu mày. Cô còn tưởng rằng Tề Thiên buồn vì chuyện của mình vẫn chưa có tin tức. Chuyện của nó cứ để từ từ, không vội, không liên quan đến chuyện hôm nay đâu. Mọi người đừng suy đoán lung tung, trong lòng nó buồn vì chuyện khác. Tề Chấn Đào cũng hít khí trong miệng. Thiên Kiệt, chúng ta cùng nhau uống, không say không về. Tề Thiên giống lớn một tiếng, giơ ly rượu lên không đợi Thiên Kiệt có chút phản ứng, bản thân đã vừa cào nhàu vừa cạn hết ba ly. Anh uống ít một chút, lần trước bị thương vẫn chưa khỏi hẳn mà. Mai Diệp Thu lại khuyên nhủ, giơ tay muốn đoạt ly rượu trong tay Tề Thiên. Bởi vì, tên này đã uống không ít, mặt mũi đỏ bừng rồi.
Chuyện của đàn ông em quản cái gì, ngồi sang một bên cho anh, bớt phiền phức đi. Tề Thiên thật sự trở thành lão đại, nói với bà xã Mai Diệp Thu. Tề Thiên, con nói lung tung cái gì đó, nhỏ tiếng lại cho bác. Lúc này, Phong Thanh Lục kia nghiêm mặt, giáo huấn thằng cháu Tề Thiên. Phong Thanh Lục là anh họ của mẹ Tề Thiên, Tề Thiên đương nhiên không dám cãi lại. Mai Phán Nhi cũng nhăn mặt nhíu mày, tuy nhiên không hé răng. Mai Thiên Kiệt có chút xấu hổ, cầm ly rượu, uống cũng không phải không uống cũng không phải. Bởi vì, anh rể kêu uống, chị không cho, anh kêu Mai Thiên Kiệt phải nghe ai. Tề Thiên, vậy nghe Diệp Thu đi, không uống nữa. Tề Trấn Đào cũng lên tiếng. Mọi người đều vui lắm đúng không? Ba thăng chức, làm chủ tịch tỉnh, bác Thanh Lục cũng thăng chức, đảm nhiệm chức thứ trưởng Bộ Tài chính. Bác ca cũng không sao, ngồi vững mông rồi. Đại ca con thì sao? Đại ca của con làm sao bây giờ? Làm sao để ăn Tết đây? Lão Tề gia có xứng với anh ấy không? Tề tôi Thiên, hại chết đại ca, Tề Thiên tôi không phải người. Tề Thiên không ngờ lại tức giận, chút lửa giận lên ba mình. Vừa gào thét, vừa đánh vào đầu mình, giống như đang nổi cơn điên vậy. Tề Thiên, không phải đã nói với con rồi sao, việc này từ từ sẽ đến. Sẽ có cơ hội, con gấp cái gì? Tề Trấn Đào cũng tức giận giống lên. Không vội, không vội cái rắm, đại ca sắp xui xẻo rồi, mới đến văn phòng trung ương, anh ấy đã phải vì thay Tề gia chúng ta chịu tiếng xấu. Tề Thiên không quan tâm, dù sao ngồi ở đây đều là người thân của mình, cũng không sợ truyền ra ngoài. Cho đến giờ, đám người Mai Phán Nhi mới hiểu được. Chắc hẳn Diệp Phàm với Tề gia có chuyện gì đó, hình như Diệp Phàm phải chịu tai tiếng thau cho Tề gia. Nhất thời, ba người nhà Mai gia cũng không hé răng. Tâm tình có chút phức tạp, đặc biệt là Mai Phán Nhi, lập tức cảm thấy trong lòng đau xót, không kìm được, liếc mắt nhìn Tề Thiên một cái, hỏi. Chủ nhiệm Diệp sẽ chịu hình phạt gì? Hayis. Lúc này, Tề Phóng Hùng thở dài, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Bên huyện Thiên Thuận tỉnh Giang Đô xảy ra vấn đề, là ủy viên Trương Hướng Đông muốn làm công trình Tam Nông. Các đồng chí bên dưới lại làm loạn. Diệp Phàm đến văn phòng trung ương thì bị Trương Hướng Đông ép đến Giang Đô. Nếu trước cuối năm không xử lý được, Trương Hướng Đông sẽ trách tội Diệp Phàm. Mà trong đó, tôi đang làm chủ tịch tỉnh đương nhiên chịu trách nhiệm lãnh đạo. Vì không muốn Trấn Đào bị ảnh hưởng, Diệp Phàm đã gánh việc này. Ừ, nó mới đến văn phòng trung ương đã gặp việc này. Là một phiền phức lớn. Phong Thanh Lục sắc mặt cũng khó coi, bởi vì... chức thứ trưởng Bộ Tài chính chức của ông hiện giờ cũng là nhờ Kiều gia cấp cho. Mà này trong đó, Diệp Phàm tất nhiên mang yếu tố quyết định. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Phong Thanh Lục dĩ nhiên cũng có chút khó chịu. Trương Hướng Đông, mẹ nó, chính là lão già đó. Con nhớ ra rồi, lúc trước khi con cùng anh Diệp đến Mai gia cầu hôn, hình như Trương Hướng Đông cũng đưa cháu của lão đến Mai gia. Hình như muốn cầu hôn cho cháu lão. Cuối cùng việc này bị đại ca làm cho thất bại. Dĩ nhiên, lão này sẽ ghi hận trong lòng. Không thể tưởng được lại tính sổ nhanh như vậy. Giờ đại ca đã rơi vào tay lão rồi. Mẹ kiếp, ông đây hận không thể rút súng bắn lão già này. Tề Thiên căm giận mắng. Bà Mai cho hai chúng ta là anh Diệp, việc này, Trương Hướng Đông chắc chắn còn nhớ, hai. Mai Diệp Thu cũng thở dài. Nhất thời, cả phòng trầm mặc, bởi vì, uy lực của Trương Hướng Đông quá lớn. Những người đang ngồi đây đều cảm thấy bất lực. Được rồi, chúng ta uống đi. Hôm nay là ngày vui của Trấn Đào, chúng ta không nói chuyện khác. Cùng nhau uống đi, Tề Thiên không phải muốn uống rượu sao, bác uống với con. Tề Phóng Hùng không ngờ mở miệng, nâng cao ly rượu trước tiên, mọi người cùng nhau uống cạn một ly. Buông ly xuống, Tề Phóng Hùng nói. Mọi người yên tâm, sang năm tới, chuyện Trấn Đào cũng ổn. Tôi sẽ tự chịu phạt. Dù sao tôi cũng già rồi, sẽ xin lui về sớm. Trấn Đào, chuyện còn lại do cậu sắp xếp. Tề Phóng Hùng giọng nói đầy vẻ bi thương và bất đắc dĩ. Ha ha, ở đây đang uống rượu à, đúng lúc thật. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc. Là đại ca đến đấy. Tề Thiên kêu to xông liền ra ngoài, tốc độ rất nhanh, Mai Diệp Thu cảm thấy loáng một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Lòng nghĩ công lực Tề Thiên cao như vậy từ khi nào? Còn Tề Thiên đương nhiên là không quan tâm, vừa thấy Diệp Phàm đến đã tới ôm nhiệt tình. Hai đứa này, nếu một nam một nữ chắc đã thành đôi rồi nhỉ?
Thiết Thác đứng bên Diệp Phàm cũng ha hả cười nói, Thiết Thác nghe được tin U lập tức từ Việt Đông trở về. Vừa vặn Diệp Phàm cũng trở lại Thủy Châu, nên cùng nhau đến. Diệp Phàm đương nhiên cũng là nghe được tin tức đã vội chạy tới đây. Thằng nhóc này, làm gì thân thiết vậy? Diệp Phàm tức giận đẩy ra Tề Thiên, phát hiện tên này hai mắt đã đỏ hoe rồi. Ha ha, thằng nhóc này còn khóc nữa, chẳng ra làm sao cả. Diệp Phàm cười to, rồi ra chào hỏi đám Tề Chấn Đào, Tề Phóng Hùng. Vào nhà đi, cùng uống rượu nào. Tề Chấn Đào cười nói. Mọi người bước vào, Diệp Phàm ngồi giữa hai lão họ Tề. Diệp Phàm, cậu về Thủy Châu, còn chuyện bên kia thì sao? Tề Chấn Đào không kìm nổi bèn hỏi việc này. Không có việc gì, bọn họ về Bắc Kinh trước, cháu vòng qua đây, sáng mai về. Dù sao cũng đã Tết rồi, cũng nên thoải mái một chút. Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái, tuy nhiên, tất cả các đồng chí đều cho rằng tên này giả vờ. Chuyện của cậu, hai. Tề Phóng Hùng nói giữa chừng thì dừng lại. Không có chuyện gì đâu, yên tâm, mọi người cứ yên tâm 120%, cháu tuyệt đối không việc gì. Mọi người chờ ngày mai công bố là được. Diệp Phàm vô cùng tự tin. Hai. Tề Chấn Đào thở dài đang muốn nói gì đó, tuy nhiên, bị Diệp Phàm xua tay, nói. Đừng nói nữa chú Tề, hôm nay mọi người đến đây là để ăn mừng chuyện của chú, không cần nói chuyện khác, uống rượu đi được không? Chủ nhiệm Thiết, anh nói đi nào. Đúng đúng đúng, uống rượu, không nói chuyện khác. Thiết Thác cũng cười nói. Mọi người đều nói những chuyện vui. 8 giờ, Diệp Phàm cũng uống nhiều rồi. Mai Phán Nhi nói là có xe, bảo Diệp Phàm cùng đi để tiện đường đưa hắn trở về. Diệp Phàm cũng bước lên xe. Mai Tổng, đến nhà em uống chén trà giải rượu trước được không? Diệp Phàm mặt dày mày dạn nói. Mai Phán Nhi mặt đỏ lên, đương nhiên, oan gia này gần đây gặp xui xẻo. Mai Phán Nhi trong lòng cũng không nhẫn tâm, cũng không thể cự tuyệt. Xe bèn thẳng đến biệt thự Mai Phán Nhi. Chương 2026, chúng ta có một đứa con được không? Quan trường, anh uống thuốc giải rượu trước đi. Mai Phán Nhi nói xong đi ra sảnh tìm thuốc giải rượu. Buổi tối Diệp Phàm đã say thật, hắn không hề dùng nội lực đẩy chất men ra. Vì, tối nay Diệp Phàm thực sự cao hứng. Uống thuốc giải rượu làm gì, có rượu chơi mới thú vị chứ. Diệp Phàm vồ về phía trước, giống như hổ về dê, ôm Mai Phán Nhi từ phía sau. Hai. Mai Phán Nhi thở dài. Cô xoay người lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt mặt Diệp Phàm. Còn dám sờ mặt anh à, nhìn ông đây chị em này. Diệp Phàm cười gượng, đè cô nàng xuống ghế sofa trong phòng khách. Diệp Phàm, để em tắm cái đã được không? Nãy ăn cơm người toàn mồ hôi đây này. Mai Phán Nhi vội vàng nói, phụ nữ ai cũng thích sạch sẽ. Tắm cái gì, anh đâu có chê em hôi đâu nào. Diệp Phàm thật sự say rồi, không quan tâm, cởi nút áo của Mai Phán Nhi. Tuy nhiên, thằng nhãi này đã say rồi, nên cả phút mà vẫn chưa cởi được nút áo của cô nàng. Chọc cho Mai Phán Nhi mặt đỏ hồng cười nói. Thật vô dụng, cho anh mà anh cũng chẳng sờ vào được. Sờ không được đúng không, ông đây không cần phải mở nút nữa. Diệp Phàm khí thế ngùn ngụt, xoẹt một tiếng, chiếc vai bị xé rách. Theo đó là tiếng hét của Mai Phán Nhi. Áo của em. Dĩ nhiên, tất cả đều bị Diệp Phàm hung hăng xé rách vứt quanh phòng khách, để cho cô giúp việc làm rẻ lau. Hình như lớn hơn một chút rồi đấy. Diệp Phàm mân mê hai bầu ngực, Mai Phán Nhi đã sớm thở hồng hộc, tuy nhiên, còn chưa quên xì một tiếng khinh miệt nói. Là tay của anh nhỏ đi, còn to nữa à, vậy không phải thành cái nồi hay sao? Thành cái nồi anh cũng thích. Diệp Phàm cười lỗ máng, tay cũng mạnh hơn. Mai Phán Nhi vì cũng uống rượu, cái này, hai người say rượu cùng, làm việc dĩ nhiên động tác cũng mạnh bạo hơn. Hơn nữa, những trò bình thường không dám dùng đến, hôm nay đều trình diễn hết. Mãi một lúc lâu sau mới dừng lại. Hai người lại cùng nhau tắm huyên ương rồi bước vào đại sảnh. Tuy nhiên, có lẽ vì lúc tối uống rượu, lúc nãy khi cùng với Mai Phán Nhi, Diệp Phàm cương mạnh, lại rất lâu, phụ nữ bình thường chắc đều không chịu nổi. Ắt hẳn là do quả thái tuế kia mà ra. Tuy nhiên, buổi tối nay có chút đặc biệt, vừa mới phát hỏa không lâu, Mai Phán Nhi không ngờ lại tự mình chủ động, tấn công Diệp Phàm. Kết quả, hai người lại, nhị tiến cung. Sau lần thứ hai Mai Phán Nhi sớm sụi lơ mới ngừng lại được. Diệp Phàm,
bọn họ nói thật đúng không? Làm sao bây giờ? Mai Phán Nhi kia trên mặt vừa bớt đỏ một chút đã vội vã hỏi. Đừng nghe bọn họ nói bừa, tình hình không tệ như vậy đâu. Em nhìn anh đây này, không phải vẫn vui vẻ ngồi đây sao, có vị lãnh đạo nào phê bình anh không? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh khẽ mỉm cười, ngón tay vẫn sờ soạn trên người cô. Anh nói dối em, chúng ta thế này rồi, chẳng lẽ Mai Phán Nhi em vĩnh viễn không đáng để anh tin tưởng? Huống chi, Tề Chấn Đào tuyệt đối không phải người hay nói linh tinh. Tề Thiên vừa rồi thiếu chút nữa phá tung cả Tề ra. Mai Phán Nhi có vẻ hơi bất mãn, cho rằng Diệp Phàm không tín nhiệm cô. Thực sự không có việc gì, Phán Nhi, Diệp Phàm anh không tin em còn tin tưởng ai. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, thở dài, nói. Tính tình Tề Thiên còn thẳng thắn hơn cả anh, trước đây nó cứ khuyên anh đừng lo cha bác cả nó với chú Tề. Anh không đồng ý, không thể ngờ tính nó lại như vậy. Hai, sống trên đời, có mấy người anh em như vậy là đủ rồi. Nói đến đây, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Mai Phán Nhi một cái, còn nói thêm. Còn có em nữa, sống trên đời, có được một tri kỷ như vậy cũng đủ rồi. Nghĩ một đằng nói một nẻo thôi, đừng nghĩ Mai Phán Nhi em là con nít 3 tuổi mà lừa nhé. Anh chỉ coi em là cái nhà trọ ghé về nghỉ tạm thôi. Mai Phán Nhi tức giận hừ một tiếng, về sau lại nói. Kỳ thật, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, em thích là nhà trọ vậy đấy. Dù sao em cũng không định lấy chồng. Hay là thế này đi, chúng ta cùng sinh một đứa con nhé. Sinh con, tuyệt đối không được. Phán Nhi, anh chẳng sợ gì cả, nhưng như thế này sẽ lỡ dở cả đời em. Tuổi em vẫn còn trẻ mà, vẫn nên tìm lấy ai đó. Cái này, anh không thể nào cho em được một gia đình trọn vẹn. Diệp Phàm hổ thẹn, đối diện với người phụ nữ tốt như vậy, Diệp Phàm trong lòng có chút hổ thẹn. Không sợ, mấy người làm quan như các anh không sợ mới lạ. Làm quan không phải sợ nhất là gièm pha hay sao, đến lúc đó có người nắm được chứng cứ, tiền đồ của anh coi như xong luôn. Nhưng, anh yên tâm, em sẽ nuôi con ở Hong Kong. Mặc dù cho nó đi nước ngoài cũng tốt, chẳng hạn Canada. Tuy nhiên, em vẫn thích nước mình hơn. Hong Kong là một nơi rất tốt, muốn gặp con anh cũng có thể sang đó thăm, được không? Mai Phán Nhi nói. Vẫn không được, anh thực sự không muốn thấy em làm như vậy. Nếu đến lúc đó em muốn lấy chồng thì sao? Suy nghĩ của con người luôn thay đổi, bây giờ em không muốn lấy chồng. Nhưng, sau vài năm nữa, em thay đổi suy nghĩ. Đến lúc đó có đứa con, em sẽ khó mà kiếm được tấm chồng, không được. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Em không sợ anh sợ cái gì? Anh sợ đúng không? Mai Phán Nhi bất mãn. Anh sợ cái quái gì? Mẹ nó, em không thấy Sở Thiên Các Thủy Châu của anh sao? Em có sinh một đàn con thì anh cũng nuôi được. Diệp Phàm bị chọc giận, hung hăng bóp nát điếu thuốc nói. Hi hi hi. Mai Phán Nhi cười đến nỗi thiếu chút nữa thì đứt hơi, liếc mắt ngắm Diệp Phàm, nói. Sở Thiên Các em cũng có lén đến rồi, nuôi một đàn con, cho dù là nuôi cả nửa doanh trại cũng không thành vấn đề. Có phải Diệp Phàm anh muốn mô phỏng Tam Cung Lục Viện 72 phi tần như thời cổ đại đúng không? Sở Thiên Các kia của anh quả là rất thích hợp. Ít nhất có mấy chục phòng. Tuy nhiên, nữ chủ nhân Kiều đại tiểu thư này ghen lắm, không chừng đốt mất Sở Thiên Các của anh đấy. Đến lúc sao mà nuôi con được nữa? Em đến rồi, bắt đầu đi điều tra rồi đấy à? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Mai Phán Nhi một cái, nói. Tuy nhiên, em nói cũng đúng. Điều tra cái đầu anh, Mai Phán Nhi em không có rảnh vậy đâu. Là lần đó anh kêu Thiên Kiệt đến làm việc, em đưa nó đến, cho nên mới biết được cái hang ổ Sở Thiên Các này của anh. Họ Diệp, anh ẩn núp cũng sâu đấy. Mai Phán Nhi oan ức nói. Hai. Diệp Phàm thở dài, châm thuốc. Đừng hút, không tốt cho đứa nhỏ. Mai Phán Nhi cướp điếu thuốc khỏi miệng Diệp Phàm. Đứa nhỏ nào? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mai Phán Nhi. Hiện tại không có, có lẽ, đêm nay sẽ có. Mai Phán Nhi mặt lại bắt đầu đỏ lên. Ha ha, anh không gieo hạt đâu, anh còn phải đến chỗ ông anh đoạn tống tiền, không hầu em nữa. Diệp Phàm chấn động, vội vàng mặc quần áo muốn trốn. Hi hi hi, Mai Phán Nhi cười rạng rỡ, Diệp Phàm thay quần áo cô cũng không ngăn cản, mà còn nhìn hắn thay đồ. Anh đi chúc mừng anh đoạn thăng chức đây. Diệp Phàm nói. Đi đi, dù sao cũng đã gieo rồi mà. Mai Phán Nhi nói,
Diệp Phàm đang đứng trước cửa nhanh chóng xoay người, nhìn chằm chằm Mai Phán Nhi. Sau một lúc lâu, tên này mới nói. Không thể nào, em đã uống thuốc trước mặt anh mà. Loại thuốc đó là hàng nước ngoài, nghe nói uống vào một lần là không thể mang thai. Hơn nữa, là anh đã đưa cho em uống. Phán Nhi, em đừng có lừa anh. Ở trong này, Mai Phán Nhi đưa tay ra, Diệp Phàm lập tức phát điên, kêu lên thất thanh. Sao có thể, chính mắt anh thấy em nuốt rồi mà. Lẽ nào em đi mua thứ khác, để dự phòng à? Họ Diệp, anh khốn nạn lắm, tôi phòng cái này làm gì? Mỗi lần không phải đều do anh tự mua đến sao? Anh nói như vậy là có ý gì, anh làm tôi quá đau lòng. Mai Phán Nhi tôi là người làm ăn, quen biết không ít. Có bao nhiêu ông chủ, đầu sỏ thương giới, nhân sĩ nổi danh chính giới đều muốn theo đuổi. Tuy nhiên, tôi Mai Phán Nhi đều bảo vệ cho .ans. Anh dám không tin tôi. Mai Phán Nhi đột nhiên tức giận, chỉ vào Diệp Phàm mắng. Hai, không phải anh có ý đó. Diệp Phàm thở dài, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Mai Phán Nhi, nói. Anh hiểu được ý em, hiểu được tình cảm của em. Kỳ thật, tôi đã sớm muốn có một đứa con, là con của anh với tôi. Vì thế, tôi đã nhờ chuyên gia tư vấn. Có người bày cho tôi khi dùng loại thuốc này, đừng nuốt vào, cứ ấn xuống dưới lưỡi. Thừa lúc anh không chú ý thì nhổ ra. Thuốc chưa hòa tan, nên tác dụng tránh thai không cao. Hơn nữa, tối nay tôi cũng tính rồi, khả năng mang thai rất cao. Hy vọng ông trời có thể tặng cho Mai Phán Nhi tôi một đứa nhỏ, nếu là thai Long Phượng, Mai Phán Nhi tôi sẽ đi quyên tặng cho chùa miếu. Mai Phán Nhi nói, anh còn nói có chuyện gì, bình thường mà anh muốn lần thứ hai là em nhất định sẽ từ chối, tối nay lại còn chủ động, anh cứ nghĩ là do em say, không ngờ là do nguyên nhân này. Hai, Phán Nhi, được rồi, anh đi đây. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Mai Phán Nhi một cái, thở dài, lần này là đi thật rồi. Sẽ không mang thai thật chứ? Đi ra ngoài, Diệp Phàm còn lầm bầm lầu bầu một câu. Hình như, sinh một đứa con cũng không tệ, nhưng, có vài phiền phức, mà, chỉ có hai lần, mình không gieo trồng lợi hại như vậy chứ. Buổi tối 10 giờ, trong nhà Đoạn Hải Thiên còn có khá nhiều người. Như vợ của Trần Khiếu Thiên cùng với Trần Quân. Những người khác đều là bạn bè của Đoàn Hải Thiên cùng với nhiều cấp dưới ở Thủy Châu. Bởi vì Diệp Phàm về Thủy Châu nhưng chưa về Sở Thiên, cho nên, Trần Quân cũng không biết được Diệp Phàm đã trở lại Thủy Châu. Đoàn Hải Thiên đã gọi điện cho Diệp Phàm, tuy nhiên, anh ta cũng rõ Diệp Phàm gần nhất tình hình không được tốt. Cho nên, cũng ngại quấy rầy hắn. Hơn nữa, cuối năm Diệp Phàm còn phải về văn phòng Trung ương báo cáo lãnh đạo chuyện ở Giang Đô lần này, không thể nào về Thủy Châu được. Chương 2027, nhà vui nhà buồn. Hiện tại thành viên trong Diệp hệ, chắc hẳn Thiết Chiêm Hùng, Đoạn Hải Thiên và Lang Phá Thiên là ba thành viên nặng ký nhất. Lang Phá Thiên tuy nói chỉ là cán bộ cấp bậc giám đốc sở nhưng vị trí của gã rất đặc biệt. Bởi vì Đoạn Hải Thiên không thích mấy ngôi nhà xi măng cốt thép, cho nên, anh ta không ở tại tòa nhà của ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Anh ta mua một ngôi nhà cũ, tòa nhà cũ này cũng được tu sửa. Có dung hòa cả yếu tố hiện đại. Chỉ có điều không lớn được như Sở Thiên Các của Diệp Phàm mà thôi. Thấy nhà còn mở cổng, bên trong còn có tiếng cười nói vui vẻ. Diệp Phàm liếc nhìn, thấy có rất nhiều người. Hầu hết đều là người mình quen, vì, bản thân cũng từng nhậm chức ở Thủy Châu. Vẫn là Trần Quân tinh mắt, lập tức kêu lên. Anh Diệp đến. Đoàn Hải Thiên đang bị mọi người vây quanh, vừa nghe vậy. Bèn đứng lên bước ra ngoài. Làm người ngoài cảm giác giống như bí thư Đoạn đang chạy chứ không phải đang đi. Chắc hẳn, có vị lãnh đạo từ Trung ương tới nên lão Đoạn mới có biểu hiện như thế này. Chủ nhiệm Diệp lại đến ngôi nhà nhỏ này của tôi, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đoạn Hải Thiên vừa vui tươi hớn hở bắt tay vừa cười nói. Các cán bộ khác của tỉnh Nam Phúc cũng lập tức đứng lên theo. Ngại quá, em đến hơi trễ. Diệp Phàm nói. Lô Minh Châu. Lý Sương Hải đều mỉm cười đứng ở hai bên Đoạn Hải Thiên, Diệp Phàm đều bắt tay họ. Mọi người lại vào nhà. Còn vị trí trung tâm lại từ Đoạn Hải Thiên chuyển sang người Diệp Phàm, dù sao, cái danh hiệu phó chánh văn phòng chủ tịch đường này cũng rất dọa người. Có thể công tác bên cạnh chủ tịch, đối với các cán bộ đang ngồi đây là nói, là giấc mộng của cả một kiếp này. Chủ nhiệm Diệp, mới mấy năm không gặp, không thể ngờ được ngươi đều anh đã làm việc bên cạnh chủ tịch rồi.
Vệ Sơ Tịnh vẻ mặt mỉm cười, vẻ mặt hâm mộ nói. Ha ha, chỉ là tính chất công việc khác nhau thôi. Diệp Phàm khiêm tốn mỉm cười, liếc mắt nhìn Vệ Sơ Tịnh một cái, nói. Nghe nói gần đây khu Hồng Liên rất khá a, đã xin làm khu phát triển kinh tế mẫu của nội các chính phủ. Nếu được thông qua, thì sẽ được làm hình mẫu trên cả nước đấy. Chỉ mới nộp đơn xin thôi, đến giờ cũng không biết ý tứ nội các chính phủ ra sao. Chủ nhiệm Diệp cũng từng là cán bộ khu Hồng Liên, có thể hỏi thăm giúp một chút được không? Vệ Sơ Tịnh thuận gậy đánh tới, không ngờ lập tức đã khai thông mối quan hệ. Ha ha! Diệp Phàm mỉm cười hai tiếng, nói. Tôi làm việc ở văn phòng trung ương, làm bên mảng đốc tra. Nếu có người áp dụng những biện pháp không thỏa đáng với khu Hồng Liên các cô, tôi cũng có thể xuống dưới điều tra một chút. Về vấn đề xin làm khu kiểu mẫu, đó là chuyện của lãnh đạo nội các chính phủ. Hơn nữa, tôi cũng mới đến Bắc Kinh được có vài ngày, nội các chính phủ ta còn chưa vào. Các lãnh đạo trong đó tôi chẳng quen ai, chỉ sợ ngay cả cổng cũng không bước qua được. Chủ nhiệm Diệp nói đùa, cậu còn không thể nào vào được, ai có thể đi vào được đây? Lô Minh Châu cũng mỉm cười. Đương nhiên, mọi người đều hiểu, hiện tại Đoạn Hải Thiên đã rời khỏi tỉnh thành đi đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy. Nếu Đoạn Hải Thiên còn ở tỉnh thành, dựa vào giao tình của anh ta với chủ nhiệm Diệp, muốn nhờ chủ nhiệm Diệp chạy giúp cũng có thể. Vì, có không ít thành phố muốn trở thành khu mẫu. Cả nước tuyển ra 6 khu kinh tế phát triển tiên tiến. Mà trong đó cuối cùng chỉ chọn có một, thời đại, ai chẳng muốn trở thành tấm gương để cho người khác học tập. Hơn nữa, lần này nội các chính phủ cũng rất coi trọng khu mẫu, nếu thật sự có thể được phê duyệt, khu Hồng Liên sẽ được đầu tư một số tiền lớn. Nhiệm vụ này, dĩ nhiên là dành cho 3 người bí thư quận ủy khu Hồng Liên, bí thư thành ủy tỉnh thành Thủy Châu và chủ tịch thành phố Thủy Châu mới nhậm chức. 3 người này Diệp Phàm cũng không quen thuộc, tuy nói Vệ Sơ Tịnh muốn đẩy khu Hồng Liên lên. Nhưng 3 lãnh đạo cấp trên của cô với Diệp Phàm cũng không có giao tình gì. Hơn nữa, muốn được làm khu mẫu, phải thuyết phục được các lãnh đạo có liên quan trong nội các chính phủ. 11 giờ hơn, biết Đoạn Hải Thiên và Diệp Phàm có việc muốn nói, những vị khách khác đều biết ý cáo từ trước. Trong nhà chỉ còn lại Đoạn Hải Thiên cùng Trần Quân với Diệp Phàm 3 người, Trần Quân bước qua nhẹ nhàng đóng cửa lại, 3 người đi vào đại sảnh. Nghe nói Trương Hướng Đông làm khó dễ cậu. Đoạn Hải Thiên nói, hiện tại nếu đồng ý gia nhập Diệp hệ, vậy thì Diệp Phàm nhân vật trung tâm này gặp bất kỳ việc gì cũng đều có tác động đến mỗi thành viên của Diệp hệ. Cũng có chút khó khăn, trước kia vì chuyện Tề Thiên nên có vài ân oán cũ với lão. Tuy nhiên, giờ em có cách rồi, không cần lo lắng gì cả. Cái này, không cần phải nhắc đến nữa. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Đoạn Hải Thiên một cái, nói. Tỉnh Nam Phúc lần này thay đổi tương đối lớn. Hình như ngoại trừ bí thư Phí và anh cùng với Nạp Lan Nhược Phong, Lô Minh Châu, Lý Sương Hải với tư lệnh Hồ 6 người vẫn giữ nguyên, 6 đồng chí khác đã được điều chỉnh. Ừ, chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Yến Xuân Lai về Bộ Giáo dục, Trần Nguyệt Thanh từ Ban Tuyên giáo Trung ương xuống dưới đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh. Tề Chấn Đào thăng chức đến tỉnh Tấn Lĩnh đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh, tôi tiếp nhận vị trí của ông ấy. Còn Nạp Lan Nhược Phong không có gì thay đổi. À! Còn có Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Trang Ninh Phương cũng không nhúc nhích, hẳn là 7 người đều nằm trong ủy viên thường vụ. Thiết Thác điều đi rồi, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cao Lâm mới đến không lâu giờ cũng bị điều chỉnh. Đoạn Hải Thiên nói, ừ, mới nửa năm, cũng không biết cấp trên có ý gì, hay là Cao Lâm không đủ sức ở lại tỉnh Nam Phúc. Trong khoảng thời gian này, hình như tỉnh Nam Phúc rất thái bình, ủy ban kỷ luật tỉnh chẳng điều tra vụ gì lớn. Trung ương đương nhiên không tin toàn bộ đồng chí bên dưới đều, sạch sẽ, vậy thì chẳng phải là ủy ban kỷ luật tỉnh Nam Phúc không đủ sức sao? Cái này, có lẽ là nguyên nhân thay đồng chí Cao Lâm. Tuy nhiên, Hạ Hải Vĩ vẫn đang ngủ đông. Hải Vĩ trước kia là trợ thủ đắc lực của Thiết Thác nghe nói không hợp với Cao Lâm. Dĩ nhiên sẽ không chịu làm việc với Cao Lâm. Diệp Phàm nói, Cao Lâm quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng thích thích vung tay múa chân. Làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, anh bắt lớn thả nhỏ là được rồi. Có khi đồng chí phía dưới người ta phá án, bản thân anh ta chẳng hiểu gì, mà cứ chỉ huy lung tung, ai không nghe lời thì anh ta tức giận. Xử lý việc như vậy ai cũng chịu không nổi. Gần nửa năm nay ủy ban kỷ luật tỉnh Nam Phúc công tác trì trệ. Có lẽ Trung ương đã nghe được phong thanh gì đó. Cao Lâm đành trở về Bắc Kinh.
Đoạn Hải Thiên nói. Không nói chuyện Cao Lâm nữa, đi thì đi đi, chẳng ảnh hưởng gì lớn đến chúng ta. Diệp Phàm nói đến đây liếc mắt nhìn Đoạn Hải Thiên một cái, nói. Chỉ có điều, tiếp theo ai lên, đến bây giờ vẫn chưa quyết định. Em lo Lão Hạ thế này mãi cũng không được. Năm ngoái Thiết Thác đi chính là thời điểm đẩy anh ấy ngồi lên chức phó bí thư thường vụ. Nếu không được thì cũng không có lợi cho tiền đồ của anh ấy. Diệp Phàm nói. Ừ. Đoạn Hải Thiên gật gật đầu, nói. Cái này, tôi có muốn giúp cũng không giúp được. Đồng chí Hạ Hải Vĩ đã là cán bộ cấp giám đốc sở. Tôi tuy nói là bí thư phân quản lý đảng và quần chúng, nhưng chỉ có thể nhằm vào cán bộ dưới cấp giám đốc sở của tỉnh Nam Phúc. Đồng chí Hạ Hải Vĩ nằm trên mức đó rồi. Đó là phạm trù của Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Quốc gia, tôi không thể trải đường cho cậu ấy được. Tuy nhiên, cậu thì có thể. Khó à? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Là khó, tuy nhiên, tôi rất kỳ lạ, cậu làm thế nào mà làm được việc của tôi? Hơn nữa, còn vượt xa vị trí mà tôi mong muốn. Vốn tôi nghĩ có thể đảm nhận được chức Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Phúc là đã không tệ rồi. Không ngờ có thể ngồi được vào vị trí của Lão Tề. Đúng là sướng quá đi mất, cậu không thấy đâu. Ngày đó đồng chí Ban Tổ chức Trung ương xuống tuyên bố chuyện này. Sắc mặt của Nạp Lan Nhược Phong khó coi vô cùng. Lão Đoạn tôi cuối cùng cũng xả được hận. Nạp Lan thì thế nào, trước kia hắn giễu cợt, giờ phong thủy biến chuyển, đến lượt Lão Đoạn tôi dẫm lên hắn, ha ha ha. Đoạn Hải Thiên thần thái bay cao. Ha ha, kỳ thật. Em cũng thật sự không nghĩ ra được kết quả này. Vốn chỉ định nâng anh lên một bậc thôi, cũng là vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh như anh nói. Chuyện này, chính em cũng bị làm cho hồ đồ. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn, nói. Cậu đã tìm ai, cái này, tôi rất ngạc nhiên. Đương nhiên, không thể không nói thì khỏi phải nói. Đoạn Hải Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, anh và em đều biết. Em ngoài cái chức quan ra thì còn có chút bản lĩnh võ công. Chắc hẳn anh cũng nghe Trần Quân nói qua, trước kia em có quen một vị lão tiền bối, có quan hệ khá thân với em. Cho nên, ông ấy có thể phối chế vài loại thuốc. Có thể trợ giúp người ta nâng cao công lực, tuy nhiên, nguyên liệu chế loại thuốc này rất khó kiếm. Diệp Phàm nói, có phải chuyện của tôi là cậu dùng thuốc để đổi? Hẳn không phải vậy chứ. Đồng chí Lão Đoạn Đồng cũng không ngu. Vừa nói xong anh ta cảm thấy có chút khó tin. Cho nên, nói xong thì lắc đầu, thấy có chút hoang đường. Anh thấy hoang đường đúng không? Diệp Phàm cười quỷ dị, nhìn Đoạn Hải Thiên. Chẳng lẽ là sự thật? Hai mắt Đoạn Hải Thiên đột nhiên trợn to, thật sự là không thể tin có chuyện hoang đường này. Kỳ thật cũng không hoang đường, mỗi quốc gia đều có một vài bộ phận đặc biệt, nhận những nhiệm vụ đặc biệt. Giống lần trước Trần Quân bị điều đi. Chính là đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia. Mà nhiệm vụ đó cần cao thủ thân thủ nhanh nhẹn đi mới có thể làm được. Diệp Phàm nói đến nơi đây liếc mắt nhìn Đoạn Hải Thiên một cái. Chương 2028, Đại lý bí sử. Thằng nhãi này nói. Cho nên, quốc gia cần những cao thủ võ công cũng là chuyện thường. Mà những nhân tài như vậy, những cao thủ như em với anh cả nước này chẳng được mấy người, chúng ta là món hàng vô cùng khan hiếm. Nếu không nhiều cao thủ, thì Lôi Âm Cửu Long Hoàn tạo ra cao thủ càng được coi trọng. Cái này, là một đường tắt để đột phá công lực thôi. Đương nhiên, điều kiện yêu cầu cũng rất hà khắc. Nếu quốc gia cần, em có thuốc, thì có thể giao dịch thôi. Đương nhiên, thực lực của anh Đoạn Anh mới là chủ yếu. Nếu không có thực lực, dù Diệp Phàm em có dùng một xó thuốc đi đổi, nhà nước cũng không đem chuyện nhân sự của cả tỉnh giao cả vào tay anh đâu. Dù sao, quyền nhân sự cũng ảnh hưởng lớn đến cán bộ toàn tỉnh. Việc này sao có thể qua loa được, đúng không nào? Cho nên, em chẳng qua chỉ bắc cầu để đẩy anh lên mà thôi. Diệp Phàm khiêm tốn nói, dĩ nhiên trong lòng Lão Đoạn hiểu rõ. Năng lực của mình bản thân mình hiểu rõ. Chức phó bí thư tỉnh ủy này chỉ có cán bộ cùng cấp mới có thể ngồi lên, không liên quan đến năng lực lớn nhỏ. Hơn nữa, bí thư đảng quân chúng tỉnh ủy không phải là người có toàn quyền quyết định nhân sự của tỉnh, chỉ có bí thư tỉnh ủy mới có quyền đó. Lão Đoạn hiểu, tất cả đều là nhờ viên thuốc Diệp Phàm đã đổi. Hai, đúng là làm khó cậu. Đoàn Hải Thiên không khỏi có chút thổn thức, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, có chút tò mò, hỏi. Phối chế, Lôi Âm Cửu Long Hoàn cần có những dược liệu gì?
Anh Đoàn hỏi em cái này làm gì, em có đưa phương thuốc cho anh cũng vô dụng. Đều là những vị thuốc khó kiếm thôi. Với lại, dù mình có phương thuốc, nhưng không có cách điều chế, cũng khó mà chế ra được. Phương pháp bí truyền đó, em với lão tiền bối giao tình tốt như vậy, nhưng lão tiền bối đến giờ vẫn chẳng chịu dạy em, đúng là tức thật mà. Diệp Phàm nói, dĩ nhiên không để lộ khoản vốn lớn nhất của mình. Tôi không có ý đó, tôi không hứng thú gì việc chế thuốc. Tôi nghĩ, nếu dược liệu khó tìm, tôi có thể giúp cậu. Bằng không, cậu dốc nhiều sức vì tôi như vậy mà tôi chẳng giúp được chút gì cũng ngại lắm. Đoàn Hải Thiên vẻ mặt đứng đắn nói. Loại dược liệu này, rất khó tìm. Kỳ thực, nói trắng ra, là những loại dược liệu có giá trị dinh dưỡng cao. Chẳng hạn, sâm ngàn năm trên núi Trường Bạch, nói chung là những thứ có dinh dưỡng cao. Trước kia trong một ngôi mộ cổ triều Đường em cũng từng phát hiện một gốc cây thái tuế mấy trăm năm. Cũng dùng làm dược liệu phối chế. Còn có máu của chăn ngàn năm, vài loại thiên địa linh tài. Chẳng hạn sâm trăm năm trên núi, hoa sen máu, hà thủ ô. Cũng được, điều kiện duy nhất là hàm lượng dinh dưỡng phải thật cao mới được. Diệp Phàm nói. Cái này, đúng là khó tìm. Phải từ 500 trở lên trên đời này ắt hẳn chẳng kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, thứ quý hiếm này chỉ có thể gặp không thể cầu. Cậu có đi tìm, lục soát cả thế giới chưa chắc đã tìm thấy. Có lẽ, trong lúc vô ý, nó sẽ xuất hiện ngay dưới chân cậu. Đoàn Hải Thiên nhíu mày. Đương nhiên phải khó khăn, bằng không, nhà nước là tìm được rồi, vậy không phải là Trung Quốc chúng ta tạo ra đầy các cao thủ à? Anh nói xem như vậy em còn giá trị lợi dụng nữa không? Diệp Phàm cười nói. Cũng chưa chắc. Đoàn Hải Thiên đột nhiên lắc đầu cười kỳ dị. Anh Đoàn có tin gì về việc này à? Diệp Phàm thân mình chấn động, ngồi thẳng lên, đương nhiên là rất hưng phấn. Vì, lần trước lùng tìm nấm hùng mao mà chỉ có thể giúp cao thủ tam đẳng đột phá lên tứ đẳng, không có cách gì đột phá trên tứ đẳng cả. Hơn nữa, một viên thuốc cần dùng lượng nấm quá lớn. Cả đống nấm lấy từ Việt Nam chỉ điều chế được 3 viên thuốc cho 3 đồ đệ của Thiết Chiêm Hùng đột phá. Số còn lại chắc chế được khoảng 1-2 viên nữa. Diệp Phàm trên lưng còn gánh nhiệm vụ tạo ra cho tổ A3 cao thủ tứ đẳng, để đổi lấy chức vị cho Đoàn Hải Thiên. Hiện tại cao thủ tứ đẳng vẫn chưa thấy bóng đâu. Diệp Phàm không phải là người không có chữ tín, thế nên trong lòng cũng hơi sốt ruột. Chưa chắc, nhưng, cũng có thể. Đoàn Hải Thiên không phủ nhận. Ở đâu? Diệp Phàm hỏi, cũng không che giấu gì Đoàn Hải Thiên. Đại lý Vân Nam, tạm thời tôi chưa thể nói. Để sang năm tôi hỏi thăm lại rồi sẽ nói với cậu. Nhưng, hy vọng không lớn lắm đâu. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé. Đoàn Hải Thiên nói. Vân Nam đại lý. Diệp Phàm miệng thì thào, đột nhiên, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, giống như đang thưởng thức mỹ nữ vậy. Đoàn Hải Thiên bị Diệp Phàm làm cho sợ, nhìn Diệp Phàm hỏi. Nhìn tôi chằm chằm làm gì, tôi đâu phải thái tuế ngàn năm. Da thịt tôi không làm thuốc được đâu. Đoàn ca là người Vân Nam đại lý, là người của Vương Triều Đoàn Thị. Diệp Phàm đột nhiên nói. Người này, hai mắt lóe lên, vì Diệp Phàm sớm đã nghe được một bí mật của gia độc họ Đoàn đại lý. Hơn nữa, trong hai bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ và Anh Hùng Xạ Điêu đều thổi phồng họ Đoàn. 2. Đoàn Hải Thiên thở dài, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh Đoàn, chẳng lẽ anh là hậu nhân của Nam Đế Nhất Dương Chỉ? Diệp Phàm hai mắt lóe lên. Nói lung tung cái gì đó? Đoàn Hải Thiên nhíu mày hỏi, vì, lão Đoàn không thích xem phim và tiểu thuyết, nên cũng không biết gì về Anh Hùng Xạ Điêu cả. Thì người đó đó. Diệp Phàm bị sự thiếu hiểu biết của lão Đoàn làm chấn động, mồm miệng thiếu rõ ràng. Người đó là người nào, cậu nói rõ chút đi, Diệp Phàm. Đoàn Hải Thiên nói. Nhất Đăng Đại Sư, tên là Đoàn Chí Hưng, xưng danh Ngũ Đế Thiên Hạ, là vua của Đại Lý. Còn lão ngoan đồng Chu Bá Thông lúc trước cùng Vương Trọng Dương đến Đại Lý thăm hỏi Đoàn gia, Chu Bá Thông còn trẻ phong lưu, đã cùng với phi tử Lưu Quý Phi của Đoàn lão gia, tức Lưu Anh sinh tình, làm chuyện phong lưu, sau bị Đoàn lão gia phát hiện. Nhưng thấy hai người thật lòng yêu nhau, với lại lão ngoan đồng khá khờ dại không ác ý, còn Đoàn lão gia tuy thích anh cô, nhưng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa Lưu Quý Phi chỉ là một trong những phi tử được sủng ái của ông, cho nên cũng không xử phạt nặng. Chu Bá Thông rời khỏi đại lý Lưu Quý Phi đã mang thai,
sau đó thiết trưởng thủy thượng phiêu cửu thiên nhẫn cho rằng đứa trẻ là con của Đoàn lão gia. Đoàn lão gia không ra tay cứu giúp nên đứa trẻ chết. Sau đó Đoàn lão gia do xấu hổ với Lưu Anh và Chu Bá Thông đã xuất gia thành tăng, lấy pháp danh Nhất Đăng. Diệp Phàm giải thích. Ha ha. Đoàn Hải Thiên đột nhiên cười vang, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Tôi nói này Diệp Phàm, cậu là đàn ông, không ngờ cũng có thể biên ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Vậy là sao, chẳng lẽ Vân Nam Đại Lý lúc đó không có nhất mạch Đoàn gia? Diệp Phàm hỏi, hơi thất vọng. Đương nhiên có Đoàn gia, nhưng không phải như những gì cậu nói trong Anh Hùng Xạ Điêu đâu. Đoàn Hải Thiên cười khẽ. Mẹ kiếp, xem ra Kim Dung đúng là viết bậy, viết sách mà chẳng có chút căn cứ. Diệp Phàm giận dữ mắng một câu. Cậu sai rồi. Lúc này, Đoàn Hải Thiên cười thần bí, lắc lắc đầu. Em sai, sai chỗ nào? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đoàn Hải Thiên. Đương nhiên là cậu sao, Kim Dung này tôi cũng có nghe nói. Chỉ có điều bận quá, không có thời gian đọc sách của ông ta, nhưng nghe nói rất có tiếng, đại khái là tổ sư của tiểu thuyết võ hiệp gì đó. Hơn nữa, Vân Nam đúng là có nước Đại Lý, là một quốc gia do dân tộc thiểu số ở Vân Nam, Trung Quốc thời Tống lập nên. Năm 937 CN, Đoàn Tư Bình diệt Nam Chiếu lập quốc, quốc hiệu Đại Lý, nhân dân tôn sùng Phật giáo, nên cũng gọi là Diệu Hương Quốc. Phạm vi quản hạt lúc đó đại khái là tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, phía bắc Myanmar, cùng với Lào và một số vùng của Việt Nam. Năm 1095 CN, Cao Thăng Thái sửa quốc hiệu thành Trung Quốc, năm 1096 Cao Thăng Thái chết, Đoàn Chính Thuần lên ngôi sửa lại là Hậu Lý Quốc. Năm 1253 CN, Hốt Tất Liệt tiêu diệt Đại Lý, xây dựng Vân Nam thành tỉnh Trung Thư, Đoàn Thị của nước Đại Lý bị thay bằng Tổng quản Thế Tập Đại Lý. Còn về Nhất Đăng Đại Sư gì đó, dĩ nhiên là do Kim Dung tưởng tượng thôi. Đoàn Hải Thiên cười nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói tiếp. Đợi khi nào nhàn rỗi, tôi nhất định phải xem bộ Anh Hùng Xạ Điêu mới được. Hóa ra là hư cấu, em tưởng có liên quan đến anh chứ. Diệp Phàm thất vọng, lắc đầu, liếc mắt nhìn Đoàn Hải Thiên, hỏi. Anh Đoàn, chắc hẳn anh có chút quan hệ với Đoàn gia Đại Lý. Có chút quan hệ, nhưng giờ không còn quan hệ nữa rồi. Đoàn Hải Thiên gật gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu. Xem bộ dạng anh Đoàn, chắc là có chuyện gì, thôi, em không hỏi nữa. Diệp Phàm nói. Nói cho cậu cũng được. Đoàn Hải Thiên đột nhiên nói. Cái này, anh Đoàn, chuyện nhà của anh, em nghe không tiện lắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu, kỳ thật, người này nghĩ một đằng nói một nẻo, muốn được nghe chuyện gia tộc thần bí xa xưa đối nhân xử thế như thế nào. Kỳ thực, cũng không có gì, chút hút mắc trong gia tộc thôi mà. Đoàn Hải Thiên nói, châm ngâm chốc lát, mới nói. Diệp Phàm lần này cậu giúp tôi, chắc hẳn không có thuốc kia thì không được, nên, tôi sẽ nói với cậu chuyện gia tộc tôi. Vì, có thể sẽ có dược liệu để chế thuốc. Ha ha! Diệp Phàm cười hai tiếng, giả bộ thản nhiên uống trà, chờ lão Đoàn công bố đại lý bí sử. Chương 2029, có thể xuống tay với con của anh ta không? Không thần bí như cậu nghĩ đâu. Đúng là tôi xuất thân từ đoàn gia của đại lý. Hơn nữa, gia tộc của tôi cũng từng đảm nhiệm chức tổng quản thế tập đại lý. Tuy nhiên, vì đại lý mất nước có liên quan đến phản loạn họ Cao. Cho nên, trong lòng tổ tiên vẫn còn canh cánh một chuyện. Hơn nữa, năm đó rất nhiều đồ của tổ tiên đều bị họ Cao chiếm lấy. Trong đó có một thứ tôi nhớ được gọi là Phật Liên. Chắc hẳn có thể dùng để chế thuốc. Đoàn Hải Thiên sắc mặt có chút u buồn nói. Phật Liên, là cái gì vậy? Diệp Phàm thẳng người, đầy hứng thú. Năm đó đại lý tôn sùng Phật giáo, lại xưng hiệu Diệu Hương Quốc. Cho nên, người đại quốc rất tôn sùng Phật, vì sùng Phật, cho nên tổ tiên từng có người đi Tây Thiên. Đoàn Hải Thiên nói đến đây, Diệp Phàm không kìm được tiếng cười trộm. Nhưng, bị Đoàn Hải Thiên phát hiện, lão trừng mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Cười cái gì? Không, không cười. Diệp Phàm khôi phục sắc mặt, vẻ mặt đứng đắn lắc lắc đầu. Kỳ thực cũng chẳng có gì đáng cười, đúng là thời cổ đại có Tây Thiên. Người cổ đại có một thời gian cho rằng mặt trời là thần vật, ngày nào cũng phải chấp sự. Khi đó mới có phương hướng Đông Tây, mặt trời lặn hướng Tây, được coi là đã chấp sự xong ở chỗ chúng ta, nên phải đến phương Tây chấp sự.
chỗ chúng ta tới, thì Tây Thiên sẽ là ban ngày. Kỳ thực đó là những suy nghĩ vô căn cứ của người cổ đại. Cũng giống như người cổ đại nghĩ rằng có thần tiên và ma quỷ vậy. Người cổ đại nước ta gọi Ấn Độ là Tây Thiên, vì Ấn Độ cổ được gọi là Thiên Trúc, nằm ở phía nam Trung Quốc nên được gọi là Tây Thiên. Tổ tiên của ta đã đi Ấn Độ, hơn nữa, còn xây dựng một tòa Phật viện rất lớn, gọi là Lý Liên Viện. Lý đại diện cho đại lý, còn liên là vì lúc đó có một cao tăng Ấn Độ đã tặng tên Hồng Bang cho chúng ta một gốc Phật liên nên gọi là Lý Liên Viện. Phật chỉ có cao tăng Hồng Bang mới có, còn đám Phật liên được trồng ở đâu, nghe nói chỉ mình Hồng Bang biết. Tổ tiên đã đem Phật liên về đại lý, nghe nói Phật liên có tác dụng nâng cao công lực, nâng cao tinh thần tăng tuổi thọ. Năm đó tổ tiên cũng có ăn thử. Chỉ có điều, đến giờ tôi không rõ là Phật liên có bộ dạng ra sao. Hơn nữa, cũng chưa từng được thấy nó. Sau đó, vì một việc mà gia đình tôi với bác cả có mâu thuẫn. Cho nên... dần dẫn đến bất hòa, đến nay đã cắt đứt liên lạc. Đoàn Hải Thiên thở dài nói. Chuyện này trong nhà anh có ai biết rõ không? Diệp Phàm hỏi. Bác tôi chắc biết, tôi đã cãi nhau với bác ấy. Đoàn Hải Thiên chua xót nói. Chỉ là chút mâu thuẫn thôi mà, dù sao cũng là máu mủ tình thâm mà. Diệp Phàm khuyên nhủ, liếc mắt nhìn Đoàn Hải Thiên một cái, nói. Hay anh thử kể chuyện bác cả của anh cho em nghe đi. Xem có giúp gì được không? Khúc mắc này không cần tháo gỡ đâu, đã mấy chục năm rồi. Còn về chuyện bác tôi, cũng có thể kể cậu nghe. Cậu thử lấy danh nghĩa cá nhân đi thử xem, có lẽ có thu hoạch đó. Đoàn Hải Thiên nói, xem ra, cơn giận của lão khó tan được. Vậy cũng được. Diệp Phàm gật gật đầu, hiểu được Đoàn Hải Thiên không muốn nói về ân oán của lão với bác cả, chỉ bằng cứ tìm hiểu tình hình. Có lẽ có thể nghĩ cách bắt tay từ bên bác cả của lão. Bác cả của tôi tên Đoàn Nhất Tuyệt, năm nay 80 tuổi. Nhất mạch Đoàn gia chúng tôi là do bác ấy lèo lái. Kỳ thực, Đoàn gia rất lớn, tuy nhiên, trải qua nhiều năm như vậy cũng đã đi xuống, đã lụn bại. Hơn nữa, sau này còn chia ra làm nhiều nhánh. Trước kia bác tôi từng đảm nhiệm chức phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc khu tự trị tộc Tây Song Bản Nạp Thái tỉnh Vân Nam. Nay đã về hưu sống ở thành phố Cảnh Hồng. Đoàn Hải Thiên nói. Kỳ thực, từ giọng nói của Đoàn Hải Thiên Diệp Phàm biết lão vẫn còn chút thân thiết với bác cả. Chứng tỏ, lão Đoàn vẫn chưa hoàn toàn muốn từ bỏ gia tộc. Dù sao, đó cũng là huyết mạch mà. Tây Song Bản Nạp, là một nơi rất tốt, là một chỗ lãng mạn, con gái ở đó rất xinh đẹp, rảnh rỗi nhất định phải đến chơi mới được. Diệp Phàm cười, liếc mắt nhìn Đoàn Hải Thiên, hỏi. Bác cả anh chắc không khác anh mấy, biết võ chứ? Ha ha, cậu gặp ông ấy sẽ biết. Đoàn Hải Thiên cười thần bí, không trực tiếp trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, nếu cậu thật sự muốn xong việc, chắc hẳn điều kiện ông ấy đưa ra sẽ rất khó khăn. Đoàn Hải Thiên không ngờ lại mỉm cười vì người khác gặp họa. Không sao, Phật Liên là báu vật, còn nhập khẩu từ Ấn Độ, đương nhiên phải trả giá rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Kỳ thực. Em họ của tôi, cậu có thể tạo sự chú ý từ nó. Lúc này, Đoàn Hải Thiên nói thêm. Nói rõ hơn đi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đoàn Hải Thiên. Bác cả tuy tuổi đã lớn, nhưng ông ấy kết hôn rất muộn. Cho nên, con của ông ấy còn nhỏ hơn cả tôi. Cậu em họ tôi Đoàn Chính Thu mới 45 tuổi. Dưới còn có cậu em thứ hai Đoàn Chính Cương, và cô em gái Đoàn Thu. Cháu chắt cũng tương đối nhiều, cậu cứ điều tra sẽ rõ. Nhiều người như vậy mà cậu không tìm được khoảng trống để truy vào, thì đó không phải là Diệp Phàm. Đoàn Hải Thiên nói. Lão Đoàn, anh đừng có tung bùa mê với em, nói tiếp cho em biết đi. Diệp Phàm chán nản, trừng mắt nhìn Lão Đoàn. Có một số việc, trực tiếp nói cho cậu cũng không có ý nghĩa. Huống chi, tôi đã mười mấy năm không qua lại với họ, tình hình cụ thể của họ tôi cũng không rõ. Cậu cứ đến thành phố Cảnh Hồng hỏi thăm chắc hẳn sẽ rõ thôi. Hơn nữa, tôi tin vào thủ đoạn của cậu. Đoàn Hải Thiên nói. Cứ vậy đi. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Đoàn Hải Thiên, nói. Anh Đoàn, hiện tại chức vị của anh quan trọng lắm. Sau này, còn có cơ hội bước lên cao. Khó. Đoàn Hải Thiên lắc đầu nói. Cậu nhìn Lão Tề đi, có Phượng Hệ Hùng Hậu tương trợ. Kết quả cũng không có cơ hội ở lại Nam Phúc, đành phải đến Tấn Lĩnh. Nhưng tốt xấu gì cũng lên một cấp bậc khác.
lão Tề coi như là công đức viên mãn. Tuy nhiên, dù lão Tề tuổi tác cũng không lớn, chỉ ngang ngửa tôi. Tiềm lực bay lên cao của anh ta lớn hơn tôi nhiều. Người ta đã là chủ tịch tỉnh, còn tôi chỉ là phó bí thư. Hơn nữa, lại vừa mới được đề bạt, ít nhất còn phải 3 năm, 5 năm nữa mới có cơ hội. Đến lúc đó tôi đã 54 tuổi rồi, cơ hội, hẳn là không còn nhiều nữa. Chưa chắc, cán bộ như anh, 55 tuổi được đề bạt lên chức bí thư, chủ tịch tỉnh là bình thường. Nước ta, 65, 70 tuổi làm bí thư tỉnh ủy cũng không ít. Diệp Phàm nói, cái này đương nhiên là tôi biết, nhưng, mấu chốt là phải có anten cấp trên. Cậu nhìn đi, trong vòng tròn của chúng ta, chỉ có thể gửi hy vọng lên cậu với Thiết Chiêm Hùng, nếu lão Thiết ngồi được vị trí trên bộ còn giúp được một chút. Cậu, cũng có thể giành giật được cái vị trí phó tỉnh bộ, còn tôi, cái chức phó bí thư đảng quần chúng này cũng tương đối thỏa mãn rồi. Vốn không dám hy vọng xa vời. Nguyện vọng này, cậu là người thực hiện. Đoàn Hải Thiên nói, cấp phó tỉnh bộ, quá khó khăn, 3 năm sau em cũng mới 30. Anh Đoàn, anh nghĩ có khả năng sao? Diệp Phàm trong lòng kỳ thực cũng thiếu tự tin. Những chuyện không thể với người khác đều có thể đối với cậu, việc thăng chức của cậu, không thể lý giải theo kiểu thể chế quan trường thông thường. Nếu bàn về bình thường, giờ cậu mới bao nhiêu tuổi đã là một chủ tịch tỉnh phó cục trưởng rồi? 27 tuổi làm cục trưởng ở nước ta có được mấy người? Có thể đảm nhiệm chức cục trưởng trên cơ bản đều là con cháu những gia tộc cao quý, có bối cảnh thâm hậu. Chúng ta gọi là nhị đại, tam đại hoặc hồng tam đại. Cách mạng đời thứ ba. Vừa tốt nghiệp đã được đề bạt lên phó phòng, qua vài năm làm việc lên trưởng phòng, tốt nghiệp được 5, 6 năm làm cục trưởng. Nếu nói 30 tuổi lên đến cấp giám đốc sở, dù là người xoát thân từ gia tộc này nọ cũng không dễ dàng. Cậu xem, nước Cộng Hòa chúng ta, có mấy giám đốc sở 30 tuổi? Ngoại trừ tam đại chiếm một số vị trí ở trung ương. Phó giám đốc sở tương đối nhiều, chứ như cậu, một giám đốc sở dưới 30 tuổi, chỉ có mình cậu, không tìm ra người thứ hai ở nước Cộng Hòa này. Đương nhiên, cậu cũng chẳng phải quan tam đại phúc tam đại. Cậu dựa vào sức mình, còn Kiều gia, cũng chẳng giúp được cậu bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua sức ảnh hưởng của Kiều gia. Vì sao nói vậy, tuy nói Kiều gia không trực tiếp giúp đỡ cậu. Nhưng chỉ cần biết được cậu với Kiều gia có quan hệ thì các đồng chí kia cũng đã phải suy xét rồi. Lúc đề bạt lẽ nào người ta lại không nể mặt Kiều gia? Hơn nữa, người ta xuống tay với cậu, cũng phải suy nghĩ một chút đúng không nào? Đoàn Hải Thiên phân tích. Vâng, cái này em hiểu, đúng là em chưa thấy cán bộ cấp giám đốc sở dưới 30 tuổi. Con nhà quyền quý. Lên giám đốc sở chúng 34-5 tuổi. Nhưng họ chỉ làm việc ở mấy xí nghiệp thôi. Đương nhiên, quan đại tam phú đại tam cũng là ưu thế, mạng lưới gia tộc của người ta mạnh lắm. Cái này, cũng là một cách thăng tiến tắt ở chốn quan trường, vì, làm bên xí nghiệp được đề bạt nhanh lắm. Diệp Phàm cũng gật đầu nói. Chương 2030, đại hoàn cảnh và tiểu khí hậu. Đây là vấn đề của đại hoàn cảnh và tiểu khí hậu. Xuất thân cán bộ muốn leo lên cao phải dựa vào dấu chân của mình mà tiến lên. Hơn nữa, đồng chí nào may mắn có thể gặp được quý nhân. Quý nhân này trên cơ bản đều là con nhà quan hoặc cách mạng đời thứ hai. Không có quý nhân tương trợ, cậu muốn lên vị trí cao, đó chỉ là chuyện ngàn lẽ một đêm, không chút thực tế. Đoàn Hải Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thản nhiên nói. Hai, năng lực không bằng quan hệ. Quan hệ không bằng khi sinh ra chọn được ông bố tốt. Cái này, không có cách nào khác. Xã hội là thế, từ cổ chí kim đã thế rồi. Vì, chẳng cách nào thay đổi xuất thân được, trong tình hình đại khí hậu của toàn xã hội xoay chuyển, tiểu khí hậu của chúng ta cũng chỉ có thể tự thay đổi mà thôi. Dùng tiểu khí hậu để thích ứng với đại khí hậu của xã hội. Nhưng, em rất khó thích ứng được với loại khí hậu này. Cho nên, em thường bị người ta ghét, có lẽ do em chưa biết cách xử lý đúng đắn mọi việc. Gây thù cũng khá nhiều, bị chèn ép cũng không ít. Nhưng do may mắn nên luôn đảo ngược được tình thế. Bằng không, Diệp Phàm em đến giờ, chắc chỉ là một nhân viên quèn. Diệp Phàm nói. Đúng rồi, Trần Quân lần này cũng may mắn, không ngờ mới vào báo săn, lại được đảm nhiệm chức sư phó. Nói về tốc độ thăng chức, nó còn nhanh hơn cả tôi, Đoàn Hải Thiên tôi có thúc ngựa theo cũng không kịp. Mà, thằng nhóc này giờ rất thích khoe khoang, khi nào cũng hò hét với Hạnh Nhi. Khi nào có cơ hội,
cậu phải chỉ nó một chút. Đoàn Hải Thiên nói qua chuyện cậu con rể Trần Quân, tuy nhiên trong lời nói có chứa sự vui mừng. Ha ha, anh là ba vợ của nó, nếu chỉnh đốn, anh ra tay là tốt nhất. Cái tên này, có khi rất nóng nảy, cứ tạt nước lạnh lên là nó hạ hỏa ngay. Diệp Phàm thản nhiên cười. Tôi vô dụng, thằng nhóc này không nghe tôi. Khi tôi nói chuyện với nó ngoài mặt nó nghe đấy, nhưng chắc là từ tai nọ sỏ tai kia tôi. Cũng giống Tề Thiên với Lô Vị ấy, tôi nghe trưởng ban Minh Châu với lão Tề cũng than vãn mãi. Nói là người làm anh như cậu nói còn tác dụng hơn ba với anh nói nhiều. Quan hệ thân thích không bằng ngoại thân. Đoàn Hải Thiên trong lời nói có chút chua xót. Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, nói. Cái này, có lẽ do em còn trẻ, nói chuyện hợp với họ. Cũng không thể nói em có bản lĩnh được. Cái này, nói theo kiểu bây giờ, đó là sự khác biệt về tuổi tác. Những thứ khác nhau khó ghép lại với nhau lắm. Chẳng hạn như âm nhạc, anh thích những bài hát cũ, chẳng hạn như hoàng thổ cao pha, còn tụi trẻ thì lại thích mấy ngôi sao ca nhạc Đài Loan gì đó. Diệp Phàm nói. Không không không. Đoàn Hải Thiên khoát tay, nói. Không giống như vậy. Chúng ta đều thấy rõ, cậu dùng sức hấp dẫn của mình để hàng phục chúng. Nếu bàn về tuổi tác, chúng tôi lớn hơn cậu, nhưng chúng tôi tin tưởng ở cậu, cho nên, mới an tâm giao chúng cho cậu. Đoàn Hải Thiên nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, khẩu khí nhẹ đi, hỏi. Nghe nói Trần Quân đã gặp thủ trưởng tối cao. Anh nói xem. Diệp Phàm cười thần bí, hỏi lão Đoàn. Tôi đang hỏi cậu hỏi tôi, sao tôi biết được? Trần Quân là tên mặt dày, cậu cũng không chịu thành thực, bực mình. Đoàn Hải Thiên tức giận hừ nói. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười gượng hai tiếng không đáp, chính là muốn khiến cho lão Đoàn buồn bực. Coi như đây là cách hắn trả thù về việc lão Đoàn không trả lời bí mật của Đoàn gia. Cậu em, văn phòng trung ương không dễ làm việc nhỉ. Đoàn Hải Thiên không hỏi nữa, chuyển sang đề tài khác. Đương nhiên không dễ. Diệp Phàm gật đầu. Nhìn thấy chưa, nói đến văn phòng trung ương là mặt cậu như sắp mưa ấy, kỳ thực, tôi cảm thấy cũng bình thường, văn phòng trung ương là để phục vụ lãnh đạo trung ương, cho nên, đối thủ cậu gặp cũng ở tầng đó. Đối với những người như chúng ta mà nói, ở cái nơi đầy những quan cao như Bắc Kinh thì cán bộ cấp giám đốc sở còn chẳng bằng con chó. Cán bộ cấp sở quá nhiều, ai cũng có thể trừng mắt với cậu cả. Chẳng hạn chủ nhiệm phòng đốc tra như cậu. Cậu chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở đi điều tra cán bộ cấp tỉnh bộ người ta, cậu điều tra được gì? Cũng như tể tướng thời cổ địa mà đòi quản hoàng đế vậy, có thể được sao? Cho nên, sau này cậu sẽ gặp phải lực cản lớn. Nếu cậu là người mềm ngọt, người ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đáng tiếc cậu không phải, tính tình cậu mạnh mẽ, không thể có được sự mượt mà của những tên giảo hoạt được. Hai, cái chỗ đó, thật sự khó cho cậu, nhưng... Có lẽ lãnh đạo cũng thấy được điểm này, cho nên, mới gắn thêm cho cậu cái chức phó tránh văn phòng chủ tịch. Cũng đừng coi thường danh hiệu này, đem ra có thể hù được một số quan lớn cấp tỉnh bộ đấy. Trong lòng người ta sẽ băn khoăn, muốn phê bình cậu cũng phải nghĩ cậu đang làm việc bên cạnh chủ tịch. Nếu có lỗ với cậu, cậu đem đi thêm mắm thêm muối với chủ tịch, vậy cũng đủ làm các quan to phải đau đầu rồi. Tuy nhiên, di chứng của nó cũng rất lớn. Làm ít một chút. Ắt hẳn những việc cậu làm các lãnh đạo sẽ không thích, mà thời gian cậu ở cạnh chủ tịch lại không dài. Đoàn Hải Thiên nói, em cũng suy nghĩ rất nhiều, dù sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu muốn em thay đổi vấn đề mang tính nguyên tắc, em không thay đổi được. Đây là bản tính của Diệp Phàm em, chủ tịch không thích em thì em lăn đến nơi khác. Dù sao ông ấy cũng phải cho em một nơi để đi đúng không nào. Diệp Phàm lại dở thói lưu manh. Ha ha ha! Đoàn Hải Thiên cười to. Đêm khuya, lão Vương Thú Ký Thang Thủy Châu còn vài người đang ăn uống. Diệp Phàm đi đầu, bạn rượu còn có Lô Vĩ, Tề Thiên, Trần Quân, Hạ Hải Vĩ, Phạm Cương, Túc Nhất Tiêu, Vu Kiến Thần, Vương Long Đông. Lần này Vương Long Đông từ Hải Đông trở về, Diệp Phàm cũng muốn mọi người gặp nhau, để tạo cơ sở cho Vương Long Đông vào vòng tròn Diệp hệ. Tuy nhiên, ở chỗ đông người... Đồng chí Vương Long Đông có vẻ câu nệ. Vì ngoại trừ Phạm Cương trẻ tuổi là cán bộ cấp cục phó, nhưng người khác nghe Diệp Phàm giới thiệu đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở, cán bộ cấp giám đốc sở. Còn Tề Thiên đang tranh chức sư trưởng cũng là cán bộ cấp sở bên chính phủ rồi. Anh bạn Diệp Phàm lại càng biến thái, không
không cần phải nói đến. Lô Vĩ, Hạ Hải Vĩ, Túc Nhất Tiêu, Phù Kiến Thần đều là cán bộ có thực quyền ở Nam Phúc. Lô Vĩ là bí thư đảng ủy công an thành phố Thủy Châu kiêm cục trưởng công an, Hạ Hải Vĩ lợi hại hơn, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, Túc Nhất Tiêu cũng là phó giám đốc sở thường vụ sở giám sát, Phù Kiến Thần là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Thương Hải. Thành phố Thương Hải là thành phố cấp phó tỉnh, nên bí thư ủy viên chính trị cũng kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy, cũng là cán bộ cấp phó tỉnh. Nước lên thì thuyền lên, Phù Kiến Thần là phó cục trưởng thường trực cũng chính là cán bộ cấp giám đốc sở. Anh Vu, đến Thương Hải đã đi đâu chơi chưa? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Phù Kiến Thần, vẻ mặt quan tâm, cười nói. Mới đến chưa đi được đâu, nhưng, coi như cũng thích ứng rồi, nói chung cũng được. Phù Kiến Thần cười cười nói. Vẻ mặt thoải mái, tuy nhiên, Diệp Phàm thông qua dò xét sóng khí, cảm giác trong lòng Phù Kiến Thần có việc gì đó. Phù Kiến Thần là người bạn đầu tiên của Diệp Phàm bên ngành công an, tình cảm anh em rất sâu đậm. Tuy nói Phù Kiến Thần không giống Lô Vĩ, Tề Thiên, Trần Quân theo Diệp Phàm tranh giành quyền lực, nhưng Diệp Phàm cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Phàm hiểu, Phù Kiến Thần rất nặng tình cảm, là một người có thể làm bạn. Trong số những người ở đây, Phù Kiến Thần cũng nhiều tuổi nhất. Năm nay ắt cũng 45, 46 rồi. Đồng chí lão Vu, anh nghĩ một đằng nói một nẻo a. Lúc này, Túc Nhất Tiêu nhìn Phù Kiến Thần sắc mặt hơi quái dị, cười nói. Phù Kiến Thần vừa nghe, không ngờ không hề phản bác. Trần Quân có chút nghi hoặc nhìn hai người nói. Có chuyện gì, giám đốc Sở Túc, nói rõ đi nào. Không có gì, cậu ấy đùa thôi. Phù Kiến Thần liếc mắt nhìn Túc Nhất Tiêu, nói. Anh Vu, anh có việc trong lòng, nói ra cho mọi người cùng nhau thương lượng, đều là anh em cả mà. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, theo dõi Phù Kiến Thần. Đúng vậy, nói đi. Tuy mọi người không giúp được chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ thì vẫn giúp được đúng không nào? Tề Thiên cũng nói theo. Hai. Phù Kiến Thần thở dài, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Mọi người đã nghe nói về bí thư Hứa Chí Cường và cục trưởng cục công an thành phố Thương Hải Trung Luân chưa? Chắc hẳn giám đốc Sở Túc có biết. Tôi cũng có nghe nói, Hứa Chí Cường là phó bí thư chuyên trách quản lý chính trị pháp luật thành phố Thương Hải, còn kiêm bí thư đảng ủy công an thành phố. Cũng là một cán bộ cấp phó tỉnh, còn là phó bí thư đảng ủy công an thành phố kiêm cục trưởng công an thành phố Thương Hải Trung Luân. Cả hai đều mạnh, đều muốn xưng vương xưng bá. Nhưng, một núi khó chứa hai hổ, dĩ nhiên, hai hổ ở chung, ngày nào cũng sẽ đánh nhau. Lô Vĩ nhấp ngụm canh thản nhiên nói. Không đúng, hai hổ tranh chấp, tất có bên bị thương. Xếp Phu ở giữa không phải ngư ông đắc lợi sao, chỉ cần thành thạo. Chắc hẳn Hứa Chí Cường cùng Trung Luân đều phải nhìn vào anh. Vậy không phải xếp Phu là người được lợi nhất sao? Sao lại ngược lại, có vẻ xếp Phu không vui, chẳng lẽ? Trần Quân cũng không ngu, nói. Ngư ông này. Hạ Hải Vĩ đột nhiên mở miệng, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Không dễ làm. Ừ, không dễ làm. Vì, hai vị lãnh đạo trực tiếp đều là những người giàu hoạt, anh muốn kiếm lợi từ họ cũng khó. Nghe nói hai người đấu nhau, thường xuyên kiếm người thứ ba chút giận. Lô Vĩ trong lời nói có ám chỉ, người thứ ba đương nhiên là chỉ Phù Kiến Thần. Chương 2031, có chuyện gì nói em nghe? Đúng vậy, cả hai người đều có bối cảnh nhất định. Trung Lâm đã làm cục trưởng mấy năm, vốn muốn điều chỉnh được ngồi lên ngai vàng bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an thành phố. Không thể ngờ, phịch tới phịch lui. Lại để Hứa Chí Cường điều từ tỉnh ngoài về cướp mất vị trí bí thư đảng ủy công an. Trung Luân chẳng những cấp bậc không lên, mà còn mất hết mặt mũi. Dĩ nhiên, Trung Lung cho rằng phải giải quyết tên ngoại lai này. Cho nên, Hứa Chí Cường vừa đến Thương Hải, Trung Luân đã triển khai công kích. Muốn làm tên họ Hứa mới đến mất hết mặt mũi. Tuy nhiên, Trung Luân không ngờ trong đó còn có gút mắc. Hậu phương của Hứa Chí Cường tương đối mạnh. Không ngờ lại gọi ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Phúc, bí thư đảng ủy công an Lý Sương Hải, lãnh đạo đảng ủy công an trong tỉnh đồng chí Lý Sương Hải ra trách tội Trung Luân. Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước kia khi Hạ Hải Vĩ chưa tới ủy ban kỷ luật tỉnh người vẫn còn tương đối trắng trẻo hiện nay, đến ủy ban kỷ luật tỉnh rồi, có lẽ do nhu cầu công tác, cho nên, khuôn mặt kia, 10 ngày có 9 ngày như nhau, giờ đã đen như bao công rồi. Chắc hẳn. Chỉ có như vậy mới trấn trụ được các quan tham. Ừ,
Tháng 12 năm ngoái, tôi cũng mới đến thành phố Thương Hải không lâu. Xui xẻo là gặp phải chuyện, thành phố Thương Hải không phải xảy ra hai vụ nổ xưởng pháo hoa ngầm, làm chết 4 người. Đến lúc đó Lâm Trung muốn che giấu, nhưng, chắc hẳn là Hứa Chí Cường đã hạ thủ. Không lâu sau, cấp trên đã xuống điều tra, hơn nữa, còn là các đồng chí đến từ phòng đôn đốc tỉnh ủy. Vừa điều tra, vốn là báo con số không thực tế. Dĩ nhiên, Trung Luân với tôi đều bị phạt tội, mà đúng lúc đó Hứa Chí Cường phải đi học, thật ra là y biết cách lợi dụng cơ hội để trốn tránh trách nhiệm. Có lẽ Hứa Chí Cường với Lý Sương Hải có giao dịch gì đó. Lý Sương Hải đích thân đến Thương Hải, bản Trung Luân suýt chút nữa là bị anh ta đập gãy. Trung Luân hiểu, cái này là Hứa Chí Cường đang âm thầm chỉnh y. Tuy nhiên trên mặt thoát cái đã nở nụ cười âm hiểm. Bởi vì, Hứa Chí Cường cũng biết, bản thân mới nhậm chức ở Thương Hải đã nhận nhiều thủ đoạn của Trung Luân. Cái này, chỉ là bắt đầu phản kích thôi. Còn tôi thì xui xẻo, hai người họ mỗi lần đánh nhau, mặc kệ ai thắng ai bại. Cuối cùng cũng phải có một người xui xẻo. Và tôi chính là tên xui xẻo đó. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Hai người đó đấu nhau, rõ ràng là muốn hại tôi mà. Ông đây đâu phải là nha đầu bồi táng như trước kia chứ, cái chuyện quái gì đây? Phu Kiến Thần càng nói càng giận, cái bát suýt chút nữa đã bị anh ta đập nát. Hứa Chí Cường nhất định có bối cảnh, y lại là cấp trên của Trung Luân, Lý Sương Hải còn tạo thêm thanh thế cho y. Sao hơn một năm mà vẫn chưa chế phục được một cục trưởng cục công an cấp giám đốc sở? Vậy thì năng lực chế ngự người khác của Hứa Chí Cường đáng để cân nhắc. Diệp Phàm ngồi bên thản nhiên hừ một câu. Đúng vậy, phải xác định cho được, hoặc là Hứa Chí Cường cưỡng chế được Trung Luân, hoặc là Trung Luân đuổi được Hứa Chí Cường. Chỉ khi một bên thắng lợi rồi, có lẽ xếp Vu mới có thể sống thoải mái được. Nhưng, anh Diệp nói cũng có lý, Hứa Chí Cường nhiều ưu thế như vậy, sao lại không trấn áp được Trung Luân? Trần Quân cũng đưa ra nghi hoặc của chính mình, hy vọng Vu Kiến Thần giải thích nghi hoặc của mọi người. Mọi người không ở Thương Hải, đương nhiên không thể biết rõ chuyện này. Trung Luân sinh ra ở Nam Phúc, nhà của y cũng cách thành phố Thương Hải không xa. Trước kia không thuộc quản lý của Thương Hải, hiện tại sau khi quy hoạch đã thuộc quản lý của Thương Hải. Hơn nữa, cha của Trung Luân, Trung Minh Cửu đã từng là phó chủ tịch thường trực thành phố Thương Hải. Tuy nói không có phân lượng được như chủ tịch thành phố hết bí thư, nhưng cũng có thể chiếm được nền móng nhất định cho Trung Luân ở Thương Hải. Trung Luân thuộc phái bản địa mạnh mẽ, còn ở tỉnh, Trung Minh Cửu cũng có những người ủng hộ nhất định. Trung Minh Cửu hiện tại đã về hưu. Nhưng trước khi về hưu ắt là ông ta cũng đã giải đường trước cho con mình. Cho nên, ở tỉnh cũng có lãnh đạo ủng hộ Trung Luân. Bằng không, Trung Luân ắt hẳn sớm đã bị Hứa Chí Cường một cước đá ra khỏi thành phố Thương Hải. Còn tôi thì khó lắm, mọi người cùng hiểu tôi chẳng có bối cảnh cũng chẳng có trợ thủ. Hai người đó không tìm tôi khai đao thì còn tìm ai nữa. Cái thời đại này, mẹ kiếp, toàn là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Phu Kiến Thần nói. Dù sao cũng đã mất mặt rồi, còn sợ gì mất mặt trước mặt các anh em nữa. Không chừng còn có thể nhờ họ ủng hộ. Anh Vu, nếu Trung Luân với Hứa Chí Cường thường xuyên sinh sự. Vậy anh tìm xem họ có điểm yếu gì không, đến lúc đó sắp xếp một chút, báo lên cấp trên, em sẽ có cách. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Đúng vậy, đến lúc đó, anh là chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng Trung ương có thể xuống dưới đốc thúc. Tìm vài cái cớ, bên trái quẳng Hứa Chí Cường một cái tát. Bên phải đánh cục trưởng Trung Luân một cái tát. Xem hai người bọn họ còn dám kiêu ngạo nữa không, bộ không trị được hai tên đó sao? Tề Thiên vui mừng cười lớn. Cuối cùng, cố ý để lộ một chút. Sau khi hai người nghe ngóng, biết được xếp Phu với anh có quan hệ. Đến lúc đó, có lẽ cả hai người đều đi tìm xếp Phu. Sau này, bọn họ hiểu được mối quan hệ của xếp Phu. Xem còn dám bắt nạt xếp Phu nữa không? Ít nhất, khi có món hời có khi còn nghĩ đến xếp Phu. Lô Vĩ cũng gật gật đầu cho rằng cách này khả thi. Tát họ, không dễ đâu. Hứa Chí Cường cũng là cán bộ cấp phó tỉnh. Hơn nữa, người ta có bối cảnh. Cậu muốn tát hắn, chắc chắn phải tìm được đầy đủ lý do. Bằng không, ngược lại khiến hắn biết được chuyện này có liên quan đến xếp Phu. Diệp Phàm vừa đi, xếp Phu sẽ càng khó sống. Đến lúc đó, hai người này càng trầm trọng, xếp Phu có thể sống yên ổn được sao? Thời đại này, quan huyện không bằng hiện quản. Dù sao, hai người bọn họ cũng là lãnh đạo trực tiếp của xếp Phu,
muốn chỉnh họ, phải làm cho họ đau đầu. Sinh ra kiêng kỵ, về sau không dám làm gì nữa. Còn không thì đừng làm gì cả, tránh sự việc càng rối rắm thêm. Hạ Hải Vĩ nói suy nghĩ của mình, vẻ mặt ngưng trọng, nói năng nghiêm túc. Còn phải chú ý thêm một chút, sếp Phu, anh phải tìm việc gì đó không liên quan đến anh. Bằng không dù là anh Diệp xuống đánh đòn, cũng sẽ phải đánh cả anh. Có một số việc, người ta nhìn kỹ lắm, anh Diệp không đánh anh cũng không được, nếu thực sự như thế, thì chẳng phải đang tự lấy đá đập chân mình sao? Lô Vĩ nói, cái này cũng khó, thường chuyện gì có liên quan đến Hứa Chí Cường và Trung Luân cũng đều có dính đến tôi. Vì, tôi là Phó Cục trưởng Thường trực Công an thành phố Thương Hải. Cục trưởng và Bí thư phân công quản lý chính trị pháp luật đều trúng gậy, tôi sao không dính vào được? Nếu không phải chuyện ở Cục Công an, thì có chuyện gì có thể chỉnh họ được? Việc tư của hai người bọn họ không phải phiền tới phòng đốc tra văn phòng trung ương phải quản. Vu Kiến Thần nhíu mày, cái này, quả là làm khó anh ta rồi. Anh Vu, cứ từ từ mà tìm, nếu thật sự không tìm thấy, thì bắt nặng thả yếu. Kiếm việc nào có liên quan nhiều đến Hứa Chí Cường và Lâm Trung. Còn anh chỉ liên lụy một chút thôi, em xuống, mục tiêu chủ yếu là chỉnh đốn hai người này, chứ không thực sự lật đổ hai người bọn họ, vậy chẳng phải cũng tiện cho người khác sao? Anh Vu đến Thương Hải chưa được hơn một năm, vị trí cục trưởng nói thế nào thì cũng khó đến phiên anh đúng không nào? Nếu có thể dến phiên anh, em có thể ngầm hạ thủ Trung Luân. Diệp Phàm giọng điệu rất lạnh, Vu Kiến Thần có chút cảm động, đưa ly lên nói. Cảm ơn các anh em, Vu Kiến Thần tôi tự uống 3 ly để cảm ơn. Không cần tự cạn đâu, mọi người đều là anh em, cùng nhau cạn 3 chén được không nào? Diệp Phàm liếc mắt nhìn mọi người, đề nghị. Được, được. Tề Thiên hưởng ứng đầu tiên, Vương Long Đông cũng có chút hưng phấn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Sau khi cùng cạn 3 ly rượu, mặt ai nấy cũng ửng hồng. Anh Diệp, đồng chí Long Đông bạn học cũ của anh nghe nói là bí thư thành ủy Thanh Ngưu. Lên lâu chưa? Tề Thiên hỏi. Chưa đến 1 năm. Vương Long Đông thành thật nói. Hai, thời gian ngắn quá. Bằng không phải anh Diệp đưa anh về tỉnh thành luôn. Chúng ta có thêm bạn uống rượu. Tề Thiên có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu. Không sao, cứ để Long Đông ở Thanh Ngưu một thời gian cũng được. Đó cũng là nơi rèn luyện tốt. Long Đông cứ rèn luyện thêm vài năm, có cơ hội sẽ thăng lên. Ít nhất cũng được đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố cấp phó giám đốc sở. Diệp Phàm nói. Cảm ơn. Vương Long Đông nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Vẫn là chủ nhiệm Diệp nghĩ chu đáo, Thanh Ngưu dù là một huyện cấp thành phố, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng đến Hải Đông. Nếu có thể làm tốt công tác ở Thanh Ngưu, sau này sẽ có cơ sở để đề bạt. Đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ tìm tới chủ nhiệm Diệp. Bằng không, công tác không tốt, tôi cũng không mặt mũi tìm đến chủ nhiệm Diệp. Bí thư Vương, anh thành thật lắm, rất tốt. Hạ Hải Vĩ khích lệ Vương Long Đông một câu. Mọi người nói thêm vài chuyện khác, thấy thời gian không còn sớm nữa nên cũng tan cuộc. Vương Long Đông cả tối ít khi lên tiếng, trên cơ bản chỉ là người nghe. Nhưng, nghe đám người Diệp Phàm nói đến việc tìm cách chỉnh bí thư đảng ủy công an thành phố Thương Hải thì trong lòng không ngừng kích động. Không thể ngờ vòng tròn Diệp hệ lại dày như thế. Tuy cấp bậc không cao, nhưng ai nấy đều trẻ tuổi, đều có tiền đồ. Trải qua đêm nay, đồng chí Vương Long Đông càng quyết chí đi theo Diệp Phàm. Long Đông, thế nào, mấy người anh em của tôi không tệ chứ? Vì ăn quá no, Diệp Phàm đề nghị đi bộ, thế nên, Vương Long Đông cũng xuống xe đi dạo chung với hắn. Trong đêm đông giá rét, có vẻ hơi kỳ, nếu là một đôi nam nữ đi dạo trong đêm đông thì còn có lý. Hai người đàn ông đi dạo, đúng là có chút kỳ quái. Rất tốt, xã hội này, ai nấy cũng làm bạn vì lợi. Có phúc cùng hưởng, có họa chẳng thấy tăm hơi. Đó là bản tính tư lợi của con người, cũng không gì đáng trách. Tuy nhiên, tối nay đã khiến tôi mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng được, thời đại này, mà còn có tình anh em không chung huyết thống nồng đượm như vậy. Tôi nhìn thấy được, mọi người ai cũng thật lòng muốn giúp sếp Phu. Mọi người nói chuyện rất cởi mở, chẳng ai đề phòng ai, như vậy mới là anh em thực sự. Đây là một vòng tròn đoàn kết, bạn học. Cậu có thể giới thiệu tôi gia nhập không? Vương Long Đông đưa ra yêu cầu. Ha ha! Diệp Phàm cười quỷ dị. Chương 2032, dạ ngộ. Không được sao?
Vương Long Đông trong lòng có chút không yên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Tôi biết cấp bậc của mình quá thấp. Những người trong vòng tròn tối nay đều là cán bộ cấp sở. Trong thể chế, họ trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được địa vị này, quả thực là có năng lực. Còn tôi, quả là hơi yếu. Ngay cả chức bí thư thành ủy cấp cục trưởng cũng là do chủ nhiệm Diệp Anh Kiếm về cho. Nhưng, bạn học cũ, chỉ cần đồng ý cho tôi gia nhập, tôi sẽ là chân chạy việc. Dù sao mọi người cũng cần một chân làm việc vặt có phải hay không? Vương Long Đông cúi thấp người. Ha ha ha! Diệp Phàm cười phá lên, không chừng những người dân hai bên đường đang ngủ say sẽ mắng đồng chí này không có nhân phẩm, quấy rối giấc mộng của người ta. Hai, thằng nhóc nào đó, cái quỷ gì thế, say rồi đúng không? Giọng đàn ông vang lên la dày. Rất xin lỗi, lúc nãy bạn tôi vui quá nên cười hơi lớn. Vương Long Đông đương nhiên không muốn gây sự, vội vàng nói. Vì, đêm đã khuya rồi, có thể phát ra âm thanh như thế, thường đều là những lưu manh địa phương. Hi hi, Ngưu Tử, anh xem, còn một tên tỉnh táo. Đã tỉnh táo rồi, lúc nãy cố ý đó. Anh bảo bọn họ đến đây cho em, điên là gì chứ, thật khó nghe. Phải sửa lại mới được. Lúc này, một giọng nữ vang lên, giọng tương đối ngọt ngào nhưng lại nói những câu rất không xuôi tai. Chúng ta đi, không cần để ý tới bọn họ. Vương Long Đông biết tính Diệp Phàm, dĩ nhiên là không muốn gây chuyện, vội vàng kéo hắn đi. Muốn chạy, Ngưu Tử tao cho bọn mày đi à? Ngưu đại gia không lên tiếng, bọn mày dám đi sao, hừ. Giọng Ngưu Tử cùng tiếng bước chân vang lên, Vương Long Đông nhìn thấy bóng đen như quả bóng lăn đến trước mặt hai người. Diệp Phàm dương mắt nhìn, tên này đúng là béo thật. Mặt như cái chậu, bụng như cái trống, tứ chi béo tốt, chân tay hơi ngắn, nhìn cứ như quả bóng đang lăn. Khó trách lúc nãy làm người ta cảm giác như quả bóng đang lăn đến. Nhìn cái gì mà nhìn, thấy tao đẹp quá à? Ngưu Tử vừa nói xong, Diệp Phàm và Vương Long Đông xém chút nữa ói ra hết. Ngưu Tử, anh nhìn kia, không phải họ thấy anh đẹp trai, họ đang khinh bỉ anh giang như con cóc. Anh béo như vậy cơ mà, bằng không, sao người ta lại kêu anh là quả bí ngô chứ? Giọng nói kia châm chọc, một cô nàng cao gầy cười châm biếm. Nghi cô nàng này cong cong hình lưỡi liềm, đôi mắt xếch, mũi vểnh tọa lạc trên đôi má đáng yêu. Cặp môi nhỏ bé, trên người mặc chiếc áo lông mà đỏ, bên dưới mặc chiếc quần jean ôm màu đen, đôi trần dài mang đôi bốt da đỏ thẳm. Nhìn rất linh hoạt, hơn nữa, còn có vẻ xảo quyệt. Dáng người không tệ, ngực không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa, hình như cô nàng cũng uống rượu, Diệp Phàm đứng xa vậy mà còn ngửi được mùi rượu. Cô nói gì thế, chúng tôi khinh bỉ Ngưu Tử khi nào? Vương Long Đông cũng hơi có chút tức giận, liếc mắt nhìn cô nàng, nói. Tuy nói Vương Long Đông không tập võ, nhưng lúc ở đại học cũng nằm trong đội võ thuật, cũng có tập vài quyền cước đơn giản. Hơn nữa, là bạn học với Diệp Phàm, quan hệ không tệ, dĩ nhiên, cũng có học được vài chiêu. Một mình đánh hai, ba tên lưu manh cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu gặp cao thủ thì kết cục rất thảm. Tiểu thư chúng tao nói mày kinh bỉ tao, thằng nhãi, còn dám chống chế. Lại đây, Ngưu Tử tao giúp mà tỉnh táo. Ngưu Tử thực sự quá bừa bãi, há to mồm bước tới. Khinh bỉ mày thì đã sao hả đồng chí bí ngô? Diệp Phàm thấy hai người này quá kiêu căng, tính tình kiêu ngạo của Diệp Phàm bị sốc dậy. Thằng nhãi này miệng đầy mùi rượu, chỉ tay vào Ngưu Tử hừ giọng nói. Ngưu Tử, anh thấy không? Người ta căn bản chẳng coi anh ra gì. Cô nàng mặc đồ đỏ cười nói. Lúc này, Vương Long Đông lặng lẽ lấy điện thoại, chắc hẳn là gọi cho Lô Vĩ đến cứu viện. Tuy nhiên, bị Diệp Phàm ngăn lại. Chỉ có điều, cô nàng áo đỏ quá tinh mắt, thấy hành động của Vương Long Đông và Diệp Phàm, cười nói. Ngưu Tử, người ta gọi điện kêu người đấy, anh coi chừng, tí nữa bị người ta đánh thành đầu heo đấy. Đến lúc đó, hi hi hi. Thành đầu heo, tiểu thư, cô nhìn này, tối nay sẽ có hai cái đầu heo. Ngưu Tử bị chọc giận, chỉ vào Diệp Phàm và Vương Long Đông cười gượng một tiếng. Bước đến, đưa tay về phía Vương Long Đông. Long Đông, hoạt động một chút đi, mùa đông trời lạnh quá. Diệp Phàm cười gượng, cổ vũ Vương Long Đông. Được. Vương Long Đông biết được thân thủ của Diệp Phàm. Hơn nữa, lúc ở Hải Đông còn được người dân gọi là chủ tịch thành phố bạo lực, một mình đánh lại 10 người. Tên Ngưu Tử béo tốt này, hẳn chẳng là cái quái gì.
Vì thế, Vương Long Đông đứng tấn, hơi nghiêng người, đá về phía Ngưu Tử. Ngưu Tử, nó còn né được kìa, hi hi hi. Cô nàng áo lông đỏ cười khích tướng Ngưu Tử. Cô nàng này, đúng là không biết để người ta yên mà. Né cái rắm, cẩn thận mông này. Ngưu Tử hừ một tiếng, chân đá sang. Diệp Phàm phải Vương Long Đông né qua một bên, nhưng, không còn kịp nữa. Vương Long Đông đã ngã xuống đất như chó gặm bùn rồi. Hi hi hi, đáng đánh, đáng đánh. Cô nàng áo đỏ vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ, đúng là điên cuồng. Cô! Vương Long Đông tức giận, tát cô nàng áo đỏ một cái. Ngưu Tử vừa thấy, lập tức lao tới. Nhưng, y xui xẻo, vì gặp phải Diệp Phàm. Bốp, bốp tiếng hai cái tát vang lên trong trẻo. Ngưu Tử bị Diệp Phàm tát hai cái. Cả người xoay 360 độ rồi ngã rầm xuống đất. Mẹ mày, ông đây phải lấy mạng mày. Ngưu Tử hung hăng, nhặt một hòn đó to ném về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đón lấy, khí phách hù người. Biến mẹ nó đi. Diệp Phàm đá hòn đá một cái, một âm thanh giòn vang. Ngưu Tử bay xa 5 mét vào một đống rác, nhưng, may là y da thịt dày, bằng không, chắc chết mất thôi. Đánh đi, có ngon thì đánh tôi đây này. Lúc này, giọng nói cô nàng áo lông đỏ đầy mùi rượu vang lên. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, thấy đồng chí Vương Long Đông đưa cao tay, vẻ mặt xấu hổ. Vì, bộ ngực của cô nàng áo lông đỏ đang đối diện với tay Vương Long Đông. Ý là nếu anh có bản lĩnh, thì cứ đụng vào ngực cô nàng đi. Không thể ngờ cô nàng mạnh mẽ như vậy, Diệp Phàm trong lòng xấu hổ. Còn Vương Long Đông cũng không phải là lưu manh. Trước kia ở trường học, Vương Long Đông mặt vẫn còn khá non. Cứ nhìn thấy nữ sinh là tay chân luống cuống. Cho nên, ai trong lớp cũng biết anh chàng này sợ con gái. Cho nên, lúc này, Vương Long Đông nhất thời chẳng thể ra tay được. Tay kia, nâng lên không được thả xuống cũng không xong. Cô em, khuôn mặt cũng xinh lắm. Diệp Phàm sắc mặt đáng khinh, trêu đùa cô nàng áo lông đỏ. Đưa tay nâng nằm cô nàng lên. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phải lưu manh. Bởi vì, hắn sớm dùng đôi mắt ưng quan sát biết cô gái này không phải hạng phóng đãng. Hành vi to gan vừa rồi chắc chắn là do uống nhiều rượu. Hơn nữa, Ngưu Tử bên người cô chắc hẳn là vệ sĩ. Thân thủ khoảng tam đẳng, Diệp Phàm làm vậy, đánh cược là cô nàng nhất định sẽ sợ run người. Tuy nhiên, chuyện không ngờ đã xảy ra. Anh là cầm thú. Cô nàng kia bỗng chỉ tay vào mặt Diệp Phàm hét lớn, nhảy bổ về trước. Lao vào vòng tay của đồng chí Vương Long Đông. Hơn nữa, còn khóc to. Giống như cô người yêu đang bị oan ức vậy. Đừng, đừng như vậy. Vương Long Đông vội vàng đẩy cô nàng ra. Nếu để paparazzi chụp được, bí thư Vương Long Đông sẽ không còn đường sống. Kỳ thực, cô nàng kia rất thông minh. Cô thấy Vương Long Đông không dám ra tay, bèn hiểu người này là chính nhân quân tử. Tuyệt không sẽ không làm gì mình. Cho nên, đã xông qua đó. Làm cho đồng chí Vương Long Đông lại chân tay luống cuống. Dám bắt nạt tiểu thư nhà chúng tao, Ngưu Tử đây liều mạng với mày. Ngưu Tử vừa thấy, bộ dạng hung hãn gầm rú xông ra từ đống rác. Bàn tay thối nhằm về phái Vương Long Đông, y còn tưởng Vương Long Đông đang ôm cô nàng áo đỏ, muốn đùa bỡn cô ta. Tuy nhiên, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cho y thỏa nguyện. Một cước đá y bay về lại đống rác. Cô đừng khóc nữa, nhà cô ở đây. Khuya như vậy lỡ gặp người xấu thì sao? Vương Long Đông đưa hai tay khuyên nhủ. Tôi không muốn về nhà, không muốn về nhà. Cô nàng kia như bị kích thích, hai tay như dùi trống vừa nện vào ngực Vương Long Đông, vừa khóc lóc. Diệp Phàm châm thuốc, hắn hỏi Ngưu Tử đang ngồi phía trước. Làm một điếu không? Làm thì làm, Ngưu đại gia không sợ mày hạ độc. Ngưu Tử nhìn diếu xì ga Cuba trong miệng Diệp Phàm biết đây là loại cao cấp. Diệp Phàm ném cho y một điếu, Ngưu Tử lấy quẹt ra châm thuốc, tên này đặt mông ngồi xuống bãi rác, không ngại hôi thối, tên này, hình như cũng đã phát hiện được chút khác thường. Chương 2033, vừa về đã có chuyện. Cô gái đó là ai, sao trễ rồi còn đi ngoài đường, lỡ gặp người xấu thì sao? Diệp Phàm hỏi, người xấu, có Ngưu Tử tao thì còn sợ gì người xấu, ông đây là tổ tông của người xấu đấy. Ngưu Tử này quả thật ngông nghênh. Mày ấy à, chẳng ra làm sao. Diệp Phàm liếc mắt nhìn tên này, châm chọc nói. Anh em, anh là cao nhân. Tôi đương nhiên không sơ với anh được rồi. Anh, có luyện võ đúng không?
Ngưu Tử nhìn chằm chằm Diệp Phàm như nhìn mỹ nữ. Xem ra, người Trung Quốc ai cũng sùng bái võ thuật. Anh còn chưa trả lời tôi. Diệp Phàm hừ nói. Lão gia tôi đã dặn rồi, gặp người xấu không được nói lung tung. Đừng có lừa tiểu thư nhà chúng tôi. Thấy tiểu thư nhà chúng tôi xinh đẹp, các người muốn lợi dụng đúng không? Nói thật cho các người biết, chỉ cần các người dám động vào một cọng tóc của tiểu thư nhà tôi, Ngưu đại gia sẽ liều mạng với các người. Còn nữa, tiểu như nhà chúng tôi là tiểu thư nhà giàu có. Lão gia hắt xì một cái là các người phải vào tù hết. Ngưu Tử vừa hút thuốc vừa đắc ý nói. Ồ, nhà các anh có lai lịch lắm à? Người nhà nào, nói nghe coi. Không thì anh chẳng qua cũng chỉ là thằng khoác lác. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Kim Lăng đại hộ, anh đi mà hỏi, cổ gia trong Hồng Lâu Mộng, chính là viết về nhà chúng tôi. Ngưu Tử nói, như đang suy nghĩ đó, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hét lớn. Anh đó, thâm độc, dám lừa Ngưu đại gia kể ra, thuốc của anh, ông đây không hút. Ngưu Tử tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, vứt điếu xì gà. Hơn nữa, còn hung hăng dùng chân dâm sát, làm như điếu xì gà là Diệp Phàm không bằng. Hơn nữa, trong nháy mắt, còn đá một cước về phía Diệp Phàm. Còn muốn chơi, chúng ta tiếp tục. Diệp Phàm cười một tiếng, một cước lại đá Ngưu Tử bay về đống rác. Ngưu Tử điên cuồng chưa từng có, liều mạng xông qua. Cứ như vậy, bị Diệp Phàm đá tới đá lui qua đống rác 17, 18 lần. Cuối cùng, Ngưu Tử cũng bị Diệp Phàm đá cho nằm gục ở đống rác không động đậy nổi. Đương nhiên, đó là Diệp Phàm đã hạ thủ lưu tình, chỉ chơi đùa với y. Tiểu thư cổ phủ, lẽ nào cổ phủ giàu lắm, thú vị đây. Diệp Phàm hừ một tiếng. Tiểu thư, cô chạy mau, Ngưu Tử không xong rồi. Ngưu Tử vô dụng. Đúng lúc này, Ngưu Tử không ngờ lại khóc giống lên. Gọi cái quái gì, anh ta đồng ý đưa tôi về rồi. Đúng lúc này, tiểu thư họ Cổ mặc áo lông đỏ chỉ vào Vương Long Đông nói. Long Đông, làm gì vậy? Diệp Phàm cảm thấy bất ngờ, hỏi Vương Long Đông. Cái này, anh Diệp, anh xem, chúng ta chỉ tốn chút thời gian đưa cô ấy về thôi. Một cô gái, nếu giữa đường gặp kẻ xấu thì sao? Coi như chúng ta làm một việc tốt được không? Vương Long Đông có chút xấu hổ, nói. Thằng nhóc cậu, không phải là thích cô nàng rồi chứ? Diệp Phàm thốt ra, liếc mắt nhìn cô nàng, thấy khuôn mặt, dáng người đều không tệ, nhưng hơi chanh chua một chút. Anh Diệp, anh đừng nói vậy, tôi không có. Vương Long Đông liếc mắt nhìn cô nàng, đỏ mặt. Ha ha, muốn đưa thì cậu đưa đi, tôi còn phải về, sáng mai phải bay sớm, Long Đông, bye bye nhé. Diệp Phàm nhìn Vương Long Đông, xoay người bỏ đi, loáng cái đã mất dạng. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Đồng chí Long Đông ơi, cố lên, nhưng, cô nàng đó chanh chua lắm, đồng chí Long Đông, cậu tự cầu phúc đi. Diệp Phàm hừ nói. Diệp Phàm về tới thủ đô. Đầu tiên, Diệp Phàm sửa sang lại các tài liệu liên quan đi thẳng đến văn phòng của Thứ trưởng Trần Thiên Hòa. Vì, lão chính là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Trần Thiên Hòa vẻ mặt bình thản, chỉ tay vào ghế đối diện ra hiệu cho Diệp Phàm, nói. Về rồi à, ngồi đi. Diệp Phàm gật gật đầu đặt mông ngồi xuống, nhìn Trần Thiên Hòa, nói. Thứ trưởng Trần, sắp Tết rồi. Tôi muốn báo cáo với anh về bước đầu điều tra tình hình Tam Nông ở Giang Đô. Nhanh như vậy đã có kết quả sao? Trần Thiên Hòa biết rõ vẫn cố ý hỏi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Sao nhanh vậy được, chỉ có mấy ngày, không thể nào có ngay kết quả. Chỉ là bước đầu điều tra thôi, cuối năm rồi, cho nên báo cáo trước với anh. Lần này chúng tôi xuống. Diệp Phàm vừa mở đầu, Trần Thiên Hòa đã khoát tay nói. Nếu chưa có kết quả, chỉ là điều tra sơ bộ, vậy cậu không cần báo cáo. Chờ khi có kết quả rồi, năm sau điều tra xong hãy báo cáo. Bằng không, có nghe nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cái đó, nếu không báo cáo với anh, bên ủy viên Trương muốn biết báo cáo thì sao? Diệp Phàm cố ý chậm chạp một chút, trong lòng đã rõ. Biết Yến Xuân Lai chắc chắn đã thuyết phục được Yến Xuân Lai. Ủy viên Trương, sắp cuối năm rồi, người ta là ủy viên quốc hội. Trợ lý thủ tướng, có nhàn hạ đâu mà để ý chút chuyện nhỏ này. Cứ vậy đi, cậu quay về, gọi các đồng chí lại nói chuyện, bố trí nhiệm vụ hoặc kế hoạch sang năm của phòng đốc tra rồi còn về nghỉ Tết. Trần Thiên Hòa khoát tay, vẻ mặt thản nhiên.
Cái này, tôi có cần báo cáo với ủy viên Trương. Tôi thấy hơi lo. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trần Thiên Hòa, cố ý nói. Cậu lo cái gì? Trần Thiên Hòa có vẻ bất mãn, hừ một tiếng. Không phải nghe nói ủy viên Trương có chỉ thị, nếu trước cuối năm chưa xử lý xong sẽ hỏi tội người phụ trách phòng đốc tra sao cho nên, chuyện này dù chưa xử lý xong, nhưng tôi thấy cũng phải báo cáo tình hình cho ủy viên Trương, để lãnh đạo hiểu và ủng hộ. Bằng không, đột nhiên xử phạt xuống thì cũng phiền phức. Diệp Phàm cố ý bức Trần Thiên Hòa cho một lời hứa hẹn. Bằng không, nghe theo Trần Thiên Hòa không báo cáo lên, đến lúc đó ủy viên Trương mà giơ gậy đánh người chẳng phải mình bị oan ức sao. Có lời hứa của Trần Thiên Hòa, dù ủy viên Trương đó đưa gậy lơn, mình cũng có chuyện để nói. Vì chính thứ trưởng Trần không chịu nghe báo cáo thôi, không phải Diệp Phàm tôi không chịu báo cáo. Không cần, không phải đã nói với cậu, ủy viên Trương bận lắm, không rảnh nghe cậu báo cáo. Chuyện này cứ thế đi, tạm thời các cậu cứ nghỉ ngơi, qua Tết điều tra tiếp. Trần Thiên Hòa nói đến đây, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Đương nhiên. Cũng không thể không cho các đồng chí nghỉ ngơi. Tôi biết các cậu đi xuống đó rất vất vả, cho nên, cứ về nhà đón Tết, bồi dưỡng tinh thần, sang năm mới lại xuống điều tra lần nữa. Vậy cụ thể năm sau khi nào lại xuống, có cần xin Thứ trưởng Trần cấp quyết định không? Diệp Phàm cố ý phải thử lão già này một chút. Theo tâm lý của Yến Xuân Lai mà nói, chắc chắn đợi chuyện Hoàng Đằng lắng xuống sẽ bắt tổ điều tra gia tăng phá án. Mà chuyện Hoàng Đằng trong vòng vài tháng chưa thể nào lắng xuống được. Chắc hẳn Trần Thiên Hòa cũng sẽ kéo dài thời gian chưa ép tổ điều tra xuống đó. Quả nhiên, Trần Thiên Hòa nghe xong, vẻ mặt trầm tư, nói. Các đồng chí vất vả rồi, cứ để thang 3 tháng 4 gì đó hãng xuống. Dù sao, phòng đốc tra cũng có nhiều việc, cậu là chủ nhiệm cũng bận rộn. Sang năm mới khi bắt đầu làm việc tâm trí ai nấy còn đang ở kỳ nghỉ Tết. Nhất thời không thể nào có tâm trạng xuống Giang Đô mà công tác cho tốt đâu. Chỉ bằng để mọi người điều chỉnh lại tâm lý, tập trung tư tưởng rồi hắng cuống, như vậy hiệu suất cũng cao hơn. Thời gian xuống đó của các cậu cũng sẽ ngắn hơn. Được, tôi sẽ nói với các đồng chí chỉ thị của Thứ trưởng Trần. Diệp Phàm vẻ mặt đứng đắn nói. Cậu đi đi. Trần Thiên Hòa khoát tay. Diệp Phàm vừa đi, mặt Trần Thiên Hòa lập tức trầm xuống, hừ nói. Muốn chọc tức ông đây à, mày còn non lắm. Diệp Phàm đi nhanh về phòng đốc tra, đem những gì Thứ trưởng Trần Thiên Hòa nói truyền đạt lại, hơn nữa, còn dặn Chánh văn phòng Phong Nhất Tú ghi chép lại cẩn thận. Các đồng chí tổ điều tra tỉnh Giang Đô đều ký tên. Các đồng chí, chiều nay nghỉ rồi. Đầu tiên tôi chúc mọi người năm mới cát tường, vạn sự an khang, năm sau, mọi người đều tiến lên một nấc thang mới. Diệp Phàm nói. Lập tức cả phòng họp vang lên vỗ tay nhiệt liệt. Đợi tiếng vỗ tay dừng lại, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Chánh văn phòng Phong Nhất Tú nói. Tết rồi, có phát tiền thưởng với tiền trợ cấp cho các đồng chí không? Cái này, cuối năm phát chút tiền lì xì cho các đồng chí cũng là chuyện bình thường. Chủ nhiệm Diệp, tôi đang muốn báo cáo chuyện này với anh. Phong Nhất Tú đứng lên, nói. Ngồi xuống nói, hôm nay chúng ta không họp, chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Diệp Phàm khoát tay, ra hiệu cho chủ nhiệm Phong ngồi xuống hãng nói. Chủ nhiệm Diệp, tôi ngồi không yên. Phong Nhất Tú không ngồi xuống, vẻ mặt sầu lo. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm giật mình, cũng cảm giác được có gì đó khác thường. Chính là tiền thưởng và trợ cấp mà anh vừa nói đó, cái này không cần nói đến. Nói về tiền nhân viên xuống địa phương công tác, chẳng hạn xe cô, phí dừng chân, ăn uống. Còn có một vài chi phí khác có kê khai rõ ràng nhưng vẫn khó khăn khi thanh toán. Phong Nhất Tú nhíu mày nói. Trong tài khoản hết tiền rồi à? Diệp Phàm cũng nhíu mày hỏi, không thể tưởng tượng được lại gặp vấn đề kinh tế. Còn có hơn 10.000, hôm qua vốn định mua quà Tết cho mọi người. Lúc đó tôi hỏi chủ nhiệm phòng tài vụ Phương Xuân Ngọc, cô ấy cũng u buồn. Vì, đúng là tài khoản không có tiền, còn chủ nhiệm lại đang ở Giang Đô. Chúng tôi không tiện quấy rầy anh. Phong Nhất Tú nói.